trước, lọt vào trong tầm mắt là trùng trùng điệp điệp các tòa lầu các hình trụ cao 3-40 trượng, chi chít chiếm hơn phân nửa thành nội. Bất quá trong thành ít ỏi không có mấy bóng người, chỉ trên tầng trời xa xa mơ hồ thấy những đội thủ vệ tuần tra cả tòa đại thành. Đi thôi, chúng ta không cần nghỉ đêm tại chỗ này. Kim Duyệt bỗng truyền âm vào tai hai người Hàn Lập rồi bay lên trời, hướng một chỗ nào đó trong đại thành trực tiếp bay đi. Hàn Lập cùng lôi lan không nói một lời theo sát phía sau. Một lúc lâu sau, Ba người tới trước một tường thành màu xanh rất cao lớn. Trên giữa mặt tường thành rõ ràng minh ấn một pháp trận tỏa ngân quang chói lọi. Lúc này trước pháp trận có một đội chiến giáp sĩ thủ vệ ở đây. Bất quá có chút cổ quái là ngoài đám thủ vệ đang đứng thẳng tắp trang nghiêm thì phía sau bọn họ có một trung niên nam tử mặc thanh giáp ngồi xếp bằng trên một tấm bổ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Vừa thấy nam tử này thì Hàn lập thầm dùng mình mà đôi nhãn châu của Kim Duyệt cũng không khỏi chợt co rụt lại. Trung niên nam tử này rõ ràng là Kim Phong thủ vệ thống lĩnh Hàn Lập mà năm đó đã từng thấy qua ở nơi đây, cũng là một tồn tại thánh giai đại thành đáng sợ. Người này sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn tự mình chấn thủ nơi cửa tiến vào địa uyên. Ý niệm trong đầu Kim Duyệt lưu chuyển thật nhanh xong trên mặt không lộ chút dị sắc, khẽ mỉm cười mở miệng, Kim Thống lĩnh xuất hiện ở nơi đây thật sự khiến thiếp thân có chút bất ngờ. Từ biệt mấy trăm năm trước đến giờ, đạo hữu vẫn luôn bình an. Nghe thanh âm của Kim Duyệt, chân mày của thanh giáp nam tử khẽ động, chậm rãi mở hai mắt. Ta còn tưởng là ai, thì ra là thiên bằng tộc kim tiên tử. Đạo hữu sao không ở thiên bằng tộc tu luyện mà lại xuất hiện ở chỗ này? Nam tử không chút khách khí, trực tiếp hỏi. Lời này tựa hồ phải là tiểu muội hỏi mới đúng. Từ khi mà cửa vào địa uyên cần kim thống lĩnh đích thân thủ hộ kim duyệt cười khẽ hỏi. Ừm, thời điểm bình thường tự nhiên không nói, nhưng trước mắt nơi đây có một đại sự, ta không thể không tự thân xuất mã. Kim Phong bình tĩnh dị thường nói. Đại sự, kim duyệt ngẩn ra, hơn tháng trước ta nhận được tin tức, nói có người đánh cướp thương khố nơi khoáng mỏ ở chỗ sâu trong địa nguyên Đem tất cả quáng thạch quý hiếm mấy năm khai thác ra cướp sạch không còn. Thủ vệ nơi đó cũng bị kẻ này sát diệt đả thương phân nửa. Thần thông của tặc tử khá cao, thật sự không giống đám tiểu tặc tầm thường. Ta đã phái một số lượng lớn chấp pháp tiến vào trong địa uyên truy tung. Nơi này là địa điểm duy nhất ra vào địa nguyên mà hiện ở trong thành trống trải, thủ vệ bình thường chỉ sợ ngăn không được người này ta chỉ còn cách tự mình chấn thủ. Kim Phong cười hắc hắc nói, lại có chuyện này sao? Ta nếu ta nhớ không lầm thì không phải nơi khoáng mạch trong địa uyên có tần trưởng lão đích thân chấn thủ sao? Chẳng lẽ với tu vi tần trưởng lão cũng không làm gì được tặc tử này? Kim Duyệt lắp bắp kinh hãi, có chút khó có thể tin hỏi. Tặc tử phi thường rào hoạt, thừa dịp tần trưởng lão vừa mới có việc rời khoáng mạch trong nửa ngày thì bất ngờ động thủ. Đến tần trưởng lão tiếp tin trở về thì hắn sớm đắc thủ trốn chạy. Hiện tại Kim Tiên Tử có thể nói một chút vì sao tiến vào trong chứ? Tuy rằng đại trưởng lão có quyền ra vào địa uyên nhưng lúc này nhất định phải có lý do mới được. Thanh giáp nam tử thở dài một hơi, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe tinh quang, nhìn chằm chằm Kim Duyệt nói: "Không phải ta có việc muốn vào địa uyên mà là Lôi Lan Thánh chủ bản tộc cần mượn dùng băng sát khí để tu luyện, không thể lại không tiến vào địa uyên." Kim Duyệt nhìn sang Lôi Lan, thản nhiên cười trả lời. Ngân Y nữ tử lập tức tiến lên một bước, thập phần nhu thuận hướng sang thanh giáp nam tử thi lễ thật sâu nói, lôi lan bái kiến kim tiền bối. Lôi lan thánh chủ, ưm, ta đã nhận ra lôi thánh chủ, trước kia cũng có nghe thuộc cấp hồi báo qua tiền lệ lôi thánh chủ tiến vào địa uyên tu luyện. Như vậy tự nhiên lại có thể tiến vào, hơn nữa có kim tiền tử đi cùng thì dù tình hình địa uyên hiện tại có chút nguy hiểm cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Bất quá người này là ai, chẳng lẽ cũng muốn tiến vào địa uyên? thanh giáp nam tử khẽ gật đầu nhưng ánh mắt xoay chuyển đảo trên thân hàn lập nhướng mày hỏi một câu hắn chính là vãn bối của thiếp thân tư chất xem như không tồi hiện tại đảm nhận vị trí thị vệ bên người lôi lan thánh chủ đồng thời muốn tiến vào địa uyên thần sắc kim duyệt không đổi thong rong trả lời đã có kim tiên tử đi cùng còn cần thủ vệ làm gì ta xem hắn không cần đi vào dù sao hiện tại trong địa uyên có chút phức tạp có thể bớt được người nào tiến vào thì hay người đó thanh giáp nam tử nhíu hai mắt nhìn thẳng vào hai mắt hàn lập bỗng nhiên nói vừa nghe lời này thì sắc mặt lôi lan hơi đổi thần sắc hàn lập cũng khẽ động ngược lại kim duyệt không chút bối rối chỉ lắc đầu nói điều này chỉ e không được hàn hiền chất tuy chỉ là một thị vệ nhưng có quan hệ không nhỏ với thánh chủ hơn nữa lúc này lôi thánh chủ tu luyện tới thời điểm trọng yếu nhất định phải cho hắn tiến vào địa uyên nếu không thiếp thân cần gì phải ngàn dặm xa xôi mang theo hắn đến đây kim tiên tử đang nói dẫn hay sao một gã thị vệ thì quan hệ gì đến tu luyện của lôi thánh chủ Thanh giáp nam tử ngẩn ra nhưng lập tức cười nhạt, một bộ không quá tin tưởng. Kim Duyệt thấy vậy thì mỉm cười, lúc này môi khẽ nhúc nhích nhưng không có thanh âm phát ra, trực tiếp truyền âm qua nam tử. Kết quả một lát sau, trên mặt thanh giáp nam tử có chút nghi hoặc rồi sau đó như hiểu ra, khóe miệng vừa nhếch lên khẽ cười. Thì ra là thế, nếu như vậy tại hạ cũng không cản, mời ba vị cùng vào đi thôi. Kim Thống lĩnh nói xong, dùng ánh mắt quái dị quét qua quét lại vài lần trên người Hàn Lập cùng lôi lan, trên mặt Hàn Lập cùng Lôi Lan tuy không hiển lộ vẻ gì nhưng trong lòng có chút hồ đồ. Có điều đã nghe đối phương nói như vậy, hai người tự nhiên trước sau mở miệng đa tạ. Chương 1848, tái hồi đệ nhị tầng. Vì thế nam tử mặc thanh giáp vung một tay lên, lập tức trong đám thị vệ liền có một số người đi ra, sau đó linh quang chợt lóe trên tay, hiện ra một tấm mộc bài màu tím nhạt. Đột nhiên trên mộc bài đại phóng hào quang, chợt lóe rồi kích bắn ra hai cột sáng tử sắc sau chấp động mấy lần liền biến mất vào trung tâm trận pháp nhất thời ngân sắc trận pháp phù vù, vù một trận tiếp theo tại trung tâm trận lưu chuyển hồi hồi kỳ quang rồi tan đi cùng lúc đó phía dưới bức tường hiện ra một cánh cửa màu bạc rất lớn cửa lớn cao tới mấy chục trượng phát ra hào quang âm lãnh có vẻ băng lãnh một cách dị thường giống như toàn bộ cánh cửa đều dùng kim loại nào đó đúc ra vậy trong miệng thanh giáp nam tử lẩm bẩm tay áo hướng về phía cửa phất một cái oanh một tiếng một đạo thanh hà cuồn cuộn đánh tới cánh cửa lớn liền chậm rãi mở ra. Làm phiền đạo hữu rồi, trên mặt kim duyệt lộ nụ cười sau đó đa tạ một tiếng. Trong chốc lát nàng cùng hai người hàn lập lôi lan nhanh chóng độn quang, hóa thành ba đạo kinh hồng thông qua cánh cửa cực lớn tiến nhập địa uyên. Sau một lát liền biến mất ở phía sau cánh cửa không còn chút bóng dáng. Thanh giáp nam tử đứng trước cánh cửa màu bạc cực lớn, nhìn bóng dáng ba người biến mất thì trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, tựa hồ trong lòng có điều gì đó khó tiêu tan. Quên đi, có lẽ do ta đa tâm. Tuy cảm giác có chút quái dị nhưng hẳn là gã thị vệ này không có vấn đề. Dù sao Kim Duyệt cũng là đại trưởng lão của thiên bằng tộc, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình bất lợi đối với phi linh tộc. Thanh giáp nam tử thấp giọng thì thào vài câu, sau đó liền phân phó một tiếng, lệnh cho đám thị vệ phong bế cánh cửa lớn kia, còn hắn thì lần nữa ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, tiến vào nhập định. Bên kia, ba người hàn lập sau một lúc đã ở một nơi rất rộng lớn, nhìn chằm chằm một cỗ tà phong, đang thổi như bay ở nơi tiến vào địa nguyên Năm đó Hàn Lập với Tu Vi hóa thần phi hành trong đó còn có chút khó khăn, nhưng hiện tại Tu Vi đã là hợp thể trung kỳ căn bản xem nhẹ cỗ tà phong này. Thậm chí sau khi phi hành, gặp phải một cỗ băng phong khí màu đen, ngoài thân hắn chỉ chợt lóe thanh quang, đã nhanh chóng đem cỗ hắc phong bắn ra nơi khác, căn bản không để nó tiến đến bên người. Về phần lôi lan ở bên kia đã có kim duyệt cố ý chiếu cố, tự nhiên là không thành vấn đề. Không bao lâu sau, ba người liền tiến đến một vực sâu hun hút có hình một như một chiếc phễu nhìn hàn phong đen tuyền cuồng quyển ở nút thắt bên dưới hắc vực hàn lập nheo hai mắt một chút không chút do dự bay xuống lần này đến phiên hai người kim duyệt đi xuống sai khi liếc mắt nhìn nhau một cái liền theo sát phía sau hàn lập tiến vào đến địa uyên bốn phía là đại phong gào thét hết thảy cảm giác không khác biệt như ngày trước hàn lập tiến vào sau thời gian một tuần trà thân hình hắn đột nhiên dừng lại rốt cuộc đã tiến vào tầng một trong địa uyên bất quá sau một phen đánh giá bốn phía thì hàn lập không khỏi khẽ cau mày Thân thể hắn hiện đang lơ lửng trên không một vùng đầm lầy mờ ảo, khắp nơi có một tầng xương vụ màu lục nhạt bao phủ. Phảng phất ngửi được mùi cây cỏ giữa nát, nơi này hiển nhiên là địa phương mà lúc trước hắn tiến vào có điều là khác địa điểm. Kim đạo hiếu, người cũng biết đây là chỗ nào chứ, xem ra đây chính là địa phương gần cửa khẩu tiến vào tầng thứ 2A. Hàn lập quay đầu hướng sang Kim duyệt hỏi một câu, căn cứ vào địa đồ, nơi này tựa hồ là lan độc đầm lầy, cách cửa vào tầng thứ 2 không xa chỉ cần nửa ngày thời gian là tới. Nhưng dù sao đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút, tuy rằng độc khí phía dưới căn bản không uy hiếp với chúng ta, nhưng ở nơi đây có một loại hoa lan mang theo kịch độc lẫn những đám độc phong, có chút khiến ta chán ghét. Kim Duyệt sau khi đánh giá đầm lầy một chút, sau khi tư lượng liền khẳng định nói. Hiện giờ cả địa nguyên đều đã bị phi linh tộc chiếm lĩnh, có một tấm địa đồ đương nhiên lộ trình dễ dàng hơn trước, cho nên thiên bằng tộc đại trưởng lão này chỉ cần liền liếc mắt một cái là đã nhận ra nơi này. Độc phong, Hàn Lập vừa nghe lời này thì mỉm cười một chút, dường như không thèm để ý chút nào. Vì thế ba người sau khi nói vài câu, xác định phương hướng một chút liền lập tức kích bắn mà đi. Nửa ngày sau, ba đạo kinh hồng do ba người Hàn Lập biến thành hiện ra trên không của một sơn mạch. Sau đó tiếp tục phi hành về phía trước thêm nửa canh giờ, rốt cuộc đã đến trung tâm sơn mạch, gần một ngọn núi kỳ quái. Ngọn núi này sở dĩ gọi là kỳ quái bởi dọc theo sườn núi, có vài chỗ đều bị trẻ đôi, giống như một chữ nhân rất lớn mà cả ngọn núi lại chọc lóc mang một màu xám trắng. Nơi này chính là lối vào tầng thứ hai trên địa đồ của Kim Duyệt. Đường đi lúc trước vô cùng thuận lợi, trên đường ngoài trừ ở đầm lầy đụng phải một đám độc phong, Hàn Lập dùng mấy kiếm dễ dàng càn quét không còn thì chưa từng đụng phải yêu vật của địa uyên. Xem ra yêu vật cấp thấp của tầng 1, hiện tại hơn phân nửa đã bị càn quét không còn. Cái này cũng không có gì là kỳ lạ, yêu vật cấp thấp của tầng thứ nhất hơn phân nửa đều không có giá trị, những phi linh nhân tự nhiên không cần thiết lưu lại chúng. Bất quá, mắt thấy ba người bay đến ngọn núi, chợt lóe như sắp tiến vào trong đó thì bỗng nhiên Hàn Lập giật mình, nhưng ngay sau đó thần sắc lập tức khôi phục như thường. Chính là Kim Duyệt bay trước, đột nhiên độn quang chậm lại một chút, giữa lối vào của ngọn núi nhân thì ngừng lại, sắc mặt cũng trầm xuống quát lên. Là ai đang trốn, nhanh lăn ra đây cho bổn tỏa. Thì ra là đại trưởng lão cùng lôi thánh chủ, minh trấn bái kiến đại trưởng lão. Ở trong một khoảng hư không gần lối vào, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, tiếp theo một đạo nhân ảnh quỷ dị mang theo một đôi cánh thoáng hiện ra hướng về kim duyệt cung kính thi lễ thật sâu xem khí thức của người này rõ ràng là một nam tử của thiên bằng tộc toàn thân chiến giác màu lam có tu vi luyện hư hậu kỳ tình cảnh cũng tương tự trong hư không ở mấy chỗ gần đó cũng có năm đạo nhân ảnh hiện ra những người này cũng hướng sang kim duyệt khẽ thi lễ không nói gì nhưng thần sắc trên mặt khác nhau những người này cũng có tu vi luyện hư kỳ thì ra minh chấn hiền chất nói như vậy các người thuộc chấp pháp đội chẳng lẽ là ở đây mai phục tên tặc nhân cướp khoáng mạch kia. Ánh mắt kim duyệt đảo qua những người này một chút, cảm ứng được trên người bọn họ phát ra sát khí kinh người, bất động thanh sắc hỏi một câu. Thì ra đại trưởng lão đã biết việc này, xin đại trưởng lão minh giám, bọn ta đúng là phụng mệnh ở phong tỏa cửa ra vào nơi đây. Đại trưởng lão vì sao lại cùng lôi lan thánh chủ tới đây? Gã nam tử thiên bằng nhân mặt mày xấu xí khó coi, đầu tiên là không lưỡng lự trả lời nhưng sau đó lại có chút trần trừ hỏi. Ừm, từ Kim Thống lĩnh mà ta đã biết khoáng mạch gặp chuyện không may. Về phần ta cùng Lôi Lan Thánh chủ đến địa nguyên là có sự tình quan trọng, lúc này sẽ không dừng lại ở đây lâu. Kim Duyệt không giải thích cái gì, thản nhiên nói hai câu. Thì ra là thế, nếu vậy tiểu chất sẽ không làm chế hành nãi trình của đại trưởng lão và Lôi Lan Thánh chủ. Nếu đại trưởng lão nếu ở mấy tầng dưới gặp được tên tặc tử kia, hy vọng thì có thể xuất thủ bắt giữ. Hiện tại cả tầng 2 đều đã bị chấp pháp đội phong tỏa tặc tử có lẽ còn tránh ở mấy tầng sâu phía dưới nam tử thiên bằng tộc trong lòng dùng mình vội cung kính nói hắc hắc nếu gặp kẻ khả nghi ta tự nhiên sẽ bắt giữ các ngươi trông coi nơi này cho tốt ta mang lôi lan thánh chủ đi trước một bước kim duyệt gật đầu không nói thêm với những người này mang theo hai người hàn lập lập tức bay vào trong chữ nhân mơ hồ chợt lóe bên trong liền quỷ dị không thấy bóng dáng minh trấn huynh vị này chính là đại trưởng lão của quý tộc sao quả nhiên như trong truyền thuyết một thân tu vi thâm sâu khôn lường. Có kim trưởng lão này chấn thủ, quý tộc hẳn là trong mấy vạn năm có thể không lo không nghĩ. Nhưng người kế bên là ai, xem thì tu vi tương đương chúng ta nhưng khuôn mặt có chút xa lạ, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua. Ở bên ngoài ngọn núi, một gã phi linh nhân có đôi cánh màu xám cho, sau khi nhìn đám người kim duyệt biến mất, đột nhiên hướng sang nam tử thiên bằng tộc nói một câu. Kim trưởng lão tu vi đại tiến, đây chính là sự tình may mắn của bổn tộc, bất quá quan trọng nhất chính là trong tộc một lần nữa lại có được hai vị thánh chủ nhờ đó mấy tộc khác cũng không thể có cớ đụng đến thiên bằng tộc chúng ta về phần người vừa rồi đi theo đại trưởng lão cùng lôi thánh chủ ta cũng chưa từng gặp qua nhưng điều này cũng không có gì là kỳ lạ thiên bằng chúng ta tuy rằng là một chi nhỏ yếu nhưng tộc nhân cũng phải tới hàng ức có mấy kẻ mặt xa lạ xuất hiện cũng khiến đạo hữu hoài nghi hay sao gã nam tử của thiên bằng tộc tên là minh trấn liếc mắt nhìn đồng bạn một cái mặt sắc trầm xuống, có vẻ không hài lòng nói. Sao thế, Minh Trấn Huynh đa tâm rồi, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, đối với kim trưởng lão cùng thánh chủ của quý tộc tự nhiên vô cùng tin tưởng. Người có đôi đánh màu xám cho ha hả cười hai cái, vội vàng đem chuyển hướng đề tài. Được rồi, nơi đây cũng không phải là chỗ để phiếm luật, chúng ta còn tại chấp hành nhiệm vụ. Lập tức phải ẩn nặc kỹ, không nên lộ ra hành thích. Một nữ tử trên đầu có một đôi sừng ngắn màu trắng, sau lưng lại có đôi cánh màu tím mở miệng thiên bằng tộc nam tử như còn muốn nói thêm điều gì nhưng lập tức đem lời nuốt nhanh vào trong miệng những người khác cũng vội gật đầu bộ dáng rất kiên kỵ đối với nữ tử này vì thế sáu người bấm pháp quyết thân hình khẽ động lại tiêu thất trong hư không cơ hồ cùng lúc đó hàn lập cùng hai người kim duyệt đang ở trong một vùng sương mù đen tuyền phi hành hướng xuống phía dưới xem ra kẻ cướp sạch khoáng mạch thần thông thật không nhỏ chỉ riêng nơi nhập khẩu tầng 2 đã có 6 tồn tại cấp bậc linh soái phòng thủ. Xem ra người này cho dù không phải tồn tại thánh giai thì thần thông cũng không kém quá xa. Kim Duyệt ở bên trong độn quang bỗng mở miệng, ngữ khí lại ẩn hàm vẻ trào phúng. Ô, nghe khẩu khí của Kim Đạo Hiếu tựa hồ không mấy quan tâm tới khoáng mạch tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, hỏi một câu. Ta sao phải quan tâm? Khoáng mạch này tuy nói là cùng chia cho phi linh các tộc, nhưng thực tế phần lớn sản lượng quáng thạch đều bị các đại tộc xếp hạng đầu chiếm cứ, chia cho thiên bằng tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu kim duyệt cười lạnh nói thì ra là thế xem ra quý tộc cho dù thoát khỏi họa diệt tộc nhưng tình cảnh ở trong phi linh tộc cũng không quá ổn hàn lập như có điểm suy đoán trả lời nếu không phải như vậy thì ta sao dễ dàng đáp ứng yêu cầu của đạo hiếu chỉ cần có công pháp của đạo hiếu thiên bằng tộc chúng ta chỉ cần thời gian mấy vạn năm sẽ trở nên cường đại hơn tốt nhất hàn đạo hiếu cũng nên rõ ràng nửa sau của bộ công pháp này đích xác không có vấn đề Kim Duyệt thản nhiên nói, Kim Đạo Hữu yên tâm, ngay khi đến tọa độ đó tại hạ lập tức đem phần sau bộ công pháp giao cho Đạo Hữu, đương trường mời Kim Đạo Hữu kiểm tra. Nếu không Hàn Mỗ sẽ mặc cho đại trưởng lão xử trí. Hàn Lập đột nhiên khẽ cười một tiếng trả lời, Hàn Đạo Hữu biết vậy là tốt rồi. Kim Duyệt nói một câu rồi cũng im lặng, mà sau một lát, sương mù màu đen bắt đầu mờ nhạt dần, rốt cục ba người cũng hiện ra ở tại tầng thứ hai của địa huyên chương 1849, ngân sắc lôi quang cùng truyền tống. Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất đương nhiên hung hiểm hơn rất nhiều, nhưng trong mắt đám người Hàn Lập vẫn không đáng nhắc tới. Xem xét địa đồ và xác định xong vị trí cần phải đến, thì đám người Hàn Lập liền một đường phi hành. Trải qua 3 ngày ba đêm lộ trình. Đám người Hàn Lập ngoài đánh chết một số trung gia yêu vật thì trên đường còn đụng phải một số đội chấp pháp tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất cũng đã là hóa thần kỳ, dẫn đầu rõ ràng lại là tồn tại thánh giai với thân phận thiên bằng tộc đại trưởng lão của kim duyệt tự nhiên chấp pháp tu sĩ không dám làm khó chút nào phần lớn chỉ hỏi một hai câu sau đó để cho bọn họ tự nhiên rời khỏi bất quá thấy được cảnh này sắc mặt kim duyệt không khỏi có chút âm trầm xuống chỉ vì một người mà lại huy động nhiều nhân thủ đến như vậy việc này mơ hồ đã lộ ra một chút quỷ dị chẳng lẽ bên trong việc khoáng mạch bị cướp còn có điều gì sâu xa chăng kim duyệt vốn đã nắm giữ thiên bằng tộc nhiều như vậy năm tự nhiên tâm kế cao hơn bình thường mặc dù trong lòng nổi lên sự nghi ngờ nhưng khi đối mặt với chấp pháp đội lại không lộ chút dị sắc nào. vì vậy ba người phi thường thuận lợi tìm được cửa vào tầng thứ ba ở dưới đáy một con sông. sau một lát công phu men theo dòng nước chảy và vượt qua một chút rắc rối, hàn lập ba người liền đi tới tầng thứ ba của địa nguyên. ba ngày sau, ba người hàn lập đang ở trên không trung một vùng rộng lớn không người với muôn vàn đá vụn. đột nhiên cảm giác ở phía xa xa thiên địa nguyên khí dao động khác thường một trận tiếp theo một đạo ngân quang ở nơi cuối chân chờ chợt lóe lên. Một tiếng nổ âm ầm truyền đến, cả mặt đất vì vậy mà chấn động không ngừng. Hàn Lập cùng Kim Duyệt cũng vì dị biến này mà sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau một cái. Kim Đạo Hiếu, ở bên kia tựa hồ có người đang tranh đấu, chúng ta có nên đến nhìn một chút hay không? Hàn Lập sau một thoáng do dự liền hỏi, với động tĩnh lớn như thế, nếu ở phụ cận có một đội chấp pháp tu sĩ mà chúng ta lại không đi thì sợ rằng có chút không thỏa đáng. Trong mắt Kim Duyệt nhất thời chợt lóe tinh quang nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta mau đến xem xét một chút đi." Trong lòng Hàn Lập mặc dù không muốn đa sự nhưng cũng biết điều băn khoăn của nữ tử này quả thật không ít, liền gật đầu đồng ý nói. Về phần Lôi Lan càng không có ý kiến khác rồi, vì vậy, phương hướng của ba người liền biến đổi, hướng tới địa phương vừa rồi có lôi quang ngân sắc chấp động mà bắn tới. Sau một hơi phi hành hơn vạn dặm, rốt cuộc ba người cũng ngừng độn quang ở trên cao một sườn núi. Trải qua một phen thăm dò cảnh tượng bừa bãi ở phía dưới, thần sắc cả ba đều hiện ra chút khác thường. Phía dưới một đống loạn thạch, có một phiến đá bất ngờ lại xuất hiện dấu vết rất lớn có đường kính hơn 10 trượng. Trên phiến đá bốn phía đều cháy đen, mơ hồ có mùi vị khen khét phát ra xung quanh, phảng phất như bị lôi điện đánh chúng mà tạo thành. Đột nhiên Hàn Lập nhấc một tay lên, hướng tới đống loạn thạch hư không một chảo. Vù một tiếng, một vật từ trong đống loạn thạch phía dưới bay ra, sau một lần chớp động, bỗng rơi vào trong tay Hàn Lập chính là nửa miếng đoàn nhận lam sắc, trên mặt trải rộng những vết nứt nhỏ nhưng lập lòe hàn quang, vừa nhìn đã có thể khẳng định chính là một kiện pháp bảo có uy năng không nhỏ. Xem ra, những người này đều bị đạo thiên lôi vừa nãy đánh cháy thành cho, ngay cả bổn mạng pháp bảo cũng bị hủy. Bất quá, một kích lôi điện có thể diệt sát luyện hư hóa thần, uy năng to lớn thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Hàn đạo Hữu người cảm thấy đạo thiên lôi này như thế nào? Sau khi Kim Duyệt nhìn qua hết thảy, bỗng nhiên hỏi. Mới vừa rồi, khi đạo thiên lôi hung mãnh khi xuất hiện, mặc dù xa như thế nhưng ta cũng cảm ứng được. Vì vậy có thể thấy, người ra tay hẳn là rất tinh thông thần thông lôi hệ. Mà pháp bảo này lại có chứa một chút sát khí, còn chưa tiêu tan chủ nhân sau khi chủ nhân ngã xuống. Chính là của chấp pháp đội, Hàn Lập sau khi ném tàn nhận trong tay, mười phần khẳng định nói. Không sai, nơi này một chút khi tức của có ba người trước khi ngã xuống, mà lại xảy ra tại đây, mười phần thì tám chín là do kẻ thần bí cướp khoáng mạch rồi. Kim Duyệt vung một tay xuống, cũng từ trong đám loạn thạch lấy ra vài món pháp bảo tổn hại khác, vừa quan sát vừa nói. Nói vậy người kia thật sự lợi hại, dĩ nhiên có thể đồng thời đánh chết ba gã chấp pháp đội viên. Lôi Lan hít một hơi lạnh, đây cũng không phải chuyện quá kỳ quái, nếu không người nọ sao lại dám làm chuyện to gan lớn mật kia? Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy những người khác tới, xem ra ở gần đây cũng không có chấp pháp đội rồi. Bất quá, người trong chấp pháp đội cũng có bí thuật cảm ứng khẳng định không lâu sẽ có người tới đây. Chúng ta không nên ở lại đây lâu, đi thôi. Kim Duyệt sau khi đánh giá một chút nói. Đạo Hữu nói như vậy cũng có lý, nơi đây cách tọa độ ta muốn đến bất quá cũng chỉ mấy ngày lộ trình nữa thôi. Chúng ta đến được nơi đó mới có thể hoàn toàn an tâm. Hàn Lập nghe Kim Duyệt nói vậy, lúc này cũng đồng ý nói. Lôi lan dường như cũng có suy nghĩ riêng nên gật đầu. Vì vậy, ba người nhanh chóng độn quang, hóa thành ba đạo kinh hùng tiếp tục bay đi. Đại khái chừng nửa ngày sau, từ phương hướng khác có mười mấy đạo độn quang bay vụt đến nơi mà ba người Hàn Lập rời đi khi trước. Mà lúc này đám người Hàn Lập lại sớm đã ở nơi đó xa ngàn vạn dặm rồi. Bảy ngày sau, trên không một dãy sơn mạch trùng điệp đen tuyền lẫn nhau, Hàn Lập tay nâng một vật phẩm hình tròn màu trắng. Ngoài thân hắn có hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bay lượn xung quanh, đem một đám yêu cầm màu đen có hình thể trông khá giống một loài quạ lớn, trong nháy mắt chảm thành vô số đoạn, hóa thành một trận mưa máu từ trên trời rơi xuống ở bên cạnh hàn lập trước người kim duyệt không biết từ khi nào hiện ra một cái gương mặt ngoài óng ánh sắc vàng từ đó phun ra một luồng quang hà mang theo kim điện đem một lượng lớn yêu cầm chấn nát không còn một mảnh về phần lôi lan sắc mặt nữ tử này ngưng trọng đưa đơn thủ khắp quyết sau lưng hiện ra một đôi cánh lông chấp động không ngừng từng đạo lôi điện màu bạc hình cung nhanh chóng xuất hiện hình thành một cái lưới nhỏ đem thân hình nàng hoàn toàn gắn sát vào trong ngẫu nhiên có một số yêu cầm đụng vào lưới điện thì nhanh chóng bị một tiếng sét đánh chúng rồi lập tức biến thành cho bụi sau khi nửa canh giờ vừa chém giết vừa tiến về phía trước lúc này đám yêu cầm thân đen rốt cục trở nên thưa thớt cuối cùng phát ra vài tiếng thê lương rồi lập tức tán loạn bay đi ba người thấy vậy tự nhiên cũng lập tức thu pháp bảo trở lại tiếp tục phi hành hướng về phía trước trên đường đi hàn lập thỉnh thoảng hướng vật hình tròn trong tay quét mọi hướng không ngừng mỗi lần vật ấy đều có chỉ cho hắn chuẩn xác phương vị Lúc này vật hình tròn màu trắng trong tay Hàn Lập đột nhiên phát ra một trận vù vù, tiếp theo bên trong lại lưu chuyển bạch quang không chừng. Như mình cảm ứng với nơi này mà kích thích lên, tới rồi, chính là nơi đây rồi. Hàn Lập vội cúi đầu xem mặt trên của vật hình tròn một chút, lúc này độn quang bỗng dừng lại, liền mừng rỡ nói. Vừa nghe Hàn Lập nói thế, Kim Duyệt cùng lôi lan cũng một bộ ngừng lại. Nơi này chính là địa điểm theo lời đạo hữu nói sao. Tựa hồ không phải, không gian gần đây rất chắc chắn, không có dấu hiệu tồn tại tiết điểm không gian. Ánh mắt Kim Duyệt đảo khắp mọi nơi, những mày hỏi, dường như có chút hoài nghi. Kim Đạo Hữu yên tâm, nếu vị tiền bối nọ nói tọa độ ở nơi này, như vậy tuyệt đối không sai được. Hàn Lập vừa nhấc tay, vừa thản nhiên cười vừa trả lời. Hàn Đạo Hữu đã khẳng định như thế, vậy thì tốt rồi. Nếu thiếp thân đã đem Đạo Hữu mang tới nơi đây, Đạo Hữu nên đem phần sau của nửa bộ pháp quyết lấy ra. Kim Duyệt gật đầu, thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói. Đại trưởng lão cứ yên tâm, hàn mỗ nào phải hạng không giữ chữ tín. Đây là phần sau nửa bộ pháp quyết, đạo hữu hãy nhận lấy. Hàn lập cười một tiếng, đơn thủ bỗng nhiên vừa lộn chuyển, một khối hoàng sắc ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, cổ tay liền run lên ném về kim duyệt. Hai mắt kim duyệt sáng ngời tinh quang, ngọc thủ thon thon vươn ra, liền nhanh chóng đón lấy khối ngọc giản, sau đó vội vàng đưa lên chán giỏ xét chân giả. Mà hàn lập thì dường như không chút để ý hành động này của kim duyệt tay áo bảo lại rung một cái, năm cây ngũ sắc trận kỳ bay ra, sau đó vây xung quanh thân thể mà xoay tròn, rồi bịch bịch hai tiếng hóa thành năm cột sáng ngũ sắc rồi phóng lên cao. Đơn thủ của Hàn Lập nhanh chóng kết thành pháp quyết, liên tiếp tạo ra mười mấy đạo quang ảnh đánh vào trên cột sáng, nhất thời cột sáng liền chấp động. Sau một lát tại trung tâm liền hiện ra một trận pháp ngũ sắc, chấp động linh quang chói mắt. Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng, tay áo phần phật phất lên không ngừng. Mỗi lần từ trong bay ra một khối cực phẩm linh thạch, sau một hơi ném khoảng hơn trăm khối, đều chợt lóe biến mất không thấy bóng dáng vào trong trận pháp. Tiếp theo hắn bỗng nhiên ném vật hình tròn cầm trong tay ra trôi nổi ở trước người, tiếp theo mười ngón ngay búng ra liên tiếp, tựa hồ chậm rãi thúc giục pháp khí. Lôi lan ở một bên lẳng lặng quan sát hết thảy, mắt thấy vật hình tròn nọ bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt, từ từ hóa thành một đoàn bạch sắc linh quang, lúc này nàng không nhịn được đưa mắt nhìn Kim Duyệt một cái. Chỉ thấy Kim Duyệt mặc dù khép hờ hai mắt nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, hiển nhiên pháp quyết là không giả. Điều này làm cho lôi lan, vị thiên bằng tộc thánh chủ trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên hàn lập quát khẽ một tiếng, đưa tay điểm chỉ vào vật hình tròn một chỉ. Chỉ thấy bạch sắc linh quang từ từ phiêu hốt bay về phía tâm ngũ sắc trận pháp. Sau một thanh âm muộn hưởng phát ra thì dễ dàng cùng pháp trận hòa hợp thành một thể. Kim Đạo Hữu cảm thấy nửa bộ pháp quyết này như thế nào, có chỗ nào không hài lòng chăng? Hàn Lập lúc này dừng kết quyết, quay đầu nhìn Kim Duyệt lạnh nhạt hỏi một câu. Không có, nửa bộ pháp quyết này đích xác không giả, thiếp thân đại diện cho toàn tộc đa tạ hàn đạo hữu đã ra đại ân này. Khẩu khí kim duyệt phi thường hài lòng, rốt cuộc thoát ra khỏi sự trầm mê khi kiểm tra pháp quyết nói. Ha ha, tại hạ cùng quý tộc bất quá là một vụ giao dịch mà thôi. Nếu kim đạo hữu hài lòng, như vậy hết thảy không còn vấn đề gì rồi, tại hạ xin cáo từ trước. Khóe miệng hàn lập nhếch lên, chắp tay hướng về kim duyệt nói. Thiếp thân cũng chúc hàn đạo hữu chuyến này mã đáo thành công. Kim Duyệt mỉm cười hoàn lễ, hắc hắc, nghe các ngôn của đạo hữu như vậy, ta cũng hy vọng như thế. Lôi thánh chủ, hy vọng người sau này tu vi đại tiến, sớm ngày tiến vào thánh giai. Hàn lập cười hắc hắc, hướng sang lôi lan cáo từ. Đa tả các ngôn của tiền bối, sau này vãn bối nhất định sẽ cố gắng. Sắc mặt lôi lan có chút phức tạp, liền thi lễ rồi trả lời. Thời điểm đã sắp đến rồi, hàn ngỗ cần phải đi. Hàn lập nhìn hai người một cái, lúc này không hề trần chờ nữa, thân hình vừa động đã hiện ra trong ngũ sắc quang trận. Từng hồi chú ngữ từ trong quang trận phát ra, tiếp theo quang trận đột nhiên phát ra vài tiếng ẩm vang, vô số ngân sắc phù văn từ trong quang trận tuôn ra. Mà ở chỗ trung tâm trận, lúc này bạch sắc quang đoàn càng cuồng chướng mấy lần, cơ hội chiếm cứ cả toàn bộ tòa quang trận. chương 1850, gặp gỡ ngoài ý muốn. Trong khi bạch quang cùng ngân sắc phù văn chớp động thì bên trong tòa quang trận lấp lánh vô số tinh quang, phảng phất như hóa thành một giải ngân hà âm u, hiển nhiên là đã đem lực lượng của pháp trận đẩy lên tới cực điểm. Kim Duyệt thấy tình hình như vậy, khóe mắt khẽ chớp, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Nhưng một khắc sau đó thần sắc nàng bỗng nhiên biến đổi, quát một tiếng chói tai, người nào núp ở kia, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, một bàn tay không mảy may có một dấu hiệu báo trước từ trong tay áo nàng bắn ra, bất ngờ chụp vào trong hư không gần đó. Một đạo cự lực vô hình thức thời áp chặt xuống nơi đó. Âm một tiếng, từ trong hư không nơi chịu cự lực ấy, một đoàn ngân sắc lôi quang bóng dưng nổ bắn ra, tiếp đó bên trong lóe sáng điện quang, một con ngân xà theo đó bắn ra, hướng vào phía trong quang trận. Tốc độ ngân xà này cực nhanh, tưởng như trong chớp mắt đã vượt qua nghìn dặm, dường như không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của cự lực. Kim Duyệt hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì ngân xà kia đã biến mất vào trong quang trận. Cơ hồ trong sát na nà này, trong quang trận khổng lồ phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai, từ giữa bắn ra một đạo bạch sắc quang trụ, quang trụ lóe lên một cái đã xé rách hư không nơi nào đó cách hơn nghìn trượt, rồi chui vào trong một lỗ hổng đen thui khổng lồ lơ lửng trong không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này, ngũ sắc quang trận mới thu lại những âm thanh bén nhọn kia, linh quang cũng ảm đạm dần rồi tiêu tán biến mất. Kiện bạch sắc phiên bàn nọ ở trung tâm quang trận, lúc này lại vỡ vụn thành từng mảnh rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Đại trưởng lão, kia là người phương nào, có vẻ như cũng được truyền tống đi cùng với hàn tiền bối lôi lan ở một bên nhìn thấy liền kinh ngạc đến mở to đôi mắt đẹp sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói lôi điện công pháp của người này vô cùng kỳ lạ có thể thoát khỏi thần thông của ta áp chế hơn phân nửa là cái tên tạc nhân kia mà đội chấp pháp đang truy tìm rồi sắc mặt kim duyệt vẫn có chút khó coi nhưng lập tức như đoán ra được lai lịch của điện xa cái gì lại là tên tạc tử này hắn phá giới cùng đi hàn tiền bối sẽ không có vấn đề gì chứ lôi lan hít vào một hơi yên tâm hàn đạo hiếu thần thông hẳn không dưới ta người nọ cho dù cùng truyền tống với hắn cũng sẽ không chiếm được cái gì tốt từ tay hàn đạo hiếu bất quá tặc tử này có thể ẩn núp ở gần xem ra là đã theo chúng ta từ mấy ngày trước khi chúng ta tới cái hố to kia có thể khiến ta cùng hàn đạo hiếu không hề cảm ứng được gì ẩn nặc thuật của người này thật sự xuất thần nhập hóa quá mức không trách được cho dù phái ra nhiều đội chấp pháp như vậy vẫn không thể nào làm gì nổi được hắn bất quá kim duyệt lắc đầu nói nhưng rốt cục trên mặt lại hiện ra một tia nghi ngờ bất quá cái gì lôi lan nghe có chút khó hiểu bất quá trong khí thức của hắn có chút cổ quái tựa hồ như pha trộn khí thức của một loại dị thú có phần giống lôi vân ưng trong man hoang thế giới nhưng lại có điểm không quá giống hai mắt kim duyệt nhíu lại cân nhắc một hồi chưa dám khẳng định nói khí thức dị thú chẳng lẽ trùng hợp là do linh thú của người này phát ra lôi lan như có điều suy nghĩ nói không quá giống khi tức đó cùng người này hòa nhập trong một thể, không giống như là độc lập. Được rồi, bất kể như thế nào, mục đích lần này của chúng ta đã đạt được. Chuyện này cũng không nên để lộ ra, hiện tại chúng ta nên lập tức rời đi. Chúng ta lấy cớ giúp người tu luyện để đến chỗ này, cũng không thể không tới băng sát chi địa tu luyện một chút. Hơn nữa mới vừa rồi phá không động tính khá lớn, sợ rằng những người khác tới đây rất nhanh, hiện tại rời đi cũng tránh có kẻ hoài nghi. Kim Duyệt sau một phen suy tính, thản nhiên nói: Đại trưởng lão nói vậy rất phải, Lôi Lan gật đầu đồng ý, ngay sau đó tay áo Bảo Kim duyệt run lên, một phần kim hà đem những dao động còn sót lại của quang trận quét tan sạch sẽ, tiếp đó liền mang theo Lôi Lan hóa thành hai đạo kinh hồng rời đi. Ở một nơi khác, trong không gian mà bầu trời cao tràn ngập vũ khí trắng mờ ảo. Hàn Lập lơ lửng ở trên hư không, nhìn chằm chằm nam tử đã ngoài ý muốn xông vào truyền tống pháp trận đang ở trước mắt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kỳ quái. Hóa ra là ngươi xem ra người cướp sạch khoáng mạch ở sâu trong địa uyên cũng là các hạ rồi. Hàn lập chậm chậm nói ra từng chữ, nói lại trong nháy mắt trước lúc truyền tống, mặc dù Hàn lập phát hiện ra người này xông vào nhưng truyền tống đã bắt đầu, bởi vì không muốn pháp trận gặp phải gặp phải sự cố ảnh hưởng tới truyền tống, hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để cho người này cùng truyền tống đến Minh Hà chi địa. nhưng hắn ngàn lần không ngờ chính là vừa nhìn rõ mặt mũi của đối phương tức thì đã nhận ra người này. ô Nghe khẩu khí của Đạo Hữu tựa hồ như nhận ra lão phu. Phía đối diện hơn 10 trượng là một trung niên nam tử thân hình khô gầy, một thân lam sắc trường bào, nghe vậy hướng Hàn Lập khẽ mỉm cười, dáng vẻ rất bình thản. Không biết lôi thú kia của Ngư Đạo Hữu hiện giờ tu luyện ra sao rồi. Đạo Hữu có thể tiến lên đến thánh giai, sợ rằng có quan hệ rất lớn đến lôi thú nọ. Hàn Lập nghe vậy cười lạnh một tiếng rồi hỏi ngược lại. Rốt cuộc ngươi là người phương nào, làm sao biết chuyện lôi thú? Vẻ mặt nam tử gầy gò còn đang cười dài, vừa nghe thấy hai tiếng lôi thú, trong nháy mắt biến đổi, kinh nhi hô lên một tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức đáng sợ của hợp thể sơ kỳ tản ra trên hắn, không hề nương nhẹ áp xuống hàn lập. Nam tử này chính là người năm đó Hàn Lập biết đến ở trong thánh thành của thiên bằng tộc, điếm chủ họ ngư. Năm đó người này lấy thanh la quả làm mồi nhử, khiến cho Hàn Lập cùng với hai gã tu sĩ cấp luyện hư phụ trợ hắn hàng phục lôi thú, cuối cùng khi đắc thủ bỗng nhiên trở mặt đánh chết hai người kia, Hàn Lập khi đó dựa vào thần thông hơn xa cùng dai mới khiến đối phương cố kỵ, nhờ đó chiếm được một hạt thanh la quả, rồi sau đó hai bên đều rời đi trong sự kiêng kỵ lẫn nhau. Khi đó hắn đã cảm thấy thân phận đối phương hết sức thần bí, không phải là thiên bằng nhân tầm thường. Sau mấy trăm năm không gặp, giờ đối phương cũng đã tiến dài tới cảnh giới thánh giai sơ kỳ, tự nhiên minh chứng rõ hơn cho suy nghĩ này. Bất quá hôm nay Hàn Lập khí thức hoàn toàn biến đổi, dung nhàn cũng là do đang thi triển bí thuật nên cũng không phải chân diệt, mặt khác tu vi cũng áp chế xuống cảnh giới luyện hư trung kỳ, cùng lúc xưa là khác nhau một trời một vực. Khó trách vị ngư điếm chủ này nhất thời không thể nhận ra hắn. Đối mặt với linh áp kinh người đang hùng hổ kéo đến kia, thần sắc hàn lập bình tĩnh, nhưng một khắc sau đó, một cỗ linh áp cường đại chỉ thánh giai mới có từ trên người hắn tức thì bùng lên. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai cỗ linh áp từ hai người va chạm vào nhau tại một chỗ trong hư không, lại đồng thời nổ tung rồi biến mất, sốt cuộc mà lại tỏ ra cân bằng. Ngươi, các hạ cũng là thánh giai sơ kỳ. Ngư điếm chủ thấy vậy trong lòng dùng mình hỏi. Hắn vốn theo sau ba người Hàn Lập từ xa xa, sau khi thấy Hàn Lập có biện pháp rời khỏi địa uyên, cũng quyết đoán xông vào trong truyền tống pháp trận, nhưng vẫn cho là Hàn Lập chỉ có tu vi luyện hư kỳ nên không có nhiều cố kỵ trong lòng. Trái lại nếu như biết tu vi chân chính của Hàn Lập thì khó nói hắn có dám hành động thế hay không. Hàn Lập nghe đối phương thì khẽ mỉm cười, nhưng một khắc sau đó, liền đem tất cả pháp lực vốn đang áp chế bỗng nhiên toàn bộ phát ra, một cỗ linh áp đáng sợ vượt xa hợp thể sơ kỳ nhất thời phóng ra. Tu vi thánh giai trung kỳ, rốt cuộc người thuộc tộc nào của phi linh tộc, tồn tại thánh giai trung kỳ trở lên, không thể nào có chuyện ta không nhận ra ngươi. Sắc mặt ngư điếm chủ mơ hồ có chút tái xanh, trong mắt lại co rụt lại, hỏi. Bất quá khiến người cảm thấy ngoài ý muốn là, lúc này hắn vẫn tỏ ra hết sức tính táo, cũng không vì vậy mà tỏ ra có chút gì là bối rối. Nếu đạo hữu đã không nhận ra tại hạ vậy cũng không cần nói thêm. Các hạ lần này cướp sạch đi thương khố trong quáng mạch ở Điệu Uyên, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Tại hạ cũng không tham lam, chỉ cần đem những thứ đó giao ra đây, tại hạ sẽ để Ngư huynh rời đi. Sao? Những tài liệu đó coi như là phần thù lao để đạo hữu mượn pháp trận của tại hạ để chạy giữ mạng đi." Hàn Lập thản nhiên nói, cũng không có ý lộ thân phận. "Ta đang tự hỏi tại sao đạo hiếu lại nói nhảm cùng Ngư Mỗ nhiều như vậy, nguyên lai like là muốn đám tài liệu kia. Chuyện này đúng là cũng có nhờ mượn lực của đạo hiếu ta mới có thể thoát khỏi truy sát, trả chút tiền thù lao cũng là chuyện nên làm. Đạo hữu đón lấy, nam tử họ ngư nghe vậy không giận mà còn cười, tiếp đó liền lật bàn tay, tức thì một viên hoàn lam sắc xuất hiện trong bàn tay, rồi cổ tay khẽ run lên, đem nó ném sang phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ tới gì đó, nhìn vào viên hoàn đang bay tới thì trong mắt nổi lên một tia lạnh ý. Tay áo bảo hắn run lên, kim quang lóe sáng, viên hoàn sắp xuống đến nơi bỗng nhiên bị chém đứt đôi, nhưng quỷ dị là không hề có bất kỳ vật gì rơi ra, ngược lại trong nháy mắt có một tiếng sét đánh truyền tới, rồi hóa thành một tấm điện võng lam sắc chụp xuống đầu Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập tựa hồ như sớm đoán trước được điều này, hai cánh sau lưng đột nhiên thức thì vang lên tiếng lôi minh, lập tức cũng có một tấm ngân sắc điện võng tương tự từ đằng sau bắn về phía trước. Hai tấm điện võng và đập mạnh vào nhau, ngân sắc điện võng lại quay tít một vòng rồi lóe lên một cái biến thành một cái lôi điện pháp trận cổ quái. Chỉ trong nháy mắt, làm sắc điện vóng cứ vô thanh vô tức mà co lại, rồi bỗng nhiên lại bị lôi trận khẽ hút vào trong, một chút huy năng cũng không mảy may thể hiện ra. Ngư điếm chủ thấy tình hình này, trong lòng cả kinh. Mà hàn lập lại nhẹ nhàng hướng lôi trận khẽ điểm một chỉ. Tức thì lôi trận phát ra một tiếng lôi minh rồi bỗng nhiên tiêu tán mất. Lần này xuất thủ, ta vẫn có thể tha cho đạo hiếu. Ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, hiện tại giao ra những khoáng thạch chân quý kia, ngươi vẫn có thể bình yên rời đi. Nếu không nghe lời, hắc hắc, trên mặt Hàn lập bỗng lóe lên sát cơ, cười lạnh một tiếng rồi nói: năm đó đối phương không có hảo ý gì với hắn, còn tính toán ám toán hắn. lần này cùng truyền tống theo hắn đến chỗ này, sợ rằng trong lòng cũng không hề có hảo tâm gì. nếu đã nói như vậy, tự nhiên Hàn lập không chút khách khí đối với người này. nhưng quả thật là đối phương thức thời giao ra những thứ đã cướp sạch, hắn cũng sẽ để đối phương ở Minh Hà chi điện này tự sinh tự diệt. nếu không nghe lời thì hắn tự nhiên sẽ không ngần ngại mà động thủ diệt sát. Với thần thông của hắn, cho dù đối phương có vẻ như cũng có chỗ dựa nhưng cũng không để vào mắt. Xem ra các hạ quả thật hiểu rất rõ ngư mố, nếu nói như vậy, tại hạ nói chịu giao ra. Sắc mặt ngư điếm chủ âm tình bất định một hồi, rốt cuộc cũng mở miệng tỏ vẻ đã chịu thua. Nhưng một thoáng sau đó, hư không sau lưng hàn lập nổi lên hàn phong, từ trong đó hiện ra hơn 10 cây tế châm trong suốt óng ánh lơ lửng, rồi hóa thành hơn 10 tia sáng bạc bắn nhanh về phía sau ót hàn lập. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Hàn Lập bỗng nhiên nổ ra một tiếng sét đánh kinh thiên. Một đoàn lôi quang chói mắt thoáng hiện, vô số điện hồ cuồng loạn, còn chia ra làm ba loại màu sắc quỷ dị là kim, ngân, lam. Ở trong lôi quang này, mơ hồ có một con quái thú nửa người nửa chim, vừa kêu lên một tiếng, một đạo tam sắc lôi hồ thô to tức thì giáng xuống. Chương 1851, Hóa Linh chi chiến thượng. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, thân hình trở nên mơ hồ hơn 10 sợi ngân tơ bỗng nhiên chớp lên, xuyên thủng qua thân ảnh hắn nhưng lại giống như xuyên qua hư ảnh. Trên đỉnh đầu Hàn Lập chợt lóe ngân quang, một hư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay phiêu phù hiện ra, chính là kim thân pháp tướng của Hàn Lập. Sau đó sáu bàn tay đồng thời chuyển động, mỗi cánh tay lại bắn ra một đạo kim sắc quang trụ phảng phất như đã thực chất. Ầm 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 ba tiếng nổ nặng nề vang lên, tam sắc điện hồ uy năng cực lớn, nhưng dưới sự oanh kích của sáu đạo quang trụ thì chớp lên một cái, rốt cục cũng tán loạn rồi biến mất. Ở trong lôi quang, quái thú chuẩn bị công kích lần thứ hai thì phong lôi xí chấp động, thân ảnh hàn lập biến mất tại chỗ. Oanh, dường như cùng một lúc, một đạo nhân ảnh phiêu phù hiện ra bên ngoài 20 trường. Giờ phút này, vẻ tươi cười trên mặt hàn lập đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, hàn quang trong mắt chấp động. Xem ra các hạ vẫn có ý định động thủ, cũng tốt, để ta tiến đạo hữu một đoạn đường, coi như là kết thúc ân oán giữa ta và ngươi. Vừa dứt lời, phạm thánh pháp tướng chói lòa kim quang, trong nháy mắt ngưng động thành kim thân chi thể. Hàn Lập nhanh chóng vỗ đầu một cái, thiên linh cái trên đỉnh đầu mở ra, một nguyên anh đen nhánh từ bên trong chui ra, chợt lóe hóa thành một cỗ hắc khí chui vào trong kim thân. Ngay lập tức, sáu mắt của kim thân đều mở to, sáu cánh tay chuyển động. Trong lòng các bàn tay đều hiện ra một chiếc cự nhận kim sắc, đồng loạt được huy động. Vù vù hai tiếng xé gió vang lên, kim sắc kiếm khí dày đặc phun ra ngút trời. Tiếp theo kim thân chấp động, bản thể liền hóa thành một đoàn kim quang trực tiếp đánh về phía quái thú trong không trung. Lôi quang quái thú thấy vậy gầm lên một tiếng giận dữ, vô số lôi cầu màu bạc hiện ra xung quanh thân thể nó. Đồng thời hai cánh khẽ vỗ, lông vũ dày đặc như những mũi tên kịch liệt bắn ra, hóa thành những đạo điện hồ màu lam, trực tiếp bắn tới. Ngân lôi cầu cùng lam điện hồ có thanh thế kinh người nhưng trong nháy mắt bị đánh cho thất linh bát lạc dưới sự công kích của vô số kiếm khí kim sắc. Kim thân chỉ chấp động một cái, đã đến bên cạnh lôi thú, sáu lưỡi kim nhận liền hóa thành sáu cái sa luân kim sắc lớn có nhỏ có điên cuồng bay tới. Mắt thấy lôi điện không có hiệu quả, hung quang trong mắt lôi thú lóe lên, hai cánh tay cũng thiểm động hào quang, hiện ra một cây phủ và một cây chùy. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc chợt vang, phủ và chùy múa may biến ảo. Một vòng xích màu vàng kim kỳ lạ hiện ra, từng đạo kim sắc điện hồ bắn ra quẩn quanh, không chút sợ hãi nghênh đón sáu đoàn kim quang, trong phút chốc kiếm khí tung hoành, lôi điện đan sen. Rốt cuộc cũng giao tranh cùng một chỗ, nhất thời khó có thể phân cao thấp. Thấy lôi thú không cách nào làm gì được Hàn Lập, người điếm chủ không khỏi kinh hoàng. Người khác thì không nói còn hắn rất hiểu rõ sự lợi hại của lôi thú. Đừng xem con thú này phát ra những lôi điện nhìn như bình thường đó mà nhầm. Trên thực tế, uy năng của mỗi một đạo điện hồ có thể diệt sát một luyện hư kỳ tu sĩ. Trong tầng 3 của Địa Uyên, có mấy tên chấp pháp đội may mắn đuổi kịp hắn, hắn có thể khu động pháp lực một kích mà giết chết, chính là sử dụng thần thông lôi điện của lôi thú bất quá ngay cả kinh hãi thì sắc mặt hắn vẫn không đổi ngược lại xoay chuyển trong mắt bàn tay giấu trong tay áo thầm bấm niệm pháp quyết sau khi hít sâu một hơi sau lưng hắn vang lên một thanh âm muộn hưởng một đạo ngũ sắc quang hoa lóe lên hóa thành hư ảnh khổng tước khổng lồ ngươi là người của ngũ quang tộc hàn lập chứng kiến cảnh này thì có chút ngoài ý muốn hắc hắc có phải hay không thì đạo hiếu thử một chút chẳng phải biết ngay hay sao ngư điếm chủ cười lạnh một tiếng dưới sự biến hóa kịch liệt của khổng tước hư ảnh một biển trời linh quang ngũ sắc diễm lệ dị thường từ xa điên cuồng quét tới. Nơi nó đi qua thiên hôn địa ám, cả bầu trời run rẩy như muốn sụp đổ, thanh thế bức người. Cùng lúc đó, hơn 10 cây tế châm trong suốt đang phiêu lơ lửng trong không trung một lần nữa rung lên, điên cuồng bắn ra rồi quỷ dị biến mất trong hư không. Hàn lập thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, hai mắt thiểm động lam quang. Trên người lóe lên từ quang, từ trong thân thể một đạo hư ảnh xanh biếc bay ra, vừa kịp chắn sau lưng phốc phốc những tiếng động liên tiếp truyền đến. Hơn 10 tia ngân tơ lóe lên từ phụ cận trong hư không, mãnh liệt bắn ra liên tiếp đâm vào trong hư ảnh màu xanh nhưng giống như là đâm vào cây khô không chút tác dụng. Sau khi linh quang trên người lục ảnh thu lại, mới hiện ra hình dáng thật sự, một hàn lập hiện ra với làn da màu bích lục, bên trên trải rộng những hoa văn tử sắc. Dĩ nhiên lại là linh khu chi tiên do hàn lập tu luyện. Linh khu này hàng năm được hàn lập dùng thần bí lục dịch nuôi dưỡng, đã có tu vi hợp thể sơ kỳ, hơn nữa đã đến cảnh giới sơ kỳ đại thành, có dấu hiệu tiến giai trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa, bởi vì là thân thể của chi tiên, linh khu sau khi tiến giai cảnh giới hợp thể, lại sinh ra nhiều loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là một trong những chiêu bài sát thủ của Hàn Lập. Hàn Lập không chút do dự dùng thần niệm thả ra, là có ý định thử một chút uy lực của nó trong thực chiến. Lúc này linh khu này dưới sự công kích của ngân tơ, trước ngực chấp động những tia sáng bạc, hơn 10 cây ngân châm cắm vào thân thể lộ ra ngoài một nửa nhưng khiến người ta giật mình chính là, tại chỗ chúng đâm vào da thịt, mơ hồ tản mát ra khí vị tanh hôi. Hóa ra đám ngâm châm này đều chứa kịch độc, hơn nữa vẫn còn đang dẫy ruộng không dứt, tựa hồ muốn tiếp tục đâm vào thân thể linh khu. Nhưng vẻ mặt hàn lập màu bích lục không chút biểu cảm, hư lạnh một tiếng. Lồng ngực bỗng hiện ra yêu văn tử sắc, da thịt biến thánh một mảnh xám trắng, những ngâm châm kia không cách nào tiến thêm một chút nào, phảng phất như đâm phải tinh cương. Chẳng những vậy hàn lập còn cúi đầu xuống, há phổm phun ra một luồng hương khí kỳ dị. Một màn kinh người xuất hiện, sau khi hương khí đi qua thì màu đen nhánh tại nơi lồng ngực bỗng nhanh chóng biết mất không thấy, đồng thời hơn 10 cây ngân châm trên đó run lên bắn ra khỏi lồng ngực, sau đó bị quang hà bao vây, hàn lập một hơi đem nuốt trọn. Tại nơi xa, ngay cả khi có dự liệu trước nhưng chứng kiến một màn quỷ dị như vậy, ngư điếm chủ không thể không sợ hãi. Bất quá sau khi sự bối rối qua đi, chẳng những hắn không thu hồi pháp thuật mà còn tăng nhịp độ bấm niệm pháp quyết, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Ngũ sắc quang hải vốn xoay chuyển một trận, lại hiện ra vô số phù văn đồng thời điên cuồng chuyển động, mơ hồ kết hợp tạo thành một cấm chế, phô thiên cái địa bay đến đỉnh đầu Hàn Lập. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập thực sự rất ngạc nhiên. Hắn tu luyện kinh chập quyết, đồng thời có ngũ sắc khổng tước chân huyết, tự nhiên có sự hiểu rõ sâu sắc về ngũ sắc thần quang của ngũ quang tộc. Nhưng sự đáng sợ của thần quang trước mắt bất đồng với các thần quang khác rất lớn, tựa hồ lớn hơn vài lần nếu không phải hắn cảm nhận được khí thức quen thuộc của ngũ sắc khổng tước thì đã nhận lầm rằng đây là hai loại thần thông khác nhau không trách được nam tử khô gầy đối mặt với tồn tại cao hơn một cấp mà vẫn không chút do dự lựa chọn xuất thủ chỉ tính riêng ngũ sắc thần quang đáng sợ như vậy tồn tại hợp thể trung kỳ với tu vi bình thường không thể nào là đối thủ của hắn tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường nếu bị ngũ sắc quang hải đảo qua bị cấm chế trong đó vậy khốn thật đúng là không có cách nào để dễ dàng thoát thân nhưng sau khi Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua ngũ sắc quang hải, vẻ kinh ngạc trên mặt biến mất, thay vào đó là một tia cười lạnh, linh khu ở bên cạnh lóe lên, giống như hợp nhất với thân thể Hàn Lập, rồi biến mất. Mà bản thể Hàn Lập đột nhiên hướng dưới đất lăn một vòng, quanh thân ngũ sắc quang hoa lóe lên, biến thành một con ngũ sắc khổng tước dài mấy trượng. Lúc đó, ngũ sắc quang hải của ngư điếm chủ đã bao trùm cả hư ảnh khổng tước và bản thể vào bên trong. Nhưng một khắc sau đó, một tiếng cười dài từ trong ngũ sắc quang hải phát ra, ngũ sắc khổng tước cử động hai cánh, từ trong quang hải bay ra. Tựa như tầng tầng cấm chế ẩn chứa trong ngũ sắc quang hải không có chút tác dụng nào với nó. Tuy thần quang của ngũ sắc khổng tước mà hắn phát ra không lợi hại bằng của ngư điếm chủ, nhưng nếu dùng nó để tự vệ thì thật đơn giản. Ngũ sắc biến thân, người cũng là người của ngũ quang tộc. Không đúng, nếu là người ngũ quang tộc, từ thánh giai trở lên ta không thể nào không nhận ra. Chẳng lẽ là, được, được, bất kể người có phải là người do các lão gia hỏa kia phái ra hay không, cho dù tiêu hao hơn trăm năm pháp lực ta cũng muốn đánh chết ngươi ở chỗ này." Ngư Điếm chủ có chút giật mình, lẩm bẩm mấy tiếng, nhưng sau đó sắc mặt trở nên càng khó coi, thậm chí có chút dữ tợn, đáng sợ, dường như nhớ đến một sự tình khiến hắn cực kỳ thống hận. Vừa dứt lời khô gầy nam tử nhấc cánh tay hung tợn chỉ về nơi xa. Cuồn cuộn ngũ sắc quang hải bốn phía bỗng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, hướng trung tâm mà bay tới, hóa thành một ngũ sắc quang cầu. Ngay lập tức, quang cầu này xoay tít một vòng, lại một lần nữa huyễn hóa ra một hư ảnh ngũ sắc khổng tước. So với hư ảnh khổng tước của Hàn Lập thì đúng là một trời một vực. Nhưng hư ảnh này không lập tức công kích Hàn Lập mà ngược lại, dưới sự huy động của hai cánh, nó thuấn di biến mất. Một khắc sau đó, ngũ sắc quang hải dưới chân ngư điếm chủ quay cuồng một trận, hư ảnh khổng tước lại phiêu phù hiện ra. Hắn mỉm cười, đạp chân xuống hư ảnh, hai bàn tay tự hướng vào người liên tục phát chỉ, hơn người đạo quang hoa lóe lên rồi biến mất vào trong thân thể một màn quỷ dị xuất hiện, thân hình khô gầy nam tử nhất thời tan rã từ dưới chân đến đầu. Sau một lát, cơ thể nguyên vẹn lại sát nhập hoàn toàn vào hư ảnh khổng tước. Mà khổng tước vốn chỉ là hư ảnh, kêu một tiếng tiêm minh, từ trong thân thể liều mang phun ra ngũ sắc phù văn tạo thành pháp trận. Thân hình khổng lồ như vậy nhưng trong chốc lát hóa thành thực thể. Đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ của hợp thể hậu kỳ tu sĩ ảo ạt tuôn ra từ thân thể ngũ sắc khổng tước. Nguyên khí tại trăm dặm phủ cận bị cỗ khí tức này ảnh hưởng vốn không thể nhìn thấy được giờ lại hóa thành muôn vàn những sợi tơ sáng, ồ ạt hướng về ngũ sắc khổng tước mà chút vào. Tu vi của khổng tước to lớn tiếp tục cuồng trướng, thẳng đến trạng thái hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Hai cánh vỗ một cái, làm cho hư không mơ hồ dao động một trận, vô số phù văn phập phù hiện ra từ bốn phía, uy năng dường như không thể chống đỡ. chương 1852, Hóa Linh Chi Chiến Hạ Hàn lập tận mắt thấy cảnh này thì không khỏi hít vào một hơi lạnh, ngư điếm chủ không chỉ phóng xuất ngũ sắc thần quang lợi hại vô cùng bây giờ thân thể cùng pháp tướng khổng tước hợp hai làm một tu vi trực tiếp bạo tăng lên hai cấp thần thông này không khỏi quá mức kinh người thì ra là vào điều này chẳng trách đối phương luôn luôn chấn định lúc này đừng nói chuyện hợp thể trung kỳ tu sĩ có thể đánh chết khô gầy nam tử mà có thể tự bảo vệ bản thân mình hay không còn khó nói trong lòng hàn lập kinh ngạc nhưng tự nhiên không chút sợ hãi đối phương đã thi triển ra đòn sát thủ tự nhiên nhất quyết muốn phân sinh tử với hắn cho dù bây giờ hắn có ý dừng tay thì ngư điếm chủ cũng tuyệt không đáp ứng. Được, rất tốt, nếu là như thế hàn mỗ cũng muốn xuất ra một vài thứ, mới có thể để đạo hữu không coi thường. Thanh âm băng lãnh bỗng truyền ra từ giữa không trung, theo đó thần quang ngũ sắc khổng tước do hàn lập biến thành đột nhiên tỏa ra một vầng kim quang bao lấy toàn bộ thân thể. Tiếp theo kim quang chói lòa, trong khoảnh khắc một vật khổng lồ vụt xuất hiện giữa không trung. Rõ ràng là một con kim sắc cử viên toàn thân kim quang sáng lạn, hai mắt phảng phất như hai cái chuông đồng, trong khoảnh khắc Hàn Lập thay đổi khẩu quyết hóa thân thành sơn nhạc cự viên, chính là biến thân lợi hại nhất trong kinh chập biến hóa mà hắn nắm giữ. Cự viên do hắn biến thành thân cao không dưới trăm trượng, tứ chi to thô như cột đình khổng lồ, hai tay phảng phất như hai cái quạt hương bổ thật lớn, từ trên không chút khách khí một kích nện xuống ngũ sắc khổng tước. Phanh phanh hai tiếng, tiếng bạo nổ vang lên phát ra dưới cự trường, đồng thời cự lực phảng phất hai tòa núi nhỏ mạnh bạo áp xuống. Ngư điếm chủ tự nhiên kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, ngũ sắc thần quang ngoài thân quay tròn liền chuyển trong nháy mắt hình thành một quầng sáng ngũ sắc trực tiếp nghênh đón cỗ cự lực ngũ sắc thần quang huyền diệu dị thường theo lý có thể dễ dàng hóa giải cự lực vô hình kia nhưng hàn lập khi đã hóa thân thành cự viên bản thân hắn đã có được một loại thiên phú đại thần thông chính là cự lực của sơn nhạc cự viên danh chấn trong vạn linh cương mãnh vượt xa sự tưởng tượng của ngư điếm chủ chỉ nghe oanh oanh hai tiếng tiếng nổ phát ra quầng sáng ngũ sắc chấn động kịch liệt một trận có hai chỗ chê đó lõm sâu vào hào quang lóe lên một trận đồng thời phát ra âm thanh như xé rách tắc tắc vỡ vụn. Ngư điếm chủ hoảng hốt, không tước to lớn tự nhiên sẽ không đứng yên tại chỗ chịu công kích, không chút do dự vỗ hai cánh một cái. Nhất thời ngoài thân chợt lóe ra các quang trận ngũ sắc, thân thể ngũ sắc khổng tước khổng lồ chợt hóa thành một vùng sáng rồi không thấy tung tích. Kim sắc cử viên thấy thế thì hai mắt lóe lên tia sáng lam, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình khổng lồ nhoáng lên, chợt lóe vào trong không trung không thấy tung tích. Sau một khắc, không gian tại không trung một nơi khác cách bọn họ mấy trăm trượng dao động một hồi, thân hình ngũ sắc khổng tước loáng một cái hiện ra. Nhưng cơ hồ cùng lúc tại không trung phía trên đỉnh đầu nó chợt lóe kim quang, thân thể cự viên khổng lồ cũng đồng thời hiện ra. Vẻ mặt nó đầy dữ tợn, hai tay nắm chặt thành quyền hung hăng lần nữa đánh xuống phía dưới. Trong nháy mắt, quyền ảnh trùng trùng vụt xuất hiện, phát ra âm thanh sắc nhọn ào ào cuốn tới ngũ sắc khổng tước. Quyền ảnh kim sắc dập dồn cuồn cuộn như sóng vỗ. Hơn phân nửa hư không dường như nhuộm thành một màu vàng óng, đồng thời vùng không gian giữa song quyền cũng bị uốn cong rung lên dữ dội, dường như mạnh mẽ bị xé rách ra. Ngũ sắc không tước tuy hình thể thật lớn nhưng phản ứng cực nhanh. Trong tiếng sắc nhọn, ngũ sắc linh quang ngoài thân xoay tròn một trận rồi bỗng nhiên ngưng tụ thành vô số quang thuẫn diễm lệ tại bốn phía. Mỗi mặt thuẫn chỉ cỡ một thước nhưng tầng tầng lớp lớp đem toàn bộ thân thể linh cầm bao phủ ở trong kim sắc quyền ảnh thoạt nhìn không thể đỡ nhưng vừa đánh tới tầng phòng hộ do thuẫn bài hợp thành thì bề mặt pha chạm tạo thành một tràng âm thanh bạo liệt quyền ảnh chỉ có thể đánh nát non nửa bộ phận thuẫn bài rồi tán loạn tiêu thất không chỉ như thế ngũ sắc khổng tước lại hót lên một tiếng sắc nhọn số quang thuẫn còn lại chợt lóe biến thành ngũ sắc phi kiếm bất tận mỗi thanh đều tỏa ra hàn quang dày đặc bộ dáng sắc bén vô cùng ngũ sắc phi kiếm mới vừa thành hình khẽ rung lên kích bắn mà ra vù vù những tiếng xé gió toàn bộ phi kiếm dồn dập hóa thành các đạo ngũ sắc kiếm quang như tia chớp bắn tới thân thể khổng lồ của cự viên trong nháy mắt tưởng như phải nhất định xuyên thùng tạo thành vô số lỗ hổng trên thân thể đối phương kim sắc cự viên thấy quyền ảnh vô hiệu thì sắc mặt giận dữ lại nhìn ngũ sắc kiếm quang phô thiên cái địa kéo tới liền giống giận hai nắm quyền to lớn cuồng đấm ba cái vào ngực nhưng quỷ dị chính là sau mỗi một âm hưởng tầng kim quang ngoài thân cự viên liền đột nhiên dày đặc gấp bội ba tiếng qua đi không chỉ cả bộ lông người cự viên như con nhím dựng thẳng tắp mà còn có ba tầng sáng kim sắc tỏa ra bên ngoài thân. Ba tầng sáng không chỉ ngưng đặc dường như thực thể mà còn có vô số kim văn trải rộng trong đó, có vẻ huyền diệu vô cùng. Công pháp này chính là Hàn Lập sau khi tiến giai hợp thể trung kỳ, dựa theo kinh chập quyết học được đại thần thông phòng hộ của biến hóa sơn nhạc cự viên, luận uy năng không chút nào kém bí thuật kim cương quyển trong truyền thuyết của Phật môn. Khi ba tầng sáng kim sắc vừa mới thành hình thì ngũ sắc kiếm quang tựa như lưu tinh dồn dập chảm mạnh lên trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, quần sáng kim sắc trở nên chói mắt, đồng thời còn có hồi hồi tiếng ông minh phát ra bên trong. Uy năng của ngũ sắc thần quang biến thành phi kiếm đích thực không phải nhỏ. Kiếm quang tại trong không trung đều lưu lại từng vệt sáng bạc nhàn nhạt, nhạt, như vạch phá trời cao chạm đến kim sắc quần sáng, nhất nhất đem bên trong kim sắc phủ văn một chạm diệt. Khi ba tầng sáng tan đi thì hơn phân nửa kiếm quang đều tán loạn, vẫn còn hơn trăm đạo ngũ sắc kiếm quang chợt lóe, cuồng bạo chạm lên bản thể kim sắc cự viên. Có điều khổng tước khổng lồ lại vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt như muốn rớt ra khỏi trong. Chỉ thấy bộ lông của kim sắc cử viên lưu chuyển như một lớp gai nhọn kim sắc. Những ngũ sắc kiếm quang vừa bắn tới thì giống như chém phải cái gì đó không thể phá vỡ, trực tiếp bắn ngược ra hoặc chợt lóe lên rồi tán loạn đi. Không mảy may gây thương tổn cự viên, mà kim sắc cự viên lại không hề có ý dừng lại, hừ lạnh một tiếng. Hai mắt chợt lóe hung quang đồng thời hai vai nhoáng lên. Hai cánh tay lông lá vung lên, không ngờ phân nửa cánh tay lại tiêu thất trong hư không. Sau một khắc, ngũ sắc khổng tước chỉ cảm thấy không chung hai bên cạnh thân dao động. Hai thủ trưởng kim sắc như tia chớp lóe mà ra, dường như muốn nắm lấy hai cánh khổng tước. Khổng tước khổng lồ dùng mình nhưng không lộ vẻ hoang mang, trái lại hừ lạnh một tiếng. Hai cánh dài chừng hai ba mươi trường khẽ rung lên, ngũ sắc linh quang bỗng nhiên biến ảo thành hai thanh cự nhận ngũ sắc, mặt ngoài chói sáng vô cùng. Giống như thần binh lợi khí mà thổi tóc qua cũng đứt, tàn bạo chạm ngược về hai thủ trưởng kim sắc. Hai kim sắc thủ trưởng tựa hồ không chút sợ sệt cự nhận do hai cánh ngũ sắc khổng tước biến thành, chỉ là mười ngón co rụt lại một cái biến thành song quyền ánh vàng rực rỡ, chợt lóe đánh lên hai cự nhận. Oanh oanh hai tiếng tiếng nổ kinh thiên động bạo phát ra. Tại chỗ hai thanh cự nhận cùng song quyền đụng chạm bộc phát ra hào quang chói mắt, phảng phất hai vầng thái dương nhỏ chói lòa hiện ra. Toàn bộ thân thể ngũ sắc khổng tước chấn động, bắn ngược trở ra như diều đứt dây, một hơi bay ra hơn trăm trượng mới dương hai cánh miễn cưỡng ngừng thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cự viên kim sắc chỉ chấn động nửa thân trên vài cái rồi ổn định thân hình, rõ ràng một kích vừa rồi cự viên đại chiếm thượng phong. Bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái, sơn nhạc cự viên chính là lấy nhục thân cường đại mà dương danh trong đông đảo các chân linh. Ngũ sắc không tước tuy không chút thua kém sơn nhạc cử viên nhưng lấy ngũ sắc thần quang để vang danh thiên hạ, còn đơn độc tỉ thí khí lực thì thuốc ngựa cũng theo không kịp sơn nhạc cử viên mà cử viên thừa dịp thân hình ngũ sắc khổng tước bất ổn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Thân hình khẽ động giống như một mũi tiến bắn thẳng đối phương nhưng trên đường lại đột nhiên liền mơ hồ, biến mất quỷ dị không thấy tung tích. Lúc này ngũ sắc khổng tước vừa ổn trọng thân hình, vừa thấy hành động của cử viên xa xa thì trong mắt lộ rõ vẻ kinh sợ. Ngoài thân đột nhiên đại phóng hào quang, từng tòa ngũ sắc pháp trận thần bí dị thường từ trong trong cơ thể tuôn ra, phảng phất như muốn thi triển đại thần thông nào đó. Bất quá động tác so với cự viên rõ ràng chậm hơn đôi chút. Kim quang chợt lóe, thân thể khổng lồ của kim sắc cự viên quỷ mị xuất hiện gần trong gang tấc trước mặt Ngũ Sắc Khổng Tước. Vánh tay hơi mơ hồ, đơn quyền kim sắc mang theo một loạt tàn ảnh đánh tới thân thể khổng tước, động tác cực nhanh khiến người muốn tránh cũng không thể. Một tiếng trầm đục vang lên, tuy có Ngũ Sắc quang trận bên ngoài thân ngăn cản một chút nhưng Ngũ Sắc Khổng Tước vẫn bị một đạo cự lực khủng khiếp đánh thẳng lên trên người. Ngũ Sắc Khổng Tước rít gào một tiếng sắc nhọn, thân thể phảng phất như sao băng bắn thẳng xuống phía dưới, đồng thời dưới sức ép vô hình của đạo cự lực, nhất thời tứ chi vô pháp nhúc nhích mảy may. Kim sắc cử viên không hề có ý dừng tay, hai tay hư không một trảo, kim quang loạn thiểm trong tay. 36 thanh kim sắc tiểu kiếm hiện rồi nhoáng lên, trong nháy mắt biến ảo ngưng kết thành một kim sắc cự kiếm dài hơn 10 trường. Trên mặt hiện vẻ dữ tợn, thân hình cử viên lại lần nữa chợt lóe, mang theo một chuỗi tàn ảnh đuổi theo ngũ sắc khổng tước đang rơi xuống kim sắc cửa kiếm trong tay khẽ động một cái. Vô số kiếm quang thô to tuôn ra như cơn lốc đem ngũ sắc khổng tước cuồng quyển mà vào. Oanh một tiếng, thân hình cử viên thoáng dừng ở giữa không trung, thân thể ngũ sắc khổng tước dưới kiếm quang điên cuồng chém tới thì hung hăng đập trên mặt đất tạo thành một cái hố có sâu rộng kinh người. Hảo, hảo, đây là các hạ bức ta, đừng trách ngư mỗ liều mạng cùng ngươi, ngư tử thì võng phá, Hàn Lập chưa rõ ràng có chém chúng đối phương hay không thì chợt nghe phía dưới truyền tới tiếng gầm nhẹ vô cùng kinh hộ của ngư điếm chủ. chương 1853, phá không dị biến. Hàn Lập khẽ động, ánh mắt chợt lóe rốt cuộc cũng thấy rõ ràng tình cảnh bên trong hố to phía dưới. Chỉ thấy ngũ sắc khổng tước nằm thẳng, móng vuốt hướng lên trời, tuy rằng linh vũ trên người hỗn độn, bộ dáng tựa hồ bị chảm dụng không ít, nhưng rõ ràng vẫn chưa thực sự tổn hại quá lớn. Hơn nữa ngay sau đó, từ miệng khổng tước phun ra tiếng người tựa hồ đang phát ra chú ngữ huyền ảo. Tầng tầng ngũ sắc quang trận ngoài thân khổng tước xoay quanh, sau một trận vù vù lại hướng tới một nơi trên tầng trời nhanh chóng hội tụ. Hàng trăm quang trận nhỏ quay tròn ngưng tụ thành một ngũ sắc quang trận đường kính mấy trăm trượng. Từng trận phạm âm thật lớn từ trong trận truyền ra, đồng thời cũng tản ra linh quang ngũ sắc cực kỳ kinh người. Hàn Lập thấy thế thì trong mắt chợt lóe hàn quang, song thủ cực lớn của cự viên đột nhiên hợp lại trước người. Sau khi kim quang chợt lóe, hai thanh kim sắc cửa kiếm ở nháy mắt nhập lại thành một. Lúc này cửa kiếm dài chừng ba bốn mươi trượng chấp động kim quang, thân kiếm mơ hồ có một con dao long màu xanh ở trong bay múa, bộ dáng kinh người giống như tùy lúc đều có thể nhất phi trùng thiên. Một tiếng chảm bỗng phát ra từ trong miệng cửa viên, cửa kiếm nhoáng lên một cái lập tức bắn tới phía trước. Trong phút chốc, một đạo kiếm quang mờ ảo chạm xuống, chợt lóe liền biến thành hơn trăm trượng ở giữa phong lôi hung hăng chảm lên phía trên quang trận. Phốc một tiếng, thanh quang chợt hiện nơi cử đại quang trận, giống như tờ giấy mỏng bị bạo liệt xé rách, nhưng sau một cái quay cuồng, ngũ sắc quang hà chấp động thì lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Một chảm vừa rồi dường như không chút hiệu quả đối với quang trận này. Trong mắt cử viên hiện một tia ngoại ý nhưng lại cười lạnh một tiếng, cự kiếm trong tay rung lên, không có chút do dự lại một lần nữa chém xuống. Với sự lịch duyệt của Hàn Lập tự nhiên rất rõ ràng, quang trận này tuyệt không phải không thể hư hao, chỉ cần chảm nhiều liền có thể công phá đạo thanh quang thứ hai tuy thanh thế lớn hơn lần trước nhưng vừa ly khai cự kiếm thì đồng thời tiếng chú ngữ trong miệng ngũ sắc khổng tước phía dưới đột nhiên dừng lại tiếp theo dương một móng vuốt hướng về hư không điểm một cái nhất thời một tiếng quái thanh thống khổ bỗng truyền ra từ một địa phương khác hàn lập dùng mình xoay chuyển ánh mắt lướt qua hướng phát ra tiếng hô chỉ thấy bên kia con lôi thú đang cùng phạm thánh kim thân giao chiến quyết liệt giờ phút này thần tình lại tỏ ra vẻ thống khổ bên ngoài thân lôi thú tiếng sấm nổi lên tam sắc điện hồ tuôn ra, cả thân hình được một tầng lưới lôi quang bao phủ, thân hình lại vừa động, lại trực tiếp từ bỏ trận chiến với kim thân, hóa thành một đoàn lôi quang ba màu tiến thẳng đến quang trận thật lớn. Hàn lập tuy chưa rõ con thú này hành động ra sao nhưng cơ hồ theo bản năng cũng giống to một tiếng, một quyền đầu đầy lông lá liền hướng lôi quang hung hăng đánh một kích. Đồng thời mà anh điều khiển phạm thánh kim thân, cũng thét dài một tiếng rồi hóa thành một đoàn kim quang, nhanh như chớp mau chóng đuổi theo. Oanh một tiếng, một kích của cử viên đánh vào hư không, tuy cách xa trăm trượng nhưng vô số các kim sắc quyền ảnh lớn nhỏ bỗng xuất hiện ở phía trước lôi quang, như tia chớp đánh vào phía trước thân hình của lôi thú. lôi thú giận dữ gầm một tiếng, ngay cả khi nó có lai lịch lớn, nhưng bị cử viên dụng toàn lực đánh một kích cũng không thể đón đỡ, lưới lôi quang hộ thể vừa chạm vào một chút đã quyền ảnh bị phá hư, thân hình theo đó chấn động mà bay ra ngoài. chỉ một lát trì hoãn này, phạm thánh kim thân liền nhanh chóng đuổi theo, kim nhận trong tay lưu chuyển một trận. Biến ảo thành một cổ kính kim sắc sáu mặt, nhoáng lên một cái, sáu đạo cột sáng kim sắc phun ra, liền hùng hổ hướng về lôi thú. Tiếng bạo liệt nháy mắt phát ra, lôi thú bị cột sáng đánh trúng thân hình nhất thời không thể ổn định, lại bị chấn bay đi, thống khổ gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ bị một chút thương thế. Phía dưới, không tước khổng lồ do ngư điếm chủ biến thành thấy vậy không khỏi khẩn trương. Trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, giống như đang liều mạng thúc giục lôi thú một tiếng tiêm minh thê lương từ trong miệng lôi thú phát ra lôi quang sau lưng nó đại phóng tiếp theo ngay sau đó một màn kinh người xuất hiện sau lưng lôi thú phốc 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 ba tiếng lại đột nhiên hiện ra ba đôi cánh màu vàng bạc lam sáu chiếc cánh đồng thời chấp vỗ một cái nhất thời phát ra một tiếng sấm bỗng nhiên từ bên trong tam sắc điện hồ chấp động quỷ dị biến mất phạm thánh kim thân phát ra một cột sáng theo sau không ngờ nhất thời lại đánh vào hư không hàn lập thấy cảnh này thì trong mắt co rụt lại cơ hồ theo bản năng lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn vào cự đại quang trận ở phía dưới hơn nữa trên trán hắc quang chợt lóe một con mắt đen thui quỷ dị hiện lên con mắt vừa động một cột sáng màu đen theo đó phun ra lập tức cũng nhập vào hư không biến mất quang trận cự đại trên không chợt phát ra một tiếng sấm thân ảnh của lôi thú có ba đôi cánh ngay trong tiếng sét đánh hiện ra nhất thời một cột sáng màu đen cũng theo hư không bắn ra khoảng cách gần như thế ngay cả lôi thú sau khi biến thân sử dụng thần thông thuấn di kinh người mà căn bản không thể tránh mắt thấy cột sáng màu đen chợt lóe, ngưng tụ đánh lên trên mình lôi thú nhưng cự đại quang trận lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù, ngũ sắc linh quang đại phóng, cột sáng màu đen lại quỷ dị rẽ ngoặt một cái, lướt qua sát sạt bên cạnh lôi thú. Lôi thú ngay sau đó cũng không chút do dự, hai cánh mở ra, một đầu chui vào bên trong quang trận. Hàn lập không khỏi ngẩn ra, toàn cảnh hết thảy nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế chỉ tốn thời gian một nhịp hô hấp. Ngũ sắc khổng tước ở phía dưới hố to thấy vậy, lại phát ra một tiếng thanh minh mừng rỡ ngũ sắc linh quang bên ngoài thân giống như thủy triều tuôn tới cự đại quang trận thậm chí hai cánh cùng bản thể cũng hóa thành một đoàn linh quang tiến nhập vào trong đó trong khoảnh khắc phía dưới hư không ngoài một quang trận thật lớn mơ hồ không còn thấy vật gì quang trận lại bắt đầu biến hóa sau khi phát ra một tiếng gầm rú hào quang đại phóng phun ra liên tục mấy chục cột sáng ngũ sắc to thô mỗi cái đều to chừng một người ôm trực tiếp phun nhập sương mù trắng mịt trên trời cao rồi biến mất Hàn Lập dừng một chút, chợt phát hiện có 81 cột sáng. Còn chưa chờ hắn có phản ứng thì 81 cái cột sáng cùng lúc phun ra vô số ngũ sắc phù văn đi ra, ầm ầm chuyển động. Nhất thời một ngũ sắc cột sáng cực lớn từ trong trung tâm quang trận hiện ra, chợt lóe lên rồi lập tức nhập vào không trung biến mất một cách quỷ dị. Ngay sau đó không gian tại chỗ cột sáng biến mất truyền ra dao động mãnh liệt. Một lỗ thủng màu bạc trống rỗng lộ ra ở phía trên quang trận. Ban đầu bất quá nắm chỉ bằng nắm tay nhưng chấp động một cái, liền biến thành hơn trượt, một cỗ linh khí tinh thuần tới cực điểm từ giữa tuôn ra. Ô, đây là, Hàn Lập cảm nhận được cỗ tinh thuần linh khí này, lại mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết, tâm niệm lướt qua cực nhanh, bỗng nhiên nhớ tới linh khí tinh thuần này cực kỳ tương tự nơi quảng hàn giới. Hắn nhìn kia vùng hư không đang không ngừng thành lỗ thủng lớn, trong nháy mắt đột nhiên có cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng. Không lưỡng lự vung một tay lên, kim sắc cơ kiếm trong tay được huy động vô vô tiếng xé gió nhất thời mãnh liệt vô số kim sắc kiếm quang lớn nhỏ cỡ bàn tay điên cuồng bắn tới lỗ thủng màu bạc kia một bộ liều mạng muốn phá hư lỗ thủng này nhưng chuyện tình khiến hàn lập trong lòng trầm xuống đã xảy ra mặc cho kim sắc kim quang cuồng phong bão táp lướt qua lỗ thủng màu bạc nhưng hư không phụ cận chỉ vặn vẹo một chút dường như không chút hiệu quả hơn nữa không chỉ thế lỗ thủng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn tiếp theo một cột sáng màu bạc phun ra từ trong đó chợt lóe lên rồi trực tiếp tiến nhập vào đại quang trận phía dưới. Quang trận nổ vang, lập tức hào quang chói lóa, các loại phù văn ảo ạt tuôn ra, đồng thời cả tòa quang trận điên cuồng khuếch trương ra bốn phía. Cột sáng màu bạc bỗng nhiên dừng một chút, hơn nữa lỗ thủng màu bạc lóe lên rồi lập tức biến mất, đại quang trận đã cuồng tăng thập bội, từ giữa phát ra ngũ sắc linh quang. Cơ hồ trải rộng hơn phân nửa hư không phía dưới, làm cho người ta giống như đặt mình vào một vùng đại địa ngũ sắc, thật sự cực kỳ diễm lệ. Cùng thời gian, theo trong lòng quang trận truyền ra quái dị thanh âm của liễu phụ và và ấu nhi khóc nỉ non khiến người vừa nghe lập tức tinh thần hốt hoảng lâm vào ma chướng hàn lập nghe thì sắc mặt đại biến nhưng hắn không phải bị ảnh hưởng bởi thanh âm này quái dị mà là tại nơi khóc nỉ non truyền ra trong nháy mắt bỗng có cảm giác sởn gai ốp trong lòng mạng cho hắn một cảm giác nguy hiểm không ôn hàn lập thầm kêu một tiếng thật sự ngưng trọng lại tâm niệm vừa động thân ảnh phạm thánh kim thân ba đầu sáu tay nhoáng lên một cái Chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng tại chỗ, nhưng lập tức kim quang chợt lóe, quỷ dị hiện thân ngay tại một chỗ bên cạnh Hàn Lập. Tiếp theo nó không nói hai lời, sáu cánh tay cùng chuyển động, trong sáu bàn tay lại tạo ra từng đoàn kim quang quay tròn không ngừng, lại đồng thời hợp lại trước ngực. Nhất thời sáu đoàn kim quang hợp làm một thể, lại hóa thành một kim sắc lốc xoáy. Cùng lúc đó, sáu mắt trên ba đầu kim thân lưu chuyển hào quang, ba loại chú ngữ hoàn toàn khác nhau từ trong ba cái miệng trùng điệp truyền ra trong lốc xoáy nổi lên tiếng sấm chớp, có tiếng phạm âm từ trong truyền ra, chợt lóe lên liền biến lớn thành mấy lần, vừa bay vừa xoay tròn, ở giữa có thể mơ hồ chứng kiến nhiều điểm tinh quang tựa như linh quang. Đi, cự viên một bên bỗng nhiên hét lớn một tiếng bằng tiếng nhân tộc. Kim thân sau khi nghe được, lập tức cầm kim sắc lốc xoáy trong tay hướng quang trận hung hăng mà đi. Phong lôi thanh nổi lên, nguyên bản kim quang hơn một trượng rời tay, lập tức đón gió cuồng trướng lớn lên, trong nháy mắt liền biến lớn hơn 10 triệu hơn nữa còn đang cuồn bạo to lên hơn lên. Tại thời khắc tiếp xúc với ngũ sắc quang trận, lốc xoáy lại hóa thành một vùng biển kim sắc đường kính trăm trượng, lốc xoáy mơ hồ lộ ra cự lực vô hình, thậm chí làm cho hư không phụ cận đều mơ hồ vặn vẹo. Đây chính là Hàn Lập sau khi tiến giai hợp thể trung kỳ, lần đầu tiên thao túng Phạm Thánh Kim thân toàn lực thi triển động tuyển kim quang, uy lực to lớn thậm chí còn có thể vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sau một tiếng trầm đục đất rung núi chuyển, kim sắc lốc xoáy liền hung hăng đụng vào trung tâm đại quang trận chương 1854, lôi thú chi lực. Cự đại quang quang trận hơn nghìn trượng thoáng cái va chạm với động tuyển kim quang, trong nháy mắt nhất thời không gian phụ cận nhộn nhạo lên từng vòng quang lãng mà tại trung tâm vụ va chạm lại càng kịch liệt dao động, trong khoảnh khắc bộ dáng như muốn phá toái không gian vậy. Phạm Thánh Kim thân toàn lực thi triển động tuyển kim quang quả nhiên bá đạo dị thường, thoáng cái liền khiến cho quang trận nhìn như huyền diệu dị thường này đều không thể chống lại mảy may. Hàn Lập thấy tình hình này trên mặt cũng không lộ ra sắc mặt vui mừng chút nào nhưng lập tức thần sắc lập tức vì đó mà biến đổi. Bởi vì ngay một khắc sau, trung tâm quang trận đột nhiên truyền ra một tiếng tiêm minh vang dội, theo đó 81 tiểu quang trận thoáng run lên rồi tắc tắc vỡ vụn, tiêu thất không thấy. Một cỗ khí tức phô thiên cái địa đáng sợ từ trong quang trận phóng thẳng lên cao. Tiếp theo đó, tại ngũ sắc quang hà cuồn cuộn điên cuồng, một cái ngân thủ quỷ dị từ bên trong quang trận thoát ra, năm ngón tay thoáng mở ra nhưng lại dễ dàng từ bên trong trung tâm động tuyển kim quang thoát ra. Bộ dáng như đối với uy năng của động tuyển kim quang căn bản không có chút tác dụng nào. Hàn lập cảm ứng được cỗ khí tức đáng sợ này, sắc mặt khẽ bá một cái, có chút tái nhợt, nói. Đại thừa kỳ, không có khả năng, giới này căn bản không thể có thiên đại thần thông nghịch thiên như thế này được. Vừa dứt lời, tiếng nỉ non trong quang trận đột nhiên dừng lại, cả tòa quang trận trầm đục một tiếng rồi phảng phất như huyễn cảnh mà tán loạn tiêu thất mà ở tại trung tâm quang trận lúc đầu lại xuất hiện một thứ khổng lồ tới ba bốn trăm trượng. Thứ đồ vật này có hai đầu, tám cánh, nửa thân dưới như chim. Hai cái đầu nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra chính là khuôn mặt lôi thú cùng ngư điếm chủ. Tám cái cánh phía sau lưng nếu nhìn kỹ lại thì cũng dễ dàng phát hiện ra được lông cánh của chúng căn bản chính là sáu cái cánh của lôi thú lúc trước cùng hai cái cánh của ngũ sắc khổng tước lúc trước. Càng thêm kinh khủng chính là, con thú này tuy rằng một thân ngân bạch linh vũ nhưng mà ngoài thân đồng thời lại có thêm thanh âm sấm nổ, từng đạo hồ quang điện ngũ sắc quấn quanh toàn thân. Dưới lôi quang diễm lệ cùng với hai khuôn mặt dữ tợn của con thú này, bộ dáng tương phản, quỷ dị vô cùng. Cái đầu của ngư điếm chủ của con quái cầm mới xuất hiện này hé miệng ra nhưng là phát ra tiếng cười hắc hắc bằng một thứ thanh âm quái dị. Bàn tay đang ở bên trong động tuyển kim quang năm ngón khẽ động, ngũ sắc hồ quang thoáng cái ảo ạt tuôn ra. Sau một tiếng sấm kinh thiên động địa, động tuyền kim quang vậy mà theo đó dễ dàng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Đứng ở bên cạnh Hàn Lập, ba cái đầu của Phạm Thánh Kim Thân đột nhiên phát ra một tia hoảng loạn, tiếp theo đó kim quang ngoài thân sau khi cuồng thiểm vài cái liền phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Hiển nhiên, khi động tuyển kim quang bị phá nhượng thân là người thi pháp, kim thân cũng không tránh khỏi bị phản phệ một phen. Cũng may, thân là kim thân pháp tướng những thương hại này tự nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng cũng chính vì thế mà trong lòng Hàn Lập không khỏi lại càng hoảng sợ, lại càng thêm xác định quái cầm trước mắt tu vi đích xác là đã đạt tới đại thừa kỳ. Bằng không thì cho dù là hợp thể đỉnh phong tồn tại thì cũng không thể nào dễ dàng phá được động tuyển kim quang như thế. Sau khi trong lòng tự định, cơ hồ trong ý thức của Hàn Lập tự nhiên xuất hiện ý đào tẩu. Hắn tính, trải qua trận đánh vừa rồi, đối với thực lực của bản thân lòng tin cũng tăng lên nhiều, đồng thời hắn còn tự nhận còn có đòn sát thủ chưa vận dụng tới, cũng cho rằng có thể cùng đại thừa kỳ đối kháng một trận. Bất quá, sau khi tâm niệm vừa chuyển, Ánh mắt hắn hướng về tám cái cánh phía sau cự cầm kia nhìn lướt qua, sắc mặt không khỏi phát xanh một trận. Con cự cầm này vậy mà lại có tám cái cánh đồng thời lại khu xử được ngũ sắc thiên lôi quỷ dị kia, tự nhiên độn thuật của nó thì lại càng không thể kém chút nào cả. Nếu dùng tới độn thuật thì hơn phân nửa là không có khả năng thành công. Đột nhiên, thanh âm quỷ dị của quái cầm kia bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt Hàn Lập liền có quyết định. Hai tay của cự vượn rất nhanh liền bấm quyết, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh óng ánh hai cánh khe vỗ một cái liền rất nhanh ở phía dưới chân cự vượn liền xuất hiện từng khoảng ngân bạch lôi cầu, theo một trận nổ liền tự bạo liệt ra. Tại bên trong ngân sắc hồ quang, một cái lôi trận thật lớn chống giống hiện lên mà Hàn Lập đang ở trong hình dáng cự vượn lại được vô số đạo hồ quang bao phủ, thân hình thoáng cái liền trở nên mơ hồ, bộ dáng như muốn lập tức truyền tống mà đi. Bất quá, sau một khắc sắc mặt hắn liền đại biến. Cái đầu lôi thú của quái cầm phía dưới kia đột nhiên phát ra một tiếng tiêm minh, tiếp theo đó tám cái cánh đồng thời vẫy nhẹ một cái, một cỗ pháp tắc chi lực khổng lồ từ trên thân thể thoáng cái liền đem phương viên hơn 10 dặm trong nháy mắt công phu bao phủ lại. Cơ hồ cùng lúc đó quang mang dưới chân cự vượng chợt vụt tắt, truyền tống trận lập tức đình chỉ lại. Hàn Lập hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này cái đầu ngư điếm chủ của quái cầm dùng một loại ánh mắt chân chọc lạnh lùng nhìn về phía cự vượng nói. Hư, đầu lôi thú này ngay cả cùng với lôi thú chân chính ở chân tiên giới có khác biệt chút ít nhưng mà nó đã được ta dùng chân linh chi lực quán thể, cũng đủ để thao túng một chút lôi điện pháp tắc rồi. Ngươi dám ở trước mặt ta khô xử lôi điện, thực sự muốn tìm chết. Vừa dứt lời, cái đầu còn lại của quái cầm lần nữa lại phát ra thanh âm tiêm minh chói tai. Nhất thời, từ lôi trận phát ra lôi âm thật lớn chuyển tới, hơn 10 đạo hồ quang thô to phát ra thanh âm đùng đoàn từ đó mà bắn tới phảng phất chấp động một cái liền đem cự vượn suốt kỳ bất ý vây kín lại. Ngay sau đó thanh âm bạo liệt nổi lên, toàn bộ ngân sắc hồ quang đồng thời bạo liệt mà khai. Từng đoàn điện quang trong nháy mắt đem thân thể cự vượn bao phủ vào trong đó. Sau một khắc, một tiếng giống to từ trong miệng kim sắc cử vượn phát ra, ngân sắc điện quang trong nháy mắt bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hồng, cuối cùng cũng tán loạn tiêu thất. Nhưng cự vượn vừa mới thoát ra khỏi sự trói buộc của lôi điện, không chút trần chờ thân hình liền cấp tốc lăn một vòng đồng thời thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền hoàn nguyên nhân hình lúc đầu. Thân hình hàn lập nhoáng lên, tự một lần nữa đứng dậy liếc mắt nhìn nhìn xuống cự cầm phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà ngay một khắc sau, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, một tay khẽ nhoáng lên, lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một thanh kim sắc tàn nhận, đồng thời áo bào tay kia khẽ run lên, nhất thời thanh âm ông minh nổi lên, hơn một nghìn đạo kim hoa từ trong tay áo ảo ảo tuôn ra. Chính là những tân vệ kim trùng biến dị kia, những vệ kim trùng này vừa mới bay ra khỏi tay áo bảo bất quá cũng chỉ tầm ngón cái nhưng sau khi xoay quanh hàn lập vài vòng liền biến lớn tầm nắm tay, hơn một nghìn con vây quanh thân hình hắn, từ xa nhìn lại đích xác là có chút kinh khủng. Lúc này, một đạo hắc khí từ phạm thánh pháp tướng một bên cũng đồng thời thoát ra, Chớp lóe lên liền nhập vào thân thể Hàn Lập, còn Phạm Thánh Kim thân thì theo một tiếng trầm đục mà hóa thành điểm điểm kim quang trống rỗng tiêu tán. Sau một khắc, sau lưng Hàn Lập kim quang chợt lóe, một cái hư ảnh Phạm Thánh pháp tướng lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh ảnh cùng một đoàn bạch quang cũng quỷ dị nhoáng lên, cũng theo từ trên người Hàn Lập mà thoáng hiện ra, phân biệt là một gã Hàn Lập với nước da màu xanh cùng một bạch y nữ tử dung mạo mỹ lệ. Đây chính là linh tiên chi thể cùng với thông linh khôi lỗi hoa oa. Hàn lập cầm kim sắc tàn nhận trong tay hướng về phía trước người hoành một cái, mặt không biểu tình nhìn cự cầm phía dưới. Di, phệ kim trùng, còn là thành thục thể. Đạo hữu quả nhiên sở hữu không ít đòn sát thủ, nhưng đạo hữu thật đúng là cho rằng hơn một nghìn con phi trùng này lại có thể làm gì được ta sao? Nếu là ngươi có vạn con phi trùng này thì có lẽ ta còn sợ hãi ba phần nhưng chỉ bằng vào những thứ trước mặt sao? Ha ha ha! Cái đầu ngư điếm chủ của quái cầm truyền ra thanh âm cuồng tiếu nhưng mà lại tỉ mỉ nhìn lại thì có thể phát hiện ra được ánh mắt của ngư điếm chủ ngoài mặt thì càn rỡ như thế nhưng hai mắt lại nhìn tròng chọc vào khẩu kim sắc tàn nhận trong tay hắn, vẻ mặt mơ hồ có một tia nghi sắc. Tuy rằng Hàn Lập còn chưa tế ra uy năng chân chính của nó nhưng mà thông qua pháp tắc chi lực cảm ứng, vị ngư điếm chủ này phản phất nhận ra cái tàn nhận này rất không tầm thường. Cái này tự nhiên không thể thoát khỏi mắt Hàn Lập, mặt không chút dị sắc nhưng trong lòng lại trầm xuống. Nếu như thế, hắn dự định mượn huyền thiên tàn nhận đột kích đánh lén một kích nhưng xem ra chiêu này đã không còn bao nhiêu khả năng thành công nữa phần thắng lại giảm thấp đi hai phần bất quá đối phương lại không nghĩ ra trên người hắn còn có mấy vạn đầu phệ kim trùng cùng với huyền thiên chi kiếm phong ấn trong cánh tay nữa với hai thứ này hắn có thể đều tìm đúng cơ hội để liều mạng một kích cũng không phải là không có khả năng chạy trốn dù sao đối phương sau khi dung hợp với lôi thú tuy rằng tu vi thẳng đường tiến tới đại thừa sơ kỳ tồn tại nhưng không phải là tu vi khổ tu mà có được so với đại thừa kỳ chân chính tự nhiên muốn yếu hơn không ít. Huống hồ nếu hắn thật sự vận dụng huyền thiên chi bảo cùng đối phương tranh đấu, nói không chừng lại kinh động tới vị thanh nguyên tử ở Minh Hà Chi Địa kia nữa. Nếu có thể kéo dài thời gian tới lúc vị này xuất thủ cứu giúp, tự nhiên an nguy không lo rồi. Hàn lập trong nháy mắt phán đoán được mất tất cả, lúc này đem tàn nhận trước người hoành một cái, tự chuẩn bị chân chính toàn lực buông tay cùng đối phương quyết tranh cao thấp. Quái cầm phía dưới thấy vậy, hai cái đầu đồng thời dương lên, phân biệt phát ra thanh âm tiêm minh sắc nhọn cùng âm thanh cuồng tiếu. Hai loại thanh âm một cai một thấp, âm dương trầm bổng đan vào nhau, cấp cho người nghe toàn thân phát lạnh. Cùng lúc đó, tám cái cánh của cửa cầm đột nhiên hung hăng vẫy một cái, ngoài thân ngân sắc linh vũ thoáng cái dựng đứng hết cả lên, theo một tiếng lôi âm kinh thiên động địa mà hóa thành ngàn vạn đạo ngũ sắc hồ quang hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phóng đi. Những hồ quang này vừa mới ly thể bất quá chỉ cỡ cánh tay nhưng mà sau mấy cái chấp động liền biến to cỡ vại nước, mỗi một đạo đều có độ lớn tới mấy trăm trượng. Trong lúc nhất thời lôi âm phóng thẳng lên chín tầng trời, hơn phân nửa trong không trung đều là ngũ sắc điện quang chấp động không thôi, phảng phất như biến thành một cái lôi linh vự vậy. Một cỗ lôi điện pháp tắc to lớn tràn ngập toàn bộ hư không. Ngay cả Hàn Lập không biết đã trải qua bao nhiêu đại tràng diện, bây giờ mắt thấy thứ ngũ sắc lôi điện cuồng bạo như vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng ngay lập tức trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, một tay bắt đầu niệm chú, một tay muốn đem tàn nhận trong tay tế ra, nhưng chính vào lúc này, sự tình hàn lập trăm triệu lần không nghĩ tới đột nhiên xảy ra. Từ trong ống tay áo hắn đột nhiên truyền ra một tiếng viên hầu đế minh. Thanh âm gấp gáp to, theo đó, một đạo hắc quang từ bên trong một cái linh thú hoàn màu đen bắn ra, sau một cái chấp động liền xông thẳng vào bên trong lôi điện lĩnh vực. Một màn này cũng khiến song đầu cự cầm kia cũng vì đó mà ngẩn ra. Chương 1855, hình thú tái xuất. Khi hắc quang vừa thoát ra, sau một khắc linh thú hoàn liền bị trăm đạo điện hồ xuyên thủng mà qua, trong nháy mắt liền bạo liệt vỡ ra. Một đoàn hắc khí bỗng nhiên hiện thân ở bên trong lôi quang. Mặc cho vô số điện hồ bổ lên, hắc khí liền quay tít một vòng đem tất cả điện quang hấp nạp hầu như không còn, bộ dáng như không mảy may thương tổn. Cự cầm hai đầu thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đưa bàn tay màu bạc hướng về đoàn hắc khí hư không một trào. Hơn ngàn đạo hồ quang hơi chút vặn vẹo, sau một tiếng nổ liền ngưng tụ thành một đại thủ ngũ sắc ở phía trên đoàn hắc khí. Đại thủ rung lên, vô số điện quang như những sợi tơ ở mặt ngoài kích động không thôi, lấy thế lôi đình nhất kích đánh xuống đem hắc khí tóm vào trong tay. Năm ngón tay khẽ bóp, lôi quang lập tức đại phóng ra chói lòa. Cự thủ tính dùng một chảo này cường bạo đánh tan đối phương nhưng từ bên trong đoàn hắc khí lại phát ra một tiếng hống đầy tức giận. Theo đó từ hắc khí chợt kích bắn ra một đạo huyết quang, chợt lóe lên liền xuyên thủng cự chảo. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị liền xuất hiện. Cự thủ do lôi quang ngưng tụ thành sau khi huyết quang chợt lóe lên liền giống như gặp phải khắc tinh liền tán loạn tiêu thất. Hắc khí một lần nữa khôi phục lại tự do, cũng lập tức tại chỗ ngưng tụ lại, huyễn hóa thành một con tiểu hầu đen nhánh. Chính là đề hồn thú, bất quá lúc này đề hồn thú rõ ràng khác hẳn với khí bình thường. Nó chằm chằm nhìn cự cầm hai đầu phía dưới, không ngờ vẻ mặt đích xác là vui mừng cùng hưng phấn dị thường. Không đợi Hàn Lập dùng thần niệm thôi động mà nó liền đột nhiên bạo hống một tiếng, ngoài thân lưu chuyển hắc quang một trận, hình thể đột nhiên cuồng trướng hóa thành một con cự viên cao hơn 30 trượng. Tiếp theo, song mục của con thú này lóe ra huyết quang, hai nắm quyền nhoáng cái liền lớn tới nửa trượng, đột nhiên vỗ mạnh lên bộ ngực đen rậm gì một cái. Trong phút chốc, lông mao toàn thân nó thoáng dựng đứng cả lên. Trên đầu mọc ra một cái sừng quái dị, răng nhanh thì lộ ra ngoài, mà hóa thành một cự quỷ có ba mắt. Ngoài ra sau lưng nó còn mọc thêm ba cái gai xương đen nhánh, âm khí bức người, đáng sợ dị thường. Hình thú, vừa thấy rõ bộ dáng biến thân của đề hồn thú, cái đầu ngư điếm chủ trên cự cầm hoảng sợ phát ra một tiếng kêu to đầy thê lương, lôi quang đầy trời chợt vù một tiếng, tất cả liền hóa thành vô số điện hồ tụ lại, hình thành một tấm cự thuẫn chắn trước người cự cầm, diện tích cự thuẫn tầm hơn trăm trượng, độ dày lên tới vài chục trượng, bộ dáng vô cùng khủng bố. Mà bản thân cự cầm đều vỗ mạnh tám cánh, ngũ sắc điện hồ cuồng thiểm bao lấy thân hình khổng lồ thoáng cái liền phát ra một tiếng nổ như phích lịch rồi biến mất không thấy bóng dáng ngay sau đó ngoài hơn 10 dặm trong hư không chợt lóe lên ngũ sắc điện hồ thân hình cự cầm không một tiếng động hiện ra cự cầm lại không chút do dự tiếp tục vẫy tám cánh ngoài thân lại có điện hồ tuôn trào ra liền một lần nữa muốn dùng thuấn di bỏ chạy bất quá lúc này để hồn biến thành cự quỷ trong miệng gào ra một tiếng giống kinh thiên động địa tựa hồ do quái cầm đào tẩu mà nổi giận một phen trong lúc gào thét, thân hình cự quỷ một lần nữa lại cuồng trướng tiếp tục to hơn thêm phân nửa. Ngoài thân bỗng hiện ra chi chít các đạo kim ngân phù văn, con mắt thứ ba vừa động liền bắn ra một đạo huyết sắc quang trụ, đạo quang trụ này chỉ phát ra một tiếng xé gió liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà thân hình cự cầm đang mơ hồ muốn đào tẩu phía xa trong lôi quang chợt cũng chợt lóe lên tiêu thất. Cơ hồ cùng một lúc, huyết sắc quang trụ kích bắn hiện ra tại nơi gần đó, nhưng vừa mới xuất hiện liền giọt một tiếng giòn tan, tự hóa thành một sợi xích đỏ tươi như máu một nửa đầu sợi xích khẽ rung động huyến hóa thành một đầu dây cực dài. Cũng vù một tiếng, nửa trước sợi xích liền biến mất vào hư không. Sau đó cả sợi xích đỏ phát ra thanh âm ầm ầm, mặt ngoài hiện ra từng đạo điện hồ cũng đỏ thấm như máu. Huyết liên đột nhiên chấn động thì một tiếng hét thảm truyền ra từ trong hư không. Theo đó, trong nháy mắt sợi dây thoáng cái căng cứng ra, bộ dáng như đang kéo một thứ gì đó. Phốc một tiếng, ở điểm cuối nhìn thấy được của huyết liên đột nhiên vặn vẹo lắc lư rồi lóe lên một trận huyết sắc hồ quang không ngờ thân hình của cửa cầm hai đầu lại bị cường bạo theo từ hư không bị kéo ra hai cái đầu của cửa cầm phát ra thanh âm hoảng sợ kỳ quái thân tình kinh hoàng tám cái cánh liền mạng vũ động không ngừng nhưng không chút hiệu quả dưới sự bó buộc của huyết liên một thân thần thông lôi điện tựa hồ không thể thi triển mảy may cùng lúc này lôi điện pháp tác chi lực vốn đang bao phủ toàn bộ không gian đột ngột tan biến không còn sót lại một chút gì cửa quỷ do đề hồn biến thành thấy vậy thì trong miệng phát ra tiếng cười cà cạc, cạc đầy quái dị không ngờ từ con mắt thứ ba ở giữa trán lại liên tiếp phun ra thêm vài đạo huyết sắc quang trụ nữa, tất cả đồng thời quấn lấy cự cầm, đem nó triệt để trói lại như cái bánh tét. Huyết Liên đột nhiên khẽ rung động, thân hình cự cầm theo đó cũng khẽ run rẩy, lại một lần nữa bỗng tiêu thất không thấy. Lập tức ở mấy chục trượng phía xa xa trước người Đề Hồn, đột nhiên không gian xuất hiện sự dao động, Huyết Liên cùng cự cầm hai đầu liền hiện ra. Hai mắt Đề Hồn chấp lóe, huyết quang đưa một đại thủ lông lá đen xì hướng về phía sau lưng hư không một chảo ba cái gai xương ở sau lưng không một tiếng động liền biến mất. Ngay sau đó, trong tay đề hồn chợt lóe hắc quang, ba cái gai xương chợt hiện lên, nhất nhất bị nó nắm chặt trong tay. Một hồi thượng cổ chú ngữ khó hiểu từ trong miệng đề hồn truyền ra, nguyên là gai xương đang một màu đen tuyền bóng hiện một loạt kim văn sáng ngời lên, có vẻ thần bí dị thường. Gai xương không một dấu hiệu mà tự chấn động, thanh âm ầm ầm càng ngày càng lớn hơn. Sau một tiếng phút thì một tầng sóng quang kim sắc từ trong đó lan ra không gian chung quanh, trong nháy mắt bộc phát kim quang kinh người. Sau một khắc, một loạt kim sắc phủ văn tương tự trên gai xương bỗng xuất hiện trên không trung, bay lên lượn xuống vòng vòng. Ngay khi đám phủ văn này xuất hiện, gai xương trong tay đề hồn bỗng nhiên tản ra một cỗ sát khí trùng thiên. Cự cầm hai đầu vừa thấy gai xương quỷ dị xuất hiện, nhất thời tiếng tiêm minh càng lớn hẳn lên, hai cái đầu đều hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, lại càng điên cuồng dãy ruộng ở trong huyết liên nhưng cho dù thân hình nó chấp động điện hồi lập lè không ngừng cùng tiếng gầm rú nhưng vô pháp thoát khỏi đám huyết liên. Ngay sau một tiếng nổ vang lên, gai xương kim sắc liền hóa thành một đạo tinh quang rời khỏi tay đề hồn, với tốc độ như chấp giật thoáng cái liền xuyên qua thân hình tự cầm. Chỉ thấy ngay giữa trán của cái đầu lôi thú bỗng có một lỗ thủng cỡ nắm đấm, kim quang trói mắt theo lỗ thủng cuồn cuộn thoát ra. Ngay sau đó cái đầu lôi thú liền giống như bị thạch hóa, theo đó thanh âm vỡ vụn giòn tan nổ ra. Cái đầu lôi thú này sau một hồi hiện lên vô số kim văn nhỏ li ti liền theo một tiếng trầm đục mà bạo liệt di. Nhưng quỷ dị là những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi không phải là huyết nhục. Không ngờ là những đoàn ngũ sắc hào quang mờ ảo, hơn nữa lúc này thân hình khổng lồ của cự cầm cũng theo vết nứt ở cổ cùng những vết dạn kim sắc nhanh chóng lan tỏa khắp toàn bộ thân hình. Đề hồn thấy thế thì song mục chấp lé dị quang, hư lạnh một tiếng rồi trong mũi phun ra một vầng hoàng huỳnh quang mở ảo. Cái đầu ngư điếm chủ trên cự cầm tuy bình yên vô sự nhưng mắt thấy cảnh vừa rồi đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán. Dưới tình thế cấp bách hắn há miệng phun ra một thanh kim sắc đoạn kiếm, kiếm này chấp lóe hàn quang rồi liền hóa thành một đạo kiếm quang hơn 10 triệu hung hăng chảm xuống thân mình. Sau một tiếng hét thảm, cái đầu ngư điếm chủ nhanh như chấp từ trên thân thể khổng lồ của cự cầm lăn xuống một vòng, nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo huyết quang chớp lóe không thấy nữa. Thân hình cự cầm nhanh chóng bạo liệt tan ra hóa thành vô số ngũ sắc quang điểm bắn tán loạn khắp nơi nhưng không một điểm thoát khỏi sự trói buộc của huyết liên. Lúc này thì đạo Hoàng Huỳnh Quang cũng vừa gào rít cuốn tới, đem toàn bộ ngũ sắc lôi quang dễ dàng cuốn vào bên trong, sau khi lượn một vòng liền quay ngược trở về. Đề hồn thú há to miệng đem toàn bộ ngũ sắc lôi quang nuốt vào trong bụng, tiếp theo đó song quyền lại như cái chủy nện lên ngực tỏ vẻ hưng phấn vô cùng. Đám huyết liên kia sau một tiếng đề minh liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất không thấy, mà gai xương cũng một cái chấp lóe liền quỷ dị xuất hiện sau lưng đề hồn. Có điều lúc này kim quang mặt ngoài thoáng ảm đạm đi rất nhiều, hắc quang trên thân nó cũng mơ hồ lúc có lúc không, mờ nhạt vô cùng. Một kích vừa rồi tựa hồ đã khiến cho uy năng của nó hao tổn gần như không còn. Hàn lập sớm trợn mắt há mồm chứng kiến tất thảy, bất quá hắn không phải là người tầm thường, ngay khi cái đầu của ngư điếm chủ kia hóa thành huyết quang bỏ chạy thì hắn cũng đem tâm thần thu liễm. Cơ hồ không cần suy nghĩ mà cười dài một tiếng, tàn nhẫn kim sắc cùng hơn ngàn phệ kim trùng đột nhiên quỷ dị biến mất mà hình thể hắn trong nháy mắt cuồng trướng gấp trăm lần lại lần nữa hóa thành kim sắc cự viên ngoài thân cự viên chớp lóe kim quang sau một tiếng vù liền biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng ngay sau đó thân hình khổng lồ của nó lại xuất hiện cách đấy ngoài trăm trượng, vừa lúc trận đầu đạo huyết quang kia không chút khách khí đánh ra một quyền quyền còn chưa đánh trúng huyết quang nhưng một cỗ vô hình cự lực đã bao phủ xuống nếu là tu sĩ bình thường bị chịu cự lực này thì chỉ sợ toàn thân sớm vô pháp nhúc nhích. Nhưng đạo huyết quang chỉ hạ thấp một chút liền tránh thoát khỏi cỗ cự lực bao phủ, không ngờ thoát ra ngoài hơn 30 trượng. Tiếp theo, một tiếng kinh nộ cực kỳ chói tai từ trong huyết quang truyền ra cùng với độn quang chợt tắt, một đạo nhân ảnh hiện ra trong huyết quang. Chính là ngư điếm chủ kia, bất quá lúc này sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Khí thức và linh lực trên người rõ ràng đã yếu đi hơn non nửa, sợ rằng tu vi hợp thể sơ kỳ đã có dấu hiệu bất ổn các hạ thật sự muốn đuổi tận giết Việt sao, nếu đã như vậy thì lão phu đành phải vứt bỏ mấy vạn năm khổ tu liều mạng cùng ngươi. Song mục của ngư điếm chủ ẩn ẩn huyết quang, thần tình hồn hển nói. Vừa dứt lời, ngoài thân hắn chấp lóe huyết quang, liền hóa thành một con huyết sắc khổng tước lớn hơn 10 trượng. Hai cánh vỗ đều, từng trận huyết tinh chi khí cuồng quyển mà đến, thanh thế so với lúc trước càng thêm kinh người. Hàn lập thấy thế thoáng dùng mình, ánh mắt không khỏi lướt qua về phía để hồn ở xa xa, Kết quả con thú này đang ở tại chỗ vui vẻ đem một khối tinh hạch cỡ đầu người chơi đùa, căn bản không có ý tứ tới giúp hắn. Hắn âm thầm dụng thần niệm thôi động vài lần nhưng không chút hiệu quả. Đề Hồn sau khi biến thành quỷ vật cắn nuốt ngũ sắc lôi quang này, tựa hồ mất đi hứng thú với Ngư Điếm Chủ. Hàn Lập thấy vậy thầm cười khổ một tiếng, ánh mắt chợt thu liếm, sắc mặt lại trở nên lãnh khốc vô cùng. Cự Viên đột nhiên dương hai cánh tay lên giống to một tiếng, hai đại thủ liền phiên chuyển, hai luồng linh quang chói mắt đột nhiên xuất hiện hai tòa tiểu sơn tầm 10 trượng liền xuất hiện trong hai bàn tay to bè lông lá xù xì. Si. chương 1856, diệt địch, hai cánh tay cử viên đột nhiên chợt lóe ra một vòng kim quang to lớn, tiếp theo chợt vung ra, lại đem hai tòa cực sơn như một loại ám khí ném ra ngoài. Hai tòa tiểu sơn mới vừa rời tay, liền ông minh một tiếng rồi trướng lớn lên mấy lần, hóa thành cự sơn cao tới 450 trượng, rồi chợt lóe lên một cái liền xuất hiện ngay tại trên đầu huyết sắc khổng tước, phát ra âm thanh đùng đùng điên cuồng đập phía dưới. Cực Sơn chưa thực sự hạ xuống, hư không gần đó đã vang lên những tiếng chói tai do bộc phát ra từng vòng sóng dao động vô hình, nhất thời làm cho người ta có cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Cực Sơn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, huyết sắc khổng tước trong lòng kinh hãi nhưng vẫn chưa thực sự quá lo lắng, chỉ là theo phản xạ dương hai cánh hướng lên không trung cuồng vỗ vài cái. Một phần huyết quang hà mờ ảo hóa thành một cơn lốc phóng lên cao, không ngờ hắn dự định đón đỡ Cực Sơn do Hàn Lập biến thân thành cự viên dùng thần lực ném tới. Cơn lốc huyết quang này có lẽ so về mặt huyền ảo biến hóa không bằng ngũ sắc thần quang nhưng bên trong lại ẩn giấu tinh huyết khí ác độc vô cùng, chuyên dùng để làm ô uế các loại bảo vật có linh tính. Mặc cho bảo vật uy năng lớn cỡ nào nhưng nếu bị huyết quang quấn lấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Có điều ngư điếm chủ vạn lần không ngờ, phương pháp luyện chế hai tòa cự sơn này không phải xuất từ linh giới, mà là ở chân tiên giới thậm chí cái tên nguyên hợp ngũ cực sơn tiếng tăm rất lừng lẫy. Hai tòa cực sơn công kích cùng một lúc thanh thế rất kinh người, với lại được thần lực mạnh mẽ của cự viên nên tạo ra một cự lực thật kinh khủng. Thanh hắc hai tòa cự sơn vừa bị huyết sắc hào quang cuốn đến, chỉ nghe đến phốc phốc hai tiếng, linh quang chợt chói lòa rồi đem hào quang nhẹ nhàng xé rách phẳng phất như giấy vụn. A, à, ngư điếm chủ chợt kinh hãi thất thanh kêu lên, thân hình huyết khổng tước mới vội khẽ động kích bắn ra, muốn né tránh hai cự sơn đang công kích trên đỉnh đầu. Nhưng hai tòa cự sơn bao phủ tới phạm vi hơn trăm trượng ở phía dưới, sao có thể né tránh thế công hung mãnh như thế, ngay tức khắc toàn núi màu đen mang theo một đạo cự lực mạnh mẽ đánh xuống. Trong mắt huyết khổng tước lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhưng rơi vào đường cùng chỉ có thể cắn răng hé miệng phun ra một bức họa. Bức họa mới vừa xuất hiện lập tức mở ra, trong bức họa lập tức phát ra hàng vạn tia sáng, hư ảnh một tòa lầu các đài điện ngũ sắc hiện ra, mỗi một tòa đều diễm lệ dị thường trông rất sống động, nếu ngưng thần nhìn kỹ sẽ khiến người có cảm giác thâm thúy thần bí dị thường. Hư ảnh lầu các liên kết cùng nhau, hình thành một quầng sáng ngũ sắc bao bọc huyết khổng tước ở trong đó. Hư ảnh vừa hiện khiến cho không gian vặn vẹo dao động kịch liệt, xem ra bức họa này đúng là một bảo vật không gian cực kỳ hiếm thấy. Ngư điếm chủ dựa vào bảo vật không gian này chống lại nguy hiểm trước mắt do hai tòa cự sơn uy mãnh tạo nên, cảm giác tuyệt không vấn đề gì. Ngay cả tòa sơn ẩn chứa lực lượng to lớn, nhưng đối mặt với pháp tác biến hóa không gian huyền diệu tự nhiên không đáng nhắc. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất, huyết khổng tước không chút dừng lại, hai cánh xòe ra sau một khắc tưởng như có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh nhưng vào lúc này hai tòa ngọn núi đột nhiên đồng thời phát ra hào quang trói mắt một đạo quang hà màu cho phảng phất như thác nước cuồng nộ đổ xuống vùn vụt âm thanh như tiếng xé gió gào thét vô số đạo kiếm khí trong suốt vô hình phô thiên cái địa hướng khổng tước mà bắn xuống ngay khi kiếm khí vô hình va chạm với quầng sáng ngũ sắc nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến trong quầng sáng hư ảnh lầu các cung điện các loại rồn dập bị xé rách tán loạn hai tòa cự sơn hạ xuống phía dưới, đem hư ảnh một áp mà diệt, căn bản không có cách nào ngăn trở mảy may. Huyết sắc khổng tước chưa kịp kêu một tiếng đã bị cự sơn màu đen đập một cái thật mạnh, thân thể trong nháy mắt trực tiếp bạo liệt tan xác ngay trên trời cao, từng khối huyết nhục văng khắp nơi bay vùn vụt. Hàn Lập thấy thế thì lộ nụ cười mỉm, nhưng sau một khắc thì sắc mặt lại bóng trầm xuống. Những khối huyết nhục của huyết khổng tước bên dưới tòa cự sơn đột nhiên rung động, tiếp theo phát ra những âm thanh vù vù. Tất cả huyết nhục đều kích bắn về đồng nhất một chỗ, hóa thành một khối cầu thịt màu máu mang vẻ cực kỳ dữ tợn, chuyển động rất nhanh tựa hồ trong khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang không nói hai lời, một ngón tay hướng màu đen cực sơn xa xa khẽ ngoắc một cái. Cự sơn tỏa ra hào quang màu xám cho đột nhiên ngưng tụ, biến ảo thành nghìn vạn tia sáng chiếu xuống phía dưới. Trong nháy mắt liền xuyên thủng huyết sắc cầu thịt, tiếp theo chợt lóe rồi biến mất. Khối cầu thịt còn chưa thành hình, chỉ trong nháy mắt lại một lần nữa biến thành vô số khối vỡ tung tóe mà những tia sáng như những sợi tơ xám cho không có chút dừng lại, những huyết thịt tiếp tục biến thành một mảnh huyết vụ, nhất thời không thể ngưng tụ lại. Vù một tiếng, một đoàn hư ảnh ngũ sắc từ trong huyết vụ bắn nhanh mà ra, bên trong mơ hồ có một con khổng tước mỹ lệ to cỡ nắm tay. Chính là ngư điếm chủ vận dụng bí thuật, mới may mắn thoát được tính mệnh, nguyên anh của ngư điếm chủ. Nhưng Hàn Lập lúc này đang biến thân cử viên nào có thể để nó chạy mất, liền hít sâu một hơi rồi hé miệng ra, bên trong ẩn chứa tiếng sấm động, tiếp theo phun ra một đạo kim sắc điện hồ quang cỡ miệng bát. Kim sắc điện hồ chợt lóe rồi trực tiếp kéo dài thành về tới vài chục trượng, cường hãn mạnh mẽ kích vào ngũ sắc hư ảnh. Một tiếng sét truyền đến, không tước chỉ kịp hét thảm lên một tiếng rồi hóa thành cho tàn, chân chính từ nay về sau tiêu thất hoàn toàn trên thế gian. Lúc này kim sắc cử viên dương tay gầm nhẹ phấn khích, hai tay nắm tay ra sức vỗ ngực, trong kim quang thể hình cấp tốc thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc một lần nữa biến thành hình người. Hàn lập khôi phục nguyên hình thì thở dài một hơi, ánh mắt liếc mắt về huyết vụ phía dưới, cân nhắc một chút bóng nhẹ nhàng vẫy tay. Nhất thời hai cái nhẫn chữ vật một màu vàng một màu bạc từ trong đó bắn ra, chớp động một cái liền hiện ra trong bàn tay hắn. Hàn lập quan sát hai chữ vật hoàn trong tay một cái, linh quang chợt lóe rồi tiêu thất không thấy. Hắn lại nhìn khối huyết vụ phía dưới đang phập phù trôi nổi, trong mắt chớp động tia sáng kỳ lạ, tay áo bảo bóng phình rộng ra hướng phía dưới. Phanh một tiếng, ngân sắc hỏa diễm theo trong tay áo bay ra bắn tới huyết vụ hỏa diễm liền lướt qua đốt cháy huyết vụ trong khoảnh khắc huyết vụ bị ngân diễm bao phủ tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt, nhạt phía dưới hình thành một biển lửa ngân sắc hàn lập khẽ nhíu hai mắt không chút khách khí nhấc tay hướng về phía dưới hư không một trào nhất thời ngân diễm quay cuồng một trận liền hóa thành một con hỏa long nhằm không trung mà bay đi kết quả toàn bộ hỏa diễm đều bị thu vào trong tay áo mà trên bàn tay hàn lập hiện thêm ra một khối dịch thể cỡ quả trứng gà mơ hồ tản ra ngũ sắc hào quang hàn lập nhìn khối dịch thể này trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Chỉ là tinh luyện một chút đơn giản như thế đã thu được chân huyết tinh thuần cỡ này. Quả nhiên không phải của tu sĩ ngũ quang tộc tầm thường. So về độ tinh thuần thì rất khả năng kẻ này là hậu tộc chính thống của ngũ sắc khổng tước. Lẽ nào hắn có quan hệ sâu xa với ngũ sắc khổng tước? Được rồi, mặc kệ chân chính lai lịch thế nào bây giờ cũng không trọng yếu rồi. Vẻ mặt hàn lập nghi hoặc thì thảo hai câu, cuối cùng đành lắc đầu thở dài. Tiếp theo một tay lật chuyển, lấy ra một cái bình nhỏ đỏ tươi hướng về dịch đoàn trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời bình nhỏ run lên, phun ra một đạo bạch sắc quang hà đem dịch đoàn hút vào trong không còn thừa một giọt. Linh quang chợt lóe, Hàn Lập thu bình nhỏ lại, tiếp theo một tay bấm pháp quyết, đem hai tòa cực sơn cũng thu lại quay về. Thông qua trận đánh vừa rồi, lấy uy năng đáng sợ của cực sơn phối hợp với biến thân sơn nhà cử viên có thần lực thông thiên, đã tạo thành một đòn đại sát thủ khác của hắn. Nếu có thể tiếp tục luyện chế hai tòa cực sơn thì tin rằng khi đối địch này độ đáng sợ còn của sát thủ này sẽ tăng gấp bội. Ngoài thân Hàn Lập chợt lóe thanh quang, người nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đề hồn phía xa xa vẫn giữ nguyên bộ dáng cự quỷ, không gian trước mặt nó khẽ vặn vẹo. Hàn Lập không một tiếng động xuất hiện rồi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát nó, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn vốn đoán đề hồn sau khi biến thân thì có thần thông to lớn không thể tưởng tượng, nhưng con thú này có thể sát diệt cự cầm hai đầu có tu vi đại thừa kỳ, điều này làm cho hắn khiếp sợ một hồi lâu không nói được gì. Đề hồn không phải chỉ khắc chế mỗi âm hồn ma vật sao. Hơn nữa mấy ngày trước, hắn đã kiểm tra qua tình hình con thú này trong linh thú hoàn, rõ ràng không chút dấu hiệu thức tỉnh, kết quả vừa quái cầm hai đầu vừa hiện thân, lập tức hưng phấn tự tiện chạy ra. Hắn vừa mừng rỡ đồng thời cũng giật mình, đề hồn thú lần này thức tỉnh, tâm thần liên hệ cùng hắn trở nên như có như không, tựa hồ hơn phân nửa mất đi khống chế đối với con thú này. Điều này khiến hắn lo lắng nhíu mày, nhất thời không biết xử trí ra sao với đề hồn. Dù sao đề hồn vừa mới biểu hiện thần thông khiến trong lòng hắn giờ đang còn hãi. Mà đúng lúc này, đề hồn đang thưởng thức lôi thú tinh hạch trong tay, đột nhiên đem ném lên không rồi hé miệng ra, rồi lục bộp đem tinh hạch cắn nuốt vào trong bụng, sau đó mới cúi đầu nhìn phía hàn lập, đôi mắt đỏ tươi nhẹ nhẹ chớp động dị quang. Chủ nhân chẳng lẽ có gì lo lắng sao? đề hồn đột nhiên ong ong mở miệng hỏi lo lắng ta vì sao phải lo lắng ngươi đã khai mở linh trí hoàn toàn rồi sao hàn lập thầm dùng mình nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói ha ha đích xác đúng là thêm ra rất nhiều cái mới mặt khác chủ nhân hà tất phải giấu giếm cái gì ngay cả liên hệ giữa ta cùng chủ nhân biến mất điểm ấy ta có thể cảm giác được đề hồn nhếch miệng nở nụ cười ý nghĩ thêm ra nhiều cái mới là như thế nào cho rằng như thế rốt cuộc bây giờ ngươi là cái gì có thật như bọn họ đã nói hình thú sao hàn lập nghe xong đề hồn nói đầu tiên là ngẩn ra lập tức khóe miệng co quắp một cái cười khổ cái này ta cũng không biết rõ lúc vừa mới tỉnh ngủ trong đầu tựa như biết thêm rất nhiều đồ vật ta có mấy phần giống như hình thú mà bọn họ đã nói nhưng tựa hồ lại có chút bất đồng nhưng có một điểm ta có thể khẳng định chủ nhân không cần lo lắng gì cả sợ rằng ta phải lập tức phải ly khai linh giới này rồi đề hồn thở dài một hơi nói lời khiến hàn lập biến sắc Trương 1857, cự nhãn, rời nhất giới này là ý gì? Chẳng lẽ chính là, Hàn Lập trợn tròn mắt, kinh nghi bất định hỏi, chủ nhân đoán không sai, vốn là lúc ở Ma Kim Sơn Mạch, sau khi thôn vệ một tia thần niệm của thiên ngoại ma quân thì bên trong nội thể ta đã có biến hóa long trời lở đất, mơ hồ cảm ứng được sự hấp dẫn của một giới diện khác. Cho nên chỉ đành ngủ dài không dậy ở trong linh thú hoàn, tránh rơi vào kết quả không thể kiểm soát nổi. Mà mới vừa rồi, ta bị cự cầm do lôi thú biến thành thức tỉnh, không thể khống chế đem thiên lôi chi lực thu nạp vào thể nội. Lúc này thân thể ta đã hoàn toàn bị thiên địa lực lượng ở giới diện này bài xích rồi, sợ rằng trong khoảnh khắc nữa sẽ phải đến chân tiên giới trong truyền thuyết A. Đề hôn lầm bẩm nói, thân sắc cũng có chút hoảng hốt. Chân tiên giới, người khẳng định lần này gọi người tới chính là chân tiên giới chi lực. Hàn lập ngây người một lúc thì khóe miệng vừa động, không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn cam mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm tu luyện đến nay, chẳng phải là mong một ngày kia phi thăng tiên giới, chân chính có thể trường thọ cùng thiên địa sao nhưng khoảng cách hiện tại tới mục tiêu vẫn còn xa xôi không hẹn trong khi đề hồn không cần tốn bao nhiêu tâm sức có thể vượt trên chủ nhân rồi điều này khiến trong đầu hắn là một vùng hỗn loạn mơ hồ mấy phần cảm giác muốn thổ huyết hơn nữa còn có chút hoài nghi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thật sự ta cảm giác được tiên giới lực lượng dẫn dắt ta trong đầu nghĩ ra nhiều thứ cũng có không ít thứ liên quan đến chân tiên giới đề hồn thành thật trả lời Ngươi biết chuyện tình nơi chân tiên giới, có thể nói cho ta một chút chăng? Hàn Lập vừa nghe lời này, tâm động như lửa nóng. Chủ nhân đã muốn biết thì ta nói một chút tự nhiên không sao. Không ổn, không còn kịp rồi. Đề hồn đầu tiên gật đầu đáp ứng, nhưng sau một khắc bỗng nhiên thất thanh la lên. Vừa dứt lời thì trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng muộn hưởng. Ở một chỗ trên cao sương mù dao động rồi tản ra, một vùng ngũ sắc quang hà lóe lên. Hào quang rực rỡ trói mắt vừa quay tròn vừa hạ xuống, hình thành một khối quang cầu hình dáng như một con mắt rất lớn cỡ một gian phòng ốc. Chỉ thấy đồng tử bên trong mắt trong suốt như máu, chấp động hào quang yêu dị. Con mắt quỷ dị vừa thoáng giật thì đồng tử nhìn thẳng đề hồn thú phía dưới. Một luồng khí tức khủng bố như muốn diệt cả thế gian thoáng chốc từ trên trời giáng xuống. Hàn lập chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân hình tê dần, ngay cả một ngón tay cũng không thể mảy may nhúc nhích. Đây không phải xét về phương diện pháp lực cách xa nhau, căn bản là chính một cảnh giới ở trên tuyệt đối áp chế phía dưới. Con mắt quỷ dị tựa hồ chỉ cần một ý niệm, liền đủ để khiến hắn hồn phi phách tán. Sắc mặt Hàn Lập trở nên dị thường khó coi, thứ cảm giác sinh mệnh bản thân hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, không biết bao nhiêu năm hắn còn chưa cảm nhận được. Chính là cảm giác vô lực khi xưa đứa đồng tử ngây thơ đối mặt với mặc đại phu. Đề hồn thú bị con mắt kia nhìn chăm chú thì cơ thể run rẩy cũng dần đổ mồ hôi đầu đầy. Một cánh tay khẽ run dơ lên, nhưng chỉ nâng lên một nửa cuối cùng yếu đuối buông thóng. Con mắt rất lớn kia thấy cảnh này thì lộ ra một tia châm biếm nhân cách hóa, đồng thời không trung truyền ra một trận thanh âm phạm âm quỷ dị. Tiếp theo con mắt tựa hồ nháy một cái, lập tức một phun xuống một cột sáng huyết sắc thô to vô cùng. Phốc một cái, đề hồn thú bị cột sáng huyết sắc chiếu vào, thân hình vô hình bị chấn nhiếp kéo lên. Trong nháy mắt đã tới cao hơn ngàn trượng trên trời, Hàn Lập tuy không thể nhúc nhích nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn đề hồn ở trong cột sáng một cái. Ánh mắt hắn ẩn chứa sự dị thường phức tạp, Cuối cùng đề hồn chợt lóe nhập vào trong con mắt ngũ sắc cực lớn kia. Tiếng phạm âm chợt dừng, con mắt chậm rãi khép lại, sau một tiếng nổ thì biến mất không thấy tại không trung. Sương mù mơ hồ lần nữa cuồn cuộn kéo lại, cả không trung lại khôi phục như lúc ban đầu. Khi con mắt ngũ sắc biến mất thì khí tức khủng bố khiến người run sợ cũng đồng thời tiêu thất không còn. Hàn Lập được khôi phục tự do nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ, bộ dáng nhìn trời cao còn có chút run sợ. Không biết bao lâu sau một tiếng thở dài truyền ra, Hàn Lập vẫn cúi đầu, trên mặt ẩn một tia cô tịch. Đề hồn bắt đầu đi theo hắn từ loạn tinh hải cho đến nay đã phi thăng linh giới. Trong đó không biết bao lần đã cứu sinh mệnh hắn, hiện giờ chỉ cách một chút mà lại đến tiên giới, nơi đó hỏa phúc còn không biết, bảo hắn không chút lo lắng là không thể. Con mắt thật lớn rõ ràng là tiên giới chi vật, ở trước mặt nó hắn chỉ như một con kiến hôi, không mảy may có năng lực kháng cự, đành trơ mắt mà nhìn. Cũng may xem bộ dáng chấn định của đề hồn lúc gần đi, xem ra ở chân tiên giới hơn phân nửa không quá nguy hiểm nếu về sau hắn có thể phi thăng đương nhiên có thể gặp lại nó duy nhất tiếc núi chính là nó phi thăng quá nhanh không kịp đề cập cho hắn một số sự tình chân tiên giới nếu không về sau khi độ kiếp phi thăng nói không chừng sẽ hữu ích đối với hắn bỗng nhiên thần sắc hàn lập vừa động ngẩng đầu nhìn một hướng khác trong hư không chỉ thấy trên không trung chợt lóe kim quang nhàn nhạt, nhạt một đạo kinh hồng kim sắc kích xuất mà đến độn tốc cực nhanh mấy cái chấp động đã tới trước mặt Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập hơi co rụt, thấy rõ vãng khách trong độn quang thì trên mặt lộ nụ cười mỉm. Độn quang chợt tắt, trước mặt hiện ra một tuyệt sắc nữ tử thân hình nổi bật, da thịt trắng như tuyết. Nguyên cô nương, nhiều năm không gặp vẫn được mạnh khỏe. Hàn Lập hai tay ôm quyền hỏi, Hàn Huynh, quả thật là ngươi. Nguyên giao mặc một bộ cung trang lục sắc, vừa thấy Hàn Lập thì không khỏi vui mừng ra mặt. Thần niệm Hàn Lập đảo qua trên người nàng, thấy rõ tu vi đối phương thì trong mắt cũng hiện tiên ngạc nhiên. Nguyên cô nương cũng đã tới cảnh giới luyện hư hậu kỳ, xem ra thanh nguyên tử tiền bối thật không tiếc hao tổn tâm lực bồi tài đạo hiếu. Hư, giao nhi chẳng những là đồ đệ của lão phu mà mới đây không lâu đã bái ta làm nghĩa phụ. Thanh mỗ sao lại có thể vô tâm, đột nhiên thanh âm của một nam tử hư lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo bỗng một đạo thanh quang từ trong tay áo nguyên giao bay ra, xoay vòng một cái hóa thành một tiểu nhân màu xanh mờ nhạt tiểu gia hỏa này mặc một bộ áo bảo cho lưng đeo một thanh tiểu kiếm màu lục oánh bất quá thân hình chỉ cao một tấc trên khuôn mặt bình thường là bộ dâu dài chính là thanh nguyên tử thu nhỏ lại nhiều lần nguyên anh cố hình hàn lập vừa thấy tiểu nhân này thì không khỏi sửng sốt kêu một tiếng sao nguyên anh lão phu suốt khiếu lại khiến người giật mình như vậy sao a à, thiếu chút nữa đã quên tu vi chưa tới đại thừa kỳ thì nếu nguyên anh ly thể trong thời gian dài thật rất nguy hiểm Bất quá Lão Phu đã tiến vào đại thừa kỳ không biết bao nhiêu năm, Nguyên Anh luyện đến cố hình như mức này, đối Lão Phu mà nói thì thân thể không hẳn là không thể thiếu. Về điểm này đợi khi ngươi tiến giai đại thừa kỳ tự nhiên sẽ hiểu. Huống hồ theo giao nhi đến đây, bất quá chỉ là một nguyên anh trong tam đại hóa thân của ta mà thôi. Thanh nguyên tử cười hắc hắc nói, tiền bối pháp lực thông thiên, vãn bối vô cùng bội phục. Hàn lập khẽ khom người, thành tâm nói, chút thủ đoạn này của ta không tính gì, nhưng bất quá hàn tiểu tử ngươi mới mấy trăm hỏa năm không gặp đã tiến giai hợp thể kỳ tốc độ cực nhanh đến lão phu năm đó cũng theo sau không kịp xem ra những năm nay tạo hóa của ngươi thật không phải nhỏ a à. tiểu nhân màu xanh nhíu hai mắt tựa cười mà không phải cười nói một câu tiền bối quá khen đây cũng là vãn bối có chút cơ duyên mà thôi nào dám cùng so với tiền bối năm đó hàn lập tự nhiên khiêm tốn nói một câu quá khen hay không trong lòng lão phu còn không cân nhắc được sao bất quá lúc trước khi tới đây, người đã tranh đấu cùng người khác. Hơn nữa nơi này lưu lại khí tức tựa hồ thập phần cổ quái. Ánh mắt thanh nguyên tử đảo qua một vòng, khẽ cau mày hỏi. Hàn lập nghe lời này, trong lòng vừa động cùng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước con mắt ngũ sắc chiếu xuống khí tức đáng sợ. Theo lý cho dù cách rất xa thì với thần thông của thanh nguyên tử cũng có thể trực tiếp cảm ứng được một chút. Nhưng hiện tại nói ra câu này, chẳng lẽ khi con mắt phát ra khí tức đã thi triển thêm thần thông nào đó, đem khí tức bao phủ trong phạm vi nhất định, không thoát ra ngoài chút nào. Nếu như thế thì con mắt ngũ sắc so với suy đoán còn đáng sợ hơn vài phần. Hàn lập trong lòng như thế nghĩ nhưng nhẹ bâng quơ trả lời. Không có gì, khi vãn bối truyền tống cũng có một cửu gia thuận thế tiến vào. Bất quá vừa rồi đã bị ta giải quyết, thù ra xuất thân kỳ lạ, nên lưu lại khí tức cũng có chút khác lạ. Thì ra là thế, là lão phu đa tâm. Được rồi, đây không phải là nơi nói chuyện, hàn đạo hữu cùng giao nhi về chỗ của ta đi lần này địa điểm ngươi tiến vào có chút sai lệch, cách chỗ ở của ta lộ trình khoảng nửa ngày. Nếu không phải vừa dịp ta mang Giao Nhi đi ra thử nghiệm một loại bí thuật thì sẽ không nhanh như vậy đã tới nơi này gặp ngươi thanh nguyên tử như có thâm ý liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, liền thản nhiên nói. Tiếp theo cũng không chờ Hàn Lập đáp lời mà thanh quang chợt lóe tiểu nhân hóa thành một đạo thanh hồng hướng về phía xa phá không mà đi. Hàn Lập thấy vậy cũng nhếch miệng đáp ứng một tiếng, thao túng độn quang theo sau. Nguyên Giao lại cười dài, cũng hóa thành một đạo kim hồng, sóng vai cùng Hàn Lập bay đi. Hàn Huynh, ta còn nghĩ một thời gian nữa Huynh mới trở lại nơi đây. Dù sao những tài liệu nghĩa phụ muốn Huynh thu thập đều là vật phẩm hãn hữu thế gian. Nguyên Giao vừa bay vừa nhẹ giọng truyền âm, Nguyên cô nương sao dám khẳng định là do ta thu thập đủ tài liệu mà Khương Tiền Bối cần nên trở lại nhất giới này, nói không chừng đến là có sự tình khác. Hàn Lập khẽ cười truyền âm đáp lời, người khác thì không biết nhưng tính tình Hàn Huynh thì tiểu muội hiểu rõ một phần, nếu không đủ chỗ tốt thì Hàn Huynh tuyệt không phí sức trở lại nơi đây. Mà thứ ở nơi này có thể khiến đạo hữu coi trọng, hơn phân nửa chỉ là Minh Hà thần nhũ có rất có tác dụng với Hàn Huynh. Nguyên Giao thản nhiên cười, khuôn mặt kiều diễm như hoa. Tiên tử thật hiểu rõ không ít về tính tình Hàn mỗ. Lần này trở lại, tại hạ thật đúng là vì Minh Hà thần nhũ. Hàn lập trầm mặc một thoáng liền cười khổ một tiếng trả lời. mươi 1858, Biến Hóa hàn huynh nếu chỉ vì thế mà đến thì chị e sẽ gặp một chút chắc trở nguyên giao khẽ thở dài một hơi trả lời yếu ớt nguyên cô nương lời này là ý gì chẳng lẽ khương tiền bối đã đổi ý hàn lập nghe xong trong lòng cả kinh nghĩa phụ có thân phận ra sao chứ chuyện đáp ứng lúc trước tự nhiên sẽ không đổi chỉ là trong chuyện này có chút bất ngờ ngay cả lão nhân ra cũng không thể kiểm soát khi nào về tới động phủ nghĩa phụ sẽ tự nhiên thuật lại rõ ràng lúc này tiểu muội quả thực không dám nhiều lời bất quá hàn huynh cũng không cần lo lắng việc này cũng không phải là không thể thương lượng được khẩu khí của nguyên giao hơi biến đổi thâm ý sâu sắc nói hàn lập nghe đến đây trong lòng vẫn không hiểu ra sao cả chỉ gật gật đầu ở trong độn quang trầm ngâm không nói lời nào nguyên giao biết hàn lập đang cân nhắc lại lời nói của mình thì cũng thức thời im lặng không quấy dày về sau mỉm cười làm bạn một bên mà thanh nguyên tử thì một mực phi hành ở phía trước thủy trung đều không có quay đầu lại vì thế ba đạo độn quang một trước hai sau, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chân trời. Địa điểm nơi Hàn Lập cùng ngư điếm chủ tranh đấu lúc trước thoáng cái trở nên yên ắng trở lại. Hơn nửa ngày sau, rốt cục ba người cũng về tới động phủ của Thanh Nguyên Tử. Hàn Lập lẳng lặng theo sau cùng tiến nhập động phủ, cũng tới đại sảnh lúc trước mơ hồ còn vài phần quen thuộc. Lúc này thanh sắc tiểu nhân thoáng rũi thân người, ngoài thân đột nhiên chợt lóe thanh quang, bỗng biến thành một người với kích cỡ bình thường, sau đó thản nhiên ngồi xuống tại vị trí chủ tọa, hướng sang Hàn Lập thản nhiên nói, hiện tại ngươi đã là tu sĩ hợp thể kỳ, cũng không cần phải quá câu thúc trước mặt ta, cũng ngồi đi. Đa tạ tiền bối yêu ái, Hàn Lập không dám chậm trễ, sau khi thi lễ một cái liền chậm rãi ngồi xuống. Về phần nguyên giao thì chỉ thấy thân hình nữ tử này thoáng nhoáng lên một cái, liền nhẹ nhàng đứng ở phía sau lưng thanh nguyên tử. Lúc này một bạch y nữ tử khác đang bưng mấy trung linh trà nhẹ nhàng đi lên, đem một chung đặt ở trước mặt Hàn Lập rồi cười dài nói. Bái kiến Hàn Huynh, không ngờ Hàn Huynh đã phản hồi nơi này nhanh như vậy. Nữ tử này chính là nghiên lệ, thì ra là nghiên tiên tử, đã nhiều năm không gặp, phong thái của tiên tử vẫn như xưa. Hàn Lập nhìn thoáng qua nghiên lệ, mỉm cười đáp, tiểu muội là bán quỷ chi thân, dung nhan tự nhiên không có gì biến hóa. Ô, xem ra tu vi của đạo hiếu tựa hồ càng cao thâm hơn trước, sao tiểu muội không nhìn ra được chút nào vậy, chẳng lẽ Hàn Huynh đã tiến giai hợp thể kỳ, có thể nào chăng? Nghiên lệ mỉm cười đáp sau đó hai mắt cẩn thận đánh giá Hàn Lập, Đột nhiên Hoa Dung Thất Sắc hỏi một câu, hiện giờ Nghiên Lệ tu vi cũng đã đạt tới luyện hư sơ kỳ. Tuy thế nếu muốn dùng thần niệm nhìn thấu cảnh giới nông sâu của Hàn Lập, điều này tự nhiên không thể làm được. Tại hạ đúng là may mắn tiến giai hợp thể trung kỳ. Hàn Lập thần sắc thản nhiên đáp, hợp thể kỳ, còn lại là trung kỳ. Nữ tử trước mặt Hàn Lập giật mình, đứng tại chỗ nói, "Được rồi, Nghiên Lệ, nếu ngươi muốn ôn chuyện cùng Hàn tiểu tử thì chờ lão phu cùng hắn bàn bạc một số chuyện tình xong đã." khi đó người muốn nói bao lâu cũng được. Thanh Nguyên Tử đã có chút không kiên nhẫn nói, là lệ nhi có chút thất thố, nghiên lệ rốt cục phục hồi lại tinh thần, vội vàng cung kính trả lời, theo đó liền cầm một trung linh trà khác đặt lên trước mặt Thanh Nguyên Tử, sau đó đứng song song cạnh Nguyên Giao. Hàn Lập, Lão Phu cũng không ngờ ngươi sẽ xuất hiện vào ngay lúc này, chủ Nguyên Anh của ta hiện giờ đang bế quan tham mộ một loại đại thần thông, sẽ không thể chân chính đi ra gặp ngươi được. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên hướng sang Hàn Lập nói một câu. Không dám, Tiền Bối chính đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt, có thể được gặp mặt nguyên anh hóa thân của người đã khiến cho Vãn Bối được sùng ái mà kính sợ. Hàn Lập Thần sắc nghiêm nghị đáp, thấy Hàn Lập kính cẩn như thế, Thanh Nguyên Tử gật gật đầu liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: "Ngươi lần này dùng tới pháp khí mà ta cấp cho lúc trước một lần nữa trở lại Minh Hà chi điện này, xem ra đã thu thập được không ít tài liệu mà ta cần. Đại khái là khoảng bao nhiêu phần? Chỉ cần ngươi có thể thu thập được 7 phần trong số đó." Lão phu có thể tính là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bầm tiền bối, số lượng tài liệu vãn bối thu thập được đều để trong chữ vật thủ trạc này, thỉnh tiền bối kiểm nghiệm. Hàn Lập không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thanh Nguyên tử mà một tay khẽ lật, trong ống tay áo bỗng trôi ra một cái chữ vật thủ trạc màu xanh, đứng dậy dùng hai tay dâng lên. Hắc hắc, Hàn đạo hữu thập phần tự tin a, à, khẳng định thu hoạch không nhỏ a. À. Vậy để lão phu xem kỹ một lần rồi hãy nói đi. Thanh Nguyên tử thấy Hàn Lập hành động như vậy, không giận mà chợt có chút vui mừng, không khách khí chảo một cái đã đem chữ vật thủ chạc kia cuốn vào trong tay. Vì thế để Hàn Lập đứng trước mặt, vị đại thừa kỳ này khẽ khép hai mắt, bắt đầu đem thần niệm đảo qua túi chữ vật một lượt. Thấy hành động của thanh nguyên tử như vậy, nguyên giao cùng nghiên lệ cũng không khỏi nhìn lại. Tuy hai nàng không có dụng thần niệm tra xét chữ vật thủ chạc nhưng qua thần sắc của thanh nguyên tử cũng có thể đoán được số tài liệu bên trong có làm cho vị đại thừa kỳ này vừa lòng hay không. Còn thần sắc Hàn Lập lúc này lại bình tĩnh dị thường, một bộ vô cùng thong dong. Với thần niệm cường đại của thanh nguyên tử thì việc kiểm tra tài liệu không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ thấy sắc mặt vô cảm của lão ngay sau một lát sau liền có chút rúng động cùng khiếp sợ. Theo thời gian một trôi đi, rốt cuộc lão lộ ra vẻ kinh hỉ. Nguyên giao thấy vậy trong lòng buông lỏng, đồng thời quay đầu tò mò nhìn liếc sang hàn lập một cái. Nàng hiện thân là nghĩa nữ của thanh nguyên tử, đối với danh sách tài liệu mà lão yêu cầu với hàn lập cũng nhận biết một phần. Trong đó quả thực có rất nhiều tài liệu trân quý khiến nàng khiếp sợ. Lúc trước tự nhiên mất thời gian dài lo lắng Hàn Lập không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng với bộ dáng hiện tại của Thanh Nguyên tử mà nói, khẳng định Hàn Lập đã thu thập hơn phân nửa số tài liệu trong danh sách rồi, nếu không lão sẽ không thất thố như thế. Dù sao lúc trước giao cho Hàn Lập danh sách tài liệu kia, quả thực không quá mong chờ hắn thu thập đủ, chỉ là ôm hy vọng vạn nhất mà thôi. Mà Thanh Nguyên tử không thể ly khai Minh Hà chi địa có thể hiểu số tài liệu này trọng yếu đến mức nào. Nhiên Lệ đứng ở một bên cũng giật mình nhìn Hàn Lập, trong mắt mơ hồ một tia phức tạp. "Hảo, tốt lắm, nhiều loại tài liệu ngay cả ta có rời khỏi nơi này tìm kiếm cũng chưa chắc thu thập được, không ngờ ngươi có thể thu thập đầy đủ thập phần." Việc này quả thực khiến cho lão phu ngạc nhiên, như vậy, lần độ kiếp tới lão phu có thể nắm chắc thêm hai thành. Thanh Nguyên tử bỗng nhiên mở lớn hai mắt, khó nén được vẻ hưng phấn, hướng về Hàn Lập nói: chừng đó tài liệu chỉ có thể gia tăng hai thành thôi sao? Hàn Lập nghe xong lời này, hoảng sợ hỏi. Phải biết rằng số tài liệu này cơ hồ đều là thứ khó tìm ở linh giới này, trong đó còn một số hắn thu thập được từ dược viên ở trong cấm địa quảng Hàn giới. Theo hắn thậm chí còn không ít tài liệu sớm đã tuyệt diệt ở linh giới. Hắc hắc, Hàn Đạo Hữu có điều không biết, tình cảnh của ta lúc này mà dùng các thủ đoạn khác để chống lại lôi kiếp căn bản không có hiệu quả. Những ngoại lực ít ỏi có thể trợ giúp được không có mấy, Số tài liệu này có thể gia tăng hai thành là ta đã là vượt mong đợi của ta. Được rồi, việc này tạm thời không nói đến nữa. Lúc trước lão phu từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem số tài liệu này giao đến tay lão phu, lão phu đương nhiên đem Minh Hà thần nhũ tặng ngươi, xem như là thù lao. Bây giờ đạo hữu còn tính toán dùng số tài liệu này trao đổi lấy Minh Hà thần nhũ nữa hay không? Nếu là đạo hữu có ý, lão phu có thể dùng thứ khác giá trị tuyệt không kém làm vật trao đổi. Thanh Nguyên Tử cẩn thận thu chữ vật thủ trạc sau đó liền cười nói tiền bối hẳn là biết sự khó khăn trong việc tiến cấp từ hợp thể kỳ mà linh nhũ này đối với việc vãn bối tiến giai vô cùng trọng yếu cần minh hà thần nhũ là tình thế bắt buộc bởi vì nguyên giao lúc trước đã ám chỉ một phần nên hàn lập vừa nghe được lời ấy trong lòng thoáng dùng mình nhưng không chút do so dự lập tức trả lời a à, nếu đã như vậy thì chỉ sợ phải phí một chút tay chân rồi thanh nguyên tử khẽ cao mày không từ chối mà lâm vào trầm tư bộ dáng như đang cân nhắc cái gì đó Tiền Bối thoạt nhìn có vẻ khó xử, có thể nói cho Vãn Bối biết rốt cuộc là chuyện gì chăng? Ta nhớ rõ là không phải trong tay Tiền Bối sớm có một ít Minh Hà thần nhũ hay sao? Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, trực tiếp hỏi rõ ràng. "Ừm, lại nói tiếp, nếu Hàn đạo hữu sớm trở lại 300 năm về trước hoặc là 2-300 về sau thì lão phu không phải dùng tới cách khó xử như thế này. đích xác là linh nhũ trong tay lão phu hiện giờ đã bị người khác mượn dùng gấp rồi. Nếu là mấy trăm năm nữa thì lão phu không chừng có thể có được thêm một ít." Thanh Nguyên tử ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Bị người mượn đi rồi, Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt chợt biến đổi. Không sai, người mượn là một vị thái thượng trưởng lão của phù du tộc có chút giao tình với lão phu. Lúc trước lão phu có thể trốn vào nơi này một phần cũng nhờ hắn ra mặt. Cho nên khi hắn đến mượn Minh Hà thần nhũ, lão phu thật không thể cự tuyệt. Thanh Nguyên tử chậm rãi nói, Hàn Lập nghe xong lời này thì sắc mặt tự nhiên khó coi dị thường. Bất quá Hàn Đạo Hữu yên tâm, nếu ngươi quả thật rất cần Minh Hà thần nhũ thì cũng không phải không có biện pháp." Thanh Nguyên Tử bỗng cười cười, nói thêm, "Lời này của tiền bối có dụng ý sao? Còn cách khác có được linh nhũ này sao?" Hàn lập lập tức tinh thần đại chấn, mừng rỡ hỏi. "Điều này là đương nhiên, Minh Hà thần nhũ tuy rằng quý hiếm dị thường, mỗi lần xuất ra thì lão phu đều nghĩ cách chiếm được một ít. Nhưng ở giới này còn tồn tại vài vị đại năng chi sĩ nữa, họ cũng được phân chia một phần. Trên cơ bản một nửa số minh hà thần nhũ là thuộc về phù du tộc số còn lại là đám người chúng ta chia nhau chỉ là những người này tính tình có chút quái dị thần thông quảng đại không kém lão phu là bao tuy thế không có bao nhiêu kết giao với lão phu ta chỉ có thể tự mình bái phỏng một chuyến mới biết được có thể thu được linh nhũ này hay không bất quá đạo hữu yên tâm cho dù không thể có được linh nhũ này thì ta cũng sẽ cho ngươi một công đạo tuyệt không để đạo hữu phải chịu thiệt thòi thanh nguyên tử thành thực nói Chương 1859, bái phỏng, chuyện đã vậy tự nhiên Vãn Bối không dám trách gì tiền bối được. Vãn Bối trước đợi một khoảng thời gian đã nhưng chẳng biết lúc nào mới có thể có tin tức xác thực. Hàn Lập tự nhiên biết Thanh Nguyên Tử sẽ nói như thế, xem ra đối phương cũng có vài phần đáng kính trọng, sau khi hơi trầm ngâm một chút liền cung kính đáp. Chuyến bái phỏng lần này ta tự nhiên không thể dùng đệ nhị nguyên anh được, ta phải tự mình tới một chuyến mới được, phỏng chừng chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm bản thể ta liền có thể xuất quan điểm ấy thời gian hàn đạo hữu có thể đợi được chăng? Thanh nguyên tử bình tĩnh trả lời, tiền bối đùa rồi, vãn bối tuy rằng có chút nóng vội nhưng chừng ấy thời gian vẫn còn có thể chờ được. Nghe khẩu khí của đối phương như thế, hàn lập không khỏi cười ngược, nói. Ha ha, không biết hàn đạo hữu đối với thanh nguyên kiếm quyết của ta tu luyện như thế nào rồi, mà 72 khẩu phi kiếm kia hẳn đã luyện chế lại một lần rồi chứ? Thanh nguyên tử bỗng nhiên cười hỏi, vãn bối đích xác là đã làm theo lời tiền bối chỉ điểm, đã đem tất cả số phi kiếm tái luyện chế, cô động lại lần nữa, hơn nữa cũng đã tu luyện tới thanh bản kiếm trận cuối cùng rồi. Chính là kiếm quyết của tiền bối truyền lại thật sự thâm ảo, vãn bối chỉ có thể lĩnh ngộ thô thiển một hai phần mà thôi. Nghe được lão giả bỗng nhiên chuyển đề tài, hàn lập thoáng nao nao, không chút lưỡng lự đáp. Vậy mà lời giải thích của thanh nguyên tử lại khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Nếu nói như thế thì lão phu nguyện ý chỉ điểm cho ngươi một phần. Với bộ kiếm quyết này, lão phu mấy năm nay lại có chút sở mộ, tin rằng có thể có ích đối với đạo hữu. Mặt khác, đạo hữu hiện tu vi đã đạt tới hợp thể trung kỳ, nghĩ muốn đột phá hậu kỳ cảnh giới cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lão phu tuy bất tài nhưng ở phương diện này còn có chút tâm đắc, đồng dạng có thể chỉ điểm một phần. Đa tạ tiền bối yêu ái, có thể được tiền bối chỉ điểm, tự nhiên là tam sinh hữu hạnh của vãn bối. Hàn lập mừng rỡ, vội vàng đứng dậy thi lễ, nói. Hắn biết rõ, thanh nguyên tử làm như thế tự nhiên là do hắn đã thu thập được số tài liệu viễn siêu dự tính lúc đầu. Hảo, nếu hàn đạo hữu không có ý gì khác nữa, trước hết hãy lui xuống nghỉ ngơi đi. Lão phu trước sắp xếp lại số tài liệu này, ngày mai đạo hữu có thể trực tiếp đến mật thất tìm ta. Giao nhi, nhiên lệ, hai người các ngươi thay ta hảo hảo bồi tiến hàn đạo hữu đi. Thanh nguyên tử mắt thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười liền quay đầu hướng nguyên giao và nghiên lệ phân phó một tiếng. Nghĩa phụ yên tâm, nữ nhi sẽ hảo hảo bồi tiếp hàn đạo hiếu. Vãn bối tuân mệnh, nguyên giao cùng nghiên lệ tự nhiên không mình, vội vàng đáp ứng. Sau đó, thanh nguyên tử liền từ biệt hàn lập một tiếng rồi phiêu nhiên rời khỏi đại sảnh. Nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại hàn lập cùng hai vị đại mỹ nữ mà thôi. Hàn huynh, thật không ngờ, chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi không gặp mà người vậy mà đã tiến giai hợp thể trung kỳ. Loại tốc độ tiến giai này quả thực khiến đám người thiếp thân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sắc mặt Nguyên Dao ửng đỏ, không biết nên nói cái gì với Hàn Lập vào thời điểm này mà Nghiên Lệ thì lại dùng ánh mắt kỳ dị hướng Hàn Lập đánh giá lại một lần nữa, hơn nữa trong miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ. Điều này cũng là do nàng với Hàn Lập cũng coi như có chút giao tình, hơn nữa sớm cùng hắn tương giao ngang hàng, nếu không thì cũng khó mà biểu hiện như vậy. Nhiên Tiên tử có thể ở bên người Khương Tiền Bối, hơn nữa chỉ mấy trăm năm mà đột phá hóa thần kỳ lên luyện lư kỳ, loại cơ duyên này chỉ sợ đồng dạng cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ a. À. Huống hồ mấy năm nay không gặp lại, âm khí trên người nhị vị đạo hiếu tựa hồ đã tán đi không ít, xem ra hẳn đã tìm được biện pháp khôi phục lại nhân thân. Điều này thật đáng mừng, ánh mắt Hàn Lập cũng đồng dạng đảo từ trên xuống nghiên lệ một cái, khẽ cười một tiếng, đáp. Thần thông Hàn Huynh thật sự là sâu không lường được, điểm biến hóa ấy của ta cùng sư muội vậy mà cũng không thể giấu giếm được đạo hiếu. Không sai, Khương Tiền bối đích xác đã tìm được biện pháp có thể giúp hai người chúng ta thoát ly bán quỷ thân. Bất quá, hiệu quả của loại phương pháp này cực kỳ chậm chạp, cho đến giờ mà chúng ta mới chỉ có chút thay đổi mà thôi. Muốn chân chính khôi phục nhân thân, phỏng chừng còn phải thêm 2-3 ngàn năm nữa mới thành. Nghiên lệ nhoẻn miệng cười đáp, hiển nhiên việc này làm cho nàng rất là cao hứng. Nhị vị tiên tử chẳng những cùng hàn mỗ xuất thân từ nhân giới, hơn nữa tại hạ ở linh giới cũng không có mấy hảo hữu Nay thấy nhị vị ở bên khương tiền bối hết thảy mạnh khỏe, hàn mỗ cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Hàn lập cười, đáp, nếu Hàn Huynh đã nói như vậy, có thể nói ra chút sự tình mà ngươi trả qua trong mấy năm nay không? Đương nhiên, những sự tình bí ẩn cũng không cần phải nói ra. Ta cùng sư tỷ phi thang linh giới trước nay vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, đối với những sự tình mà Hàn Huynh trải qua đều phi thường hứng thú. Nguyên Giao rốt cục mở miệng, nói, không sai, thiếp thân với sự tình đạo hữu trải qua mấy năm nay đồng dạng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhiên lệ có chút hưng phấn, nói, ha ha, tại hạ mấy năm nay thật đúng là du lịch tới không ít địa phương, thậm chí còn tới một khối đại lục khác. Nhị vị quả thực muốn nghe thì tạ hạ liền kể lại một phần. Hàn lập nhẹ nhàng cười, không có ý cự tuyệt, nói. Năm đó, sau khi Hàn mỗ rời khỏi nơi này liền tìm một đảo nhỏ bế quan tu luyện một thời gian, cũng may mắn đột phá luyện hư kỳ. Cứ như vậy, Hàn lập bắt đầu không nhanh không chậm hướng hai nữ tử kể lại một ít sự tình mà mình trả năm đó sau khi rời Minh Hà chi địa mà hắn mấy năm nay đã nếm trải không ít sự tình, cho dù có cố ý giấu giếm một ít chuyện trọng yếu thì đối với người thường mà nói quả thật vẫn là lịch trình vạn phần phấn khích. Điều này làm cho tinh quang trong mắt nguyên giao lóe sáng không ngừng, mà nhiên lệ cũng phát ra thanh âm sợ hãi không thôi. Sau một hồi công phu, Hàn Lập sau khi nói ra năm chuyện tình, tự nhiên cũng hướng nhị nữ hỏi thăm chút chuyện trong việc tu luyện mấy năm nay này. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi, thoáng cái ba tháng đã qua đi. Một ngày nọ, ở trên không trung động phủ của thanh nguyên tử đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang cùng một đạo thanh hồng phá không bay lên, sau mấy cái chấp động liền hướng một phương hướng mà cùng bay đi. Ở trong độn quang, phân biệt là một hôi bào lão giả cùng một nam tử tầm 20 tuổi với khuôn mặt bình thường. Đúng là thanh nguyên tử và hàn lập, bất quá, phi hành lúc này chân chính là thanh nguyên tử mà không phải là nguyên anh hóa thân biến ảo thành. Rốt cục hắn hôm qua mới từ mật thất bế quan đi ra. Hàn lập trong 3 tháng này dưới sự chỉ điểm của nguyên anh hóa thân, tự nhiên trên con đường tu luyện chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Mà vị thanh nguyên tử bản thể này ngay ngày thứ hai liền chuẩn bị đi bái phỏng một vị ẩn cư thần bí tại Minh Hà Chi Điện này. Điều khiến cho Hàn Lập kỳ quái chính là thanh nguyên tử vậy mà không chút thông chi cho hắn trước, khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Không biết người tiền bối muốn bái phỏng lai lịch ra sao. Trước có thể hay không nói cho vãn bối một phần, trải qua hơn nửa ngày phi hành không ngừng, Hàn Lập không nhịn được hỏi một câu. Ta nếu mang theo người đi bái phỏng người này tự nhiên là cảm thấy vị này dễ nói chuyện hơn, so với các vị khác mà nói thì có phần nắm chắc trao đổi được một ít linh nhũ hơn nhiều. Về phần lai lịch, lão phu thực sự không rõ ràng lắm nhưng tuyệt đối không phải là phi linh tộc hay phù du tộc, bản thể tựa hồ là một loại dị thú tu luyện thành công. Luận về lịch duyệt cùng tuổi tác, lão phu quả thực thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp. Người này tuy rằng so với những người khác có ít nói một chút nhưng tính tình đồng dạng có chút cổ quái, trong chốc lát hội diện người này Hàn đạo hữu nên chú ý một chút. Thanh nguyên tử trả lời nhưng lại ngưng trọng dặn dò một câu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ ăn nói cẩn thận. Hàn lập trong lòng thoáng dùng mình, vội vàng lên tiếng đáp. Ha ha, bất quá người cũng yên tâm, người này năm đó chịu ta một ít nhân tình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch. Thanh nguyên tử cười một tiếng, nói, nếu thật như lời tiền bối nói, vãn bối cũng là an tâm. Ánh mắt hàn lập chợt lóe, đồng dạng cười đáp, ha ha, nếu như vậy, ta sẽ toàn lực phi hành. Người nọ ở tại một góc hẻo lánh trong minh hà chi địa, cho dù lấy độn tốc của chúng ta mà nói thì cũng phải mất 10 ngày mới có thể đến được. Thanh nguyên tử ha ha cười, sau đó kim thân ngoài thân lưu chuyển một trận, độn tốc vậy mà so với lúc ban đầu còn nhanh gấp bội, độn quang hóa thành một sợi kim ti phá không bay đi. Hàn lập thấy vậy tự nhiên thôi động pháp lực trong cơ thể, đồng dạng toàn lực nâng cao độn tốc, cũng hóa thành một đạo thanh ti theo sát bay đi. Mười ngày sau, độn quang của hai người Hàn Lập liền tiến nhập vào một mảnh sương mù hôi sắc bao phủ phía trên một cái thanh hồ. Hồ nước này chẳng những bị sương mù bao phủ mà bộ dáng có vẻ cực kỳ rộng lớn nhưng mặt hồ lại xanh biếc khác thường. Hàn Lập ở trong độn quang khẽ dùng thần niệm hướng mặt hồ đảo qua một lượt nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra bên trong hồ nước vậy mà linh khí bức người, có vô số người yêu thân hình cực lớn du đãng trong nước không thôi. Số người yêu này khí thức kinh người, đúng là một ít người yêu có được pháp lực. Bất quá, số người yêu này tựa hồ đã bị cái gì đó ước chế mà chẳng những không trồi lên mặt nước một cái nào mà ngay cả hàn lập cùng thanh nguyên tử bay sát mặt hồ chúng đều thờ ơ chuyển thân đi chỗ khác bộ dáng như không chút hứng thú đi lên tra xét hàn lập trong lòng kinh ngạc nhưng tiếp tục phi hành thêm mấy vạn lý bỗng nhiên có một tòa đảo nhỏ đáng chú ý xuất hiện ở trên mặt hồ sở dĩ nói đáng chú ý là bởi vì cả tòa đảo nhỏ này vậy mà tỏa ra kim quang trói mắt hơn nữa ở trên đó còn có một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ cơ hồ chiếm cứ tới hai phần diện tích một cảnh trước mắt cũng đều là các loại kỳ hoa dị quả, một bộ đẹp không sao tả nổi. Bất quá, cả tòa đảo này đều được một tầng quang vụ bao phủ trong đó, cũng từ giữa có thể cảm ứng được không ít cấm chế dao động. Nơi này chính là chỗ ở của người nọ, Hàn tiểu tử, cùng lão phu cùng nhau đi tới đi. Thanh Nguyên tử vừa thấy tòa tiểu đảo này, độn quang lập tức dừng lại, quay đầu hướng Hàn lập mỉm cười, nói: "Chương 1860, Kim Diễm Hậu, nơi ở của vị tiền bối này tựa hồ có phần độc đáo a." Hàn Lập nhìn hòn đảo tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, có chút ngạc nhiên mở miệng. Hắc hắc, đây chính là sở thích cổ quái của y mà thôi, Hàn Tiểu Hữu gặp y thì tự nhiên biết nguyên do trong đó. Khóe miệng thanh nguyên tử hơi rung, mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị. Thì ra là thế, vãn bối thật thêm vài phần tò mò. Hàn Lập nghe xong lời này không khỏi thoáng lộ vẻ đăm chiêu. Mà lúc này thanh nguyên tử chợt khẽ phất ống tay áo hướng về tầng sáng bạch sắc phía trước. Nhất thời một đạo sáng kim sắc mở ảo bay vọt ra, quay tròn ngưng tụ bên người, liền dễ dàng hình thành một cửa kiếm kim sắc dài hơn 10 trường. Không chút do dự chém về quần sáng, oanh một tiếng, quần sáng bạch sắc nhộn nhạo như sóng gợn một trận, mặt ngoài lại chấp động hào quang không thôi, một bộ lung lay sắp vỡ. Cơ hồ khi quần sáng phát sinh dị biến, trên đảo lập tức truyền ra mấy tiếng kinh hô sợ hãi không thôi. Là ai lớn gan như vậy, dám đến công kích kim diễm đảo chúng ta? không biết nơi này là của kim diễm đại nhân sao trong nháy mắt quầng sáng chợt lóe hào quang rồi mấy đạo độn quang kích bắn ra chấp động mấy cái thì bốn gã vệ sĩ kim sắc chiến giáp xuất hiện ở trước mặt hai người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lại ô là thanh đại nhân khi thấy rõ ràng dung mạo thanh nguyên tử thì bốn gã kim giáp vệ không khỏi cả kinh không chút lưỡng lự vội thi lễ hiển nhiên mấy người đều nhận ra thanh nguyên tử nên không còn vẻ tức giận lúc trước ánh mắt hàn lập đảo qua liền nhìn ra bốn người này đều có tu vi cấp luyện hư nhưng thể nỗi mơ hồ phát ra một luồng khí tức hung bạo rõ ràng không phải người thường kim diễm hậu khương mỗ có việc bái phỏng còn không ra gặp sao thanh nguyên tử căn bản không để ý bốn gã kim giáp vệ sĩ trực tiếp hướng tới kim sắc cung điện hô một tiếng lanh lành cũng không biết thanh nguyên tử vận dụng bí thuật nào tuy thanh khí không lớn nhưng quanh quẩn nơi nơi trên không hòn đảo dưới tiếng vang vọng mỗi tắc trong góc cung điện đều có thể nghe được thanh âm đàm thoại thanh nguyên tử nếu ngươi đã đến đây thì cứ tiến vào là được chẳng lẽ còn muốn bản hầu tự mình đón chào sao sau một lúc trong cung điện kim sắc cũng truyền ra một thanh âm nam tử nhàn nhạt, nhạt tuy rằng khá xa nhưng rõ ràng dị thường vào trong tai đám người hàn lập hắc hắc vậy thì lão phu cũng không khách khí các ngươi mau dẫn đường thanh nguyên tử nghe xong khẽ cười hướng sang bốn gã giáp sĩ phân phó một câu thỉnh tiền bối đi cùng chúng vãn bối bốn gã kim giáp vệ sĩ nghe trong cung điện truyền âm thì lập tức trong lòng buông lỏng một gã trong đó cung kính trả lời vì thế Hàn Lập cùng Thanh Nguyên tử dưới sự dẫn dắt của bốn gã giáp sĩ lập tức khai mở quầng sáng, đi vào trong cung điện trên đảo. Một lát sau Thanh Nguyên tử thản nhiên ngồi trong một gian đại sảnh rất rộng lớn còn Hàn Lập cung kính ngồi ở bên cạnh. Ở chủ vị nơi đại sảnh, một trung niên nam tử đầu đội mũ kim quan thân vận kim sắc trường bào, thần sắc bình tĩnh ngồi nơi đó. Khương đạo hiếu, lại thêm một vị đạo hiếu có tu vi hợp thể trung kỳ. Chẳng lẽ ngươi tự biết đại nạn lâm đầu nên thu thân truyền đệ tử sao? Niên kỳ còn trẻ mà đã có cảnh giới như vậy, cũng đủ kế thừa y bát của ngươi. Bất quá lần trước từ miệng một lão quái khác, tựa hồ ngươi thu nhận là một nữ đệ tử a. Kim Quan Nhân bỗng mở miệng, người này mặt như bạch ngọc, một bộ râu dài hơn nửa tóc đen nhánh, bộ dáng nho nhã. Chính là chủ nhân nơi đây tên là Kim Diễm Hậu, một vị đại thừa tồn tại cùng Thanh Nguyên tử. Hàn Lập nhìn người này kiếm khí toàn thân, trên thân phát ra hào quang kim sắc từ các loại đồ trang sức thì không biết nói gì trong lòng bắt đầu hiểu ý tứ của thanh nguyên tử lúc trước. Kim Đạo Hiếu, có thể ngươi nhận lầm, Hàn Tiểu Hiếu không phải đệ tử của ta mà là một cố nhân thôi. Đạo Hiếu hẳn còn nhớ mấy trăm năm trước, mấy tiểu bối dẫn một số thủ hạ đột nhập nơi đây, rước lấy sự tình phù du tộc phái người đuổi giết. Chính lúc đó ta nhận biết Hàn Tiểu Hiếu này, về phần đệ tử kia đã được ta nhận làm nghĩa nữ. Tuy tư chất xem như tuyệt hảo nhưng hiện giờ vẫn là luyện hư kỳ mà thôi thanh nguyên tử cười cười, thản nhiên giải thích hai câu mấy trăm năm trước a à, là đám người đến từ bên ngoài dụ minh lôi thú rời đi rồi muốn đào trộm minh hà chi nhũ ô ta nhớ không lầm thì mấy kẻ cầm đầu đều bị phù du tộc bắt giữ rồi sao vị hàn tiểu hữu nếu tham dự mà còn may mắn vô sự thoát khỏi chẳng lẽ là đạo hữu xuất thủ cứu giúp kim quan nhân nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lời của đạo hữu không hoàn toàn đúng nhưng cũng trúng vài phần hàn tiểu hữu có thể bình yên rời đi minh hà chi địa đích thật là lão phu an bài bất quá đạo hữu không cần hiểu lầm sở dĩ tại hạ làm như vậy bởi vì hàn tiểu hữu là người cùng nhân tộc thêm phương diện khác tại hạ có việc cần hắn ra ngoại giới làm một sự tình nên mới ra tay thanh nguyên tử thản nhiên nói thì ra là thế bất quá thanh đạo hữu đã hơn ngàn năm không tới nơi này hiện giờ mang theo vị tiểu hữu đồng tộc tìm tới cửa không phải đơn giản chỉ tới bái phỏng ta như vậy chứ kim diễm hậu nhíu hai mắt cẩn thận đánh giá hàn lập bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị mở miệng kim đạo hữu đã đoán chúng lần này lão phu tới đích thật là có chuyện cần thương lượng cùng đạo hữu một chút thanh nguyên tử cười hắc hắc thản nhiên thừa nhận hư ta chỉ biết như thế tuy ta và ngươi giao thiệp gần hơn mấy người khác một chút nhưng còn chưa đến mức đạo hữu vừa xuất quan liền lập tức tới bái phỏng sự tình gì hãy nói cô nghe một chút sắc mặt kim diễm hậu không chút thay đổi nói lời này kim huynh e rằng đã quá lần này lão phu đến không phải để nhờ đạo hữu mà là muốn làm một giao dịch cùng có lợi đạo hữu nếu cảm thấy không hài lòng lão phu tuyệt không cưỡng cầu. Sắc mặt thanh nguyên tử trầm xuống, thanh âm bắt đầu có vài phần bất mãn. Ha ha, vừa rồi nói như vậy chỉ là khách khí mà thôi. Thanh đạo hiếu cùng bản hậu giao tình nhiều năm, chỉ cần không phải sự tình quá khó, bản hậu sao lại không đáp ứng. Kim Diễm hậu liếc mắt thanh nguyên tử một cái, sắc mặt lại mặt giãn ra nở nụ cười. Kim đạo hiếu đã nói thế thì lão phu cũng nói thẳng. Nhớ lần trước tới bái phòng thì Kim Huynh đặc biệt cảm thấy hứng thú với cửu đồng châu của tại hạ, đã nguyện dùng một số bảo vật trao đổi nó. Nhưng lúc ấy do Khương Mỗ đang cần dùng nó để luyện chế một số bảo vật nên tạm thời chưa nhận lời. Lần này lão phu đem viên châu này đến, tính cùng đạo hữu đổi lấy một số vật phẩm cần dùng. Không biết Kim Huynh cảm thấy sao? Thanh Nguyên Tử nói xong, ống tay áo hướng về trên bàn gần đó phất một cái. Nhất thời một vầng kim quang lóe lên, một hộp ngọc thanh thúy bích lục xuất hiện ở nơi đó. Cửu Đồng Châu, vừa nghe Thanh Nguyên Tử nói như vậy, Kim Diễm Hậu bộ dáng đang thong dong trợt co rụt tròng mắt. Vua một cái, ánh mắt đã rơi vào hộp ngọc trên bàn, cuối cùng tựa hồ như mất khí lực thật lớn mới miễn cưỡng ly khai ánh mắt. Khương Đạo Hữu lấy ra bảo vật này thì Kim Mỗ cũng không có gì để nói. Đạo Hữu muốn từ Kim Mỗ đổi lấy những thứ gì, chỉ cần không phải vật bất ly thân tại hạ thì đều được. Hiển nhiên Kim Diễm Hậu cực kỳ coi trọng vật trong hộp, cơ hồ không chút suy nghĩ hỏi lại một câu. Hàn Lập ở một bên thấy thế thì trong lòng vui vẻ với tình hình trước mắt, giao dịch đổi lấy Minh Hà Chi Nhũ thật có hy vọng. Ba bình Minh Hà Chi Nhũ cùng một khối tức nhưỡng chi thổ thanh nguyên tử mỉm cười nói. Không có khả năng, tuy cửu đồng châu thần diệu vô cùng trên luyện khí nhưng muốn một hơi đổi lấy mấy thứ này thì kém quá xa. Minh Hà Chi Nhũ còn không nói, tức nhưỡng chi thổ là tài liệu luyện chế bảo vật thổ thuộc tính đến cực điểm. Thổ thuộc tính tài liệu khác trên thế gian cơ hồ không thể so sánh với nó. Ta tuy có được một chút nhưng dùng để luyện chế bảo vật hộ thân trong lần độ kiếp sau, sao có thể dễ dàng đổi cho người khác kim quan nhân vừa nghe xong đã lắc đầu lắc cổ ý của đạo hữu lão phù tự nhiên rõ ràng bất quá ta sẽ thêm ba vật phẩm nữa kim huynh thấy như thế nào đối với sự cự tuyệt của kim diễm hậu thanh nguyên tử không chút nào bất ngờ ngược lại cười như đã định liệu trước ống tay áo lão lại rung lên có ba đồ vật cổ quái hình lục lăng xuất hiện ở trên mặt bàn ba vật này to cỡ nắm tay tỏa ra kim quang trói mắt bên ngoài chi chít những phù văn cổ quái bộ dáng huyền ảo dị thường kim diễm hậu thấy thì cẩn thận đánh giá vài lần nhưng tựa hồ nhất thời vẫn chưa nhìn ra cái gì liền lập tức nâng tay hư không một chảo phu một tiếng một khối trong đó lập tức bay lên không rồi bị kim quan nam tử hút vào trong tay sau đó cúi đầu lật qua lật lại xem xét đây chẳng lẽ là cùng lúc đó hàn lập nhìn hai kiện đồ vật kim sắc trên bàn còn lại ở bên trong cảm ứng được một luồng khí thức cực kỳ quen thuộc trong lòng kinh nghi bất định một trận kiểm tra đồ vật trong tay một chốc lát khuôn mặt kim diễm hậu dần có chút súng động. Bản hậu thật không quá khẳng định nhưng tựa hồ là kim cương diệt ma thần lôi trong truyền thuyết. Kim diễm hậu rốt cục quay đầu hướng sang thanh nguyên tử dò hỏi. Hảo nhãn lực, năm đó lão phu thu được một ít lá trúc của kim lôi trúc, sau đó phối hợp thêm rất nhiều tài liệu lôi thuộc tính, mượn dùng thiên lôi lực cùng hao phí thời gian mấy trăm năm mới luyện chế ra sáu bảy khối. Hiện giờ Khương mỗ một hơi xuất ra một nửa số lượng trong đó, có thể thấy được thành ý của tại hạ. Đại thiên kiếp tiếp theo của Kim huynh cũng còn không lâu lắm chứ. Thiên Cương Diệt Ma Lôi chính là lợi khí tuyệt hảo đối phó vực ngoại thiên ma. Mà vực ngoại thiên ma xuất hiện ở đại thiên kiếp thì căn bản khó lòng phòng bị, các bảo vật khác đối với chúng hầu như không có tác dụng. Lôi châu này so với bảo vật khác người luyện chế dùng bảo hộ tâm thần thì mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu không phải luyện chế số lượng đủ thì ta tuyệt không lấy ra trao đổi thanh nguyên tử tựa cười mà không phải cười trả lời. Chương 1861, khách đến Nghe câu trả lời của thanh nguyên tử, ánh mắt kim diễm hậu chấp động, lâm vào trầm tư tựa hồ đã bị thuyết phục phần nào. Hàn lập nghe được cái tên kim cương diệt ma thần lôi thì trên mặt cũng hiện vẻ khác lạ. Cũng không trách được đối với khí thức của ba kiện đồ vật này hắn cảm thấy có chút quen thuộc, hóa ra là do sử dụng tài liệu chính là lá kim lôi trúc mà hắn tặng lần trước. Lá này có nguồn gốc từ kim lôi trúc, cho nên dù đã qua luyện chế khí thức tự nhiên cũng không khác quá xa. Mà kim cương diệt ma lôi tuy rằng lợi khí đối phó với vực ngoại thiên ma, nhưng chỉ khi đột phá bình cảnh cùng thiên kiếp của cấp bậc đại thừa thì thiên ma mới xuất hiện. Về phần phương pháp luyện chế hàn lập đã sớm vô tình thu được từ một địa phương nào đó của dị tộc. Chỉ là khi đó nhận thấy muốn luyện chế thành công vật này phải phối hợp một lượng lớn tài liệu lôi thuộc tính hiếm thấy. Hắn tự biết với thủ đoán lúc ấy căn bản không thể thu thập được tất cả chúng, hơn nữa CK hông có năng lực luyện chế nên đã tiếc nuối bỏ quên việc này. Hiện tại vừa nghe cái tên này, cùng với việc thanh nguyên tử với tu vi đại thừa kỳ chỉ luyện chế bảy tám khối thần lôi đã tốn vài trăm năm, trong lòng chỉ cười khổ không thôi. Xem ra không tiến giai hợp thể hậu kỳ thì kim cương diệt ma thần lôi này căn bản là mơ mộng. Ba viên kim cương diệt ma lôi đích xác đủ để đổi tức nhưỡng chi thổ. Nhưng có một chuyện bổn hậu có chút khó hiểu, đạo hữu cũng có minh hà thần nhũ, vì sao lại tìm đến bổn hậu để trao đổi vật ấy. Kim Diễm Hậu lại mở miệng, trong giọng nói mơ hồ một tia hoài nghi. Minh Hà thần nhũ của tại hạ, vào thời điểm trăm năm trước đã bị một người mượn đi tất cả mà hiện tại hàn tiểu hữu cần vật ấy để đột phá hợp thể bình cảnh khương mẫu năm đó bởi vì một sự tình khác cũng đáp ứng quá việc này cho nên cũng chỉ có thể tới cửa tìm đạo hữu trao đổi thanh nguyên tử chậm rãi nói có thể khiến khương đạo hữu ngay cả minh hà thần nhũ cũng đồng ý đưa ra xem ra giao tình này đúng là không nhỏ a à. kim diễm hậu kinh ngạc trong miệng phát ra vài tiếng tấm tắc ánh mắt cũng rơi lên người hàn lập hàn lập khom người biểu hiện sự kính cẩn trong lòng ghi nhớ lời thanh nguyên tử căn dặn lúc trước phi thường thành thật không nói một lời nào ừm quả thật là một món nhân tình lớn được rồi những điều cần nói tại hạ đều đã nói xong nếu kim đạo hữu còn tiếp tục hỏi như vậy nữa thì ta sẽ tìm người khác trao đổi ta nghĩ ngôn lão quái cũng phải độ lôi kiếp tuyệt đối sẽ vui mừng khi cùng tại hạ làm vụ giao dịch này thanh nguyên tử dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn thâm ý sâu sắc nói khương huynh nói đùa Bổn hậu nói cự tuyệt khi nào, nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy, cộng thêm giao tình năm đó, tại hạ tất nhiên sẽ đáp ứng giao dịch này. Kim Diễm hậu trầm ngâm một chút, rốt cuộc cười một tiếng rồi đáp ứng. Kim Đạo hữu sảng khoái như thế thì tốt rồi, trao đổi này đối với hai người chúng ta tuyệt đối cùng có lợi. Thanh Nguyên tử nghe vậy, cũng mừng rỡ trả lời. Kim Quan nam tử cười hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên mở miệng trực tiếp từ phun ra bốn đoàn linh quang. Ba trắng một vàng đúng là ba bình ngọc nhỏ màu trắng cùng một cái hộp màu vàng tay áo lại phất một cái bốn kiện đồ vật nọ lập tức hướng tới thanh nguyên tử bay đến đồng thời tay kia lại hướng hộp ngọc trên bàn cùng hai quả kim cương diệt ma lôi chụp lấy một tiếng xé gió vang lên vật trên bàn lập tức run lên cũng được kim diễm hậu cầm vào trong tay cùng lúc đó thanh nguyên tử cũng đem bình nhỏ cùng hộp ngọc thu vào trong tay lập tức thần niệm vừa động cẩn thận tra xét thật giả sau một chút thì trên mặt lão cũng lộ ra vẻ vừa lòng Đồ vật này không có vấn đề, lão phu lần này xin đa tạ Kim Huynh. Hàn Tiểu Hiếu, ba bình minh hà thần nhũ này, người thu lấy được rồi. Thanh Nguyên Tử sau khi kiểm tra xong, vừa lộ ra vừa lòng vừa nói. Tiếp theo lòng bàn tay chợt chuyển, cổ tay run lên, ba bình chứa minh hà thần nhũ liền bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập ngẩn ra rồi lập tức vui vẻ tiếp nhận, đồng thời trong miệng cảm ơn không ngớt. Lúc trước theo ước định chỉ là hai bình thần nhũ, hiện giờ đối phương thoáng chốc đã đem ba bình giao cho hắn. Hiển Nhiên cũng coi như là đáp tạ hắn khổ công thu thập tài liệu. Xem ra quyết định đem tất cả tài liệu thu thập được lấy ra là một cử chỉ sáng suốt. Thần nhũ này tuy rằng quý hiếm cực kỳ nhưng đối với Thanh Nguyên tử cũng không có quá nhiều tác dụng, cho nên lúc này cũng không mấy tiếc nuối. Về phần Kim Diễm Hậu hiển nhiên cũng rất vừa lòng với lần trao đổi này, thần tình tươi cười cùng Thanh Nguyên tử nói chuyện phía một hồi. Hai người có nói đến một vài bí văn dị sự ít người biết đến và cũng có một vài công pháp tu luyện tương quan khiến Hàn Lập ở một bên cũng nhiệt tình mà nghe ngóng. Thời gian trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, rốt cục thanh nguyên tử cũng đứng dậy cáo từ. Kim Diễm Hậu cũng không có ý giữ lại, liền đứng dậy định tiến thanh nguyên tử đến cửa lớn đại điện. Đúng lúc này một tiếng nổ ầm ý vang lên bỗng nhiên trên không đảo nhỏ, tiếp theo cả tòa cung điện chấn động, dường như bị vật gì đó công kích thật mạnh tạo thành. Hai người trong đại sảnh vừa mới đứng dậy đều cả kinh, không khỏi hồ nghi nhìn nhau. Ai đảm lớn gan như vậy, trắng trợn công kích trước cửa. Lúc trước thanh nguyên tử tuy rằng cũng sử dụng kiếm khí chém lên đảo nhỏ được bao phủ bởi một tầng cấm chế, nhìn như thanh thế rất lớn nhưng trên thực tế vẫn chưa thực sự tạo nhiều uy phong như vậy. Mà động tĩnh vừa rồi, rõ ràng là tầng cấm chế này bị ngoại lực mạnh mẽ đánh nát. Sau khi Kim Diễm Hậu phục hồi tinh thần, tự nhiên cũng kinh sợ cực kỳ, một tay bấm quyết niệm chú, tựa hồ lập tức thúc giục thần thông nào đó. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên từ trên không chợt phát ra một thanh âm nam tử. Kim Diễm, Thanh Nguyên Tử, hai tiểu tử các ngươi ở trong đó làm gì? Mau mau đi ra gặp ta, thanh âm đàm thoại thô lỗ dị thường khiến hai người Thanh Nguyên Tử đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau một cái thì không khỏi cùng cười khổ. Như thế nào, còn không ra đón bản đại nhân, Kim Diễm, chẳng lẽ người thật muốn ta hủy đi nơi này hay sao? Mà nam tử kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn, vừa dứt lời bên ngoài cung điện truyền đến từng tiếng gầm rú liên miên không dứt, thậm chí tạo ra từng đợt không gian dao động bao trùm cả hòn đảo. Lúc này, ở bên trong đại điện kim quang chợt lóe, một đạo độn quang xuất hiện trước mặt kim diễm hậu, tiếp theo hào quang chợt tắt, lập tức hiện ra một gã kim giáp vệ sĩ thần sắc kinh hoàng. "Hồi bẩm chủ nhân, bên ngoài, ta đã biết, người tới ở bên ngoài là khách quý. Ngươi xuống trước đi, Khương huynh, xem ra ngươi nhất thời chưa đi được rồi. Chúng ta cùng ra ngoài gặp lão quái vật này một chút." nếu không đảo nhỏ này của ta thật đúng có thể bị hắn hủy đi mất. Kim Diễm Hậu khoát tay chặn lại, sau đó lại quay người hướng về phía thanh nguyên tử cười khổ nói. Lão quái vật đã đến đây tự nhiên ta cũng muốn gặp mặt. Bất quá mỗi lần gặp qua hắn, ta đều phải đau đầu vài ngày. Khóe miệng thanh nguyên tử run rẩy một chút, có vẻ bất đắc dĩ trả lời. Kim Diễm Hậu thở dài, nhưng pháp quyết chợt chuyển, ngoài thân chợt lóe kim quang, một tầng hỏa diễm kim sắc quay cuồng xuất hiện đem thân hình hoàn toàn bao phủ. Một thanh âm muộn hưởng vang lên, hỏa diễm bạo liệt bay tán loạn. Kim diễm hậu biến mất không còn bóng dáng trong đó, đúng là hỏa độn thuật cực kỳ hiếm thấy. Thanh nguyên tử thì đơn giản hơn, tay áo bảo run lên một cái, hóa thành một đạo kim quang bay ra đại sảnh môn. Sau một cái chấp động, quỷ dị biến mất ở trên không trung. Cả gian đại sảnh nhất thời chỉ còn lại hàn lập lẻ loi đứng đó. Lão quái vật có thể khiến hai người này đều sưng hô như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng là dạng tồn tại gì tuy rằng không muốn gặp, nhưng bất quá đi cũng không có vấn đề gì. Hàn lập thở dài một hơi, dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy thì thào vài câu, tiếp theo sau lưng lôi quang chợt lẽ, một đôi cánh trong xuất hiện lên, chợt lẽ rồi hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng mà biến mất. Tại đảo nhỏ trên không ngàn trượng, thanh nguyên tử cùng kim diễm hậu hai người đang đối mặt với một quái vật lớn, thân thể dài hơn trăm trượng, thần sắc có chút cung kính. Mà là một con bọ cánh cứng cả người đen tuyền, trên đỉnh đầu nó hiện ra một thân ảnh của một lão giả dáng người gầy yếu. Người này nhìn bộ dáng chừng lục tuần, khốc mắt lõm sâu, cái mũi dài thường thượt, trên thân mặc một bộ trường bào đủ mọi màu sắc, ở cổ lộ ra một chuỗi hạt như hoa sen sáng chói mắt, mỗi viên đều lớn như quả trứng chim, thoạt nhìn cực kỳ màu mè. Nhưng khiến người ta giật mình chính là, tầng cấm chế bạch sắc bao phủ vốn cả tòa đảo nhỏ hiện đã không còn sót lại chút nào. Mà ba gã kim giáp vệ sĩ, lại bị tơ trắng từ trong miệng bỏ cánh cứng phun ra quấn thành một đống, thân bất do kỳ ở trên không trung quay tròn chuyển động không ngừng như con vụ. Lúc đó Hàn Lập vốn đã hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng cũng vừa xuất hiện ở bên cạnh Thanh Nguyên Tử và Kim Diễm Hậu. Mà Kim Diễm làm như không thấy quấn cảnh ba gã vệ sĩ, ngược lại tươi cười hướng tới lão giả đứng trên con bọ cánh cứng nói. Hư Linh Huynh, người vốn rất ít ghé thăm, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Bất quá nếu đã đến, chi bằng cùng chúng ta xuống phía dưới một lát. Hắc hắc, kim diễm người trong miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng kỳ thật ước gì ta vĩnh viễn không đến đây a à. lão giả cười hắc hắc một trận khẩu khí không chút khách khí nói kim mỗ sao dám nghĩ vậy nhưng đạo hữu làm thế nào lại biết khương huynh đến làm khách ở chỗ tiểu đệ vậy kim diễm hậu cười bồi vội vàng đem đề tài chuyển sang trên người thanh nguyên tử thanh nguyên tử vừa nghe lời này trong lòng tự nhiên mắng to kim quan nam tử một trận nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười mở miệng khương mỗ đích xác cũng có chút nghi hoặc Hư Linh huynh vì sao lại biết tại hạ cùng Kim huynh ở cùng một chỗ? Hay là đạo hữu đã đi qua động phủ của tiểu đệ? Việc gì phải qua động phủ của ngươi, vốn là những động phủ ở xung quanh đây ta đều qua một chuyến, nên mới biết hai người các ngươi ở đây. Trước đó vốn có hai người còn bế quan không ra, chờ ta hủy đi động phủ rồi cũng thành thành thật thật mà xuất hiện. Đã biết như thế sao lại không sớm xuất hiện? Lão giả cười to một trận, dương dương tự đắc nói. Chương 1862, hỉ nộ vô thường nghe câu này kim diễm hậu và thanh nguyên tử liếc nhau một cái lộ ra nụ cười khổ ngay cả hàn lập nghe xong cũng mở to mắt trong lòng cảm thấy hoảng sợ ta lần này tìm các ngươi là có việc muốn nói vào trong ngồi nói cũng được kim diễm hậu bích linh tử mà ngươi ủ rất được cho lão phu thưởng thức bảy tám hồ đi lão già con mắt xoay chuyển đĩnh đạc nói bảy tám hồ hư linh huynh nói đùa muốn ủ được bích linh tử phải mất một số nguyên liệu khó tìm thêm nữa thời gian ủ là ba trăm năm trong tay ta cũng chỉ có bốn hồ mà thôi. Làm sao có thể cấp cho đạo hữu bảy tám hồ để uống đây? Kim Diễm Hậu vừa nghe đối phương nói như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ha ha, ba bốn hồ thì ba bốn hồ, cũng đủ ta uống được mấy chén. Lão giả cười ha ha nói. Sau đó không chờ Kim Diễm Hậu và Thanh Nguyên Tử nói thêm điều gì, lão giả bấm quyết niệm thần chú. Phụt một tiếng, con bỏ cánh cứng dưới chân hóa thành một cỗ khói đen, biến mất trong hư không đám khói di chuyển tựa như linh xà chui vào trong tay áo của lão giả tiếp theo đó thân hình lão chấp động hóa thành một đảo ô quang bay tới cung điện của kim diễm hậu trên mặt kim diễm hậu một lần nữa lộ vẻ bất đắc dĩ hai tay hướng lên hư không chụp một chảo ba gã kim giáp sĩ đang trôi nổi trong không ngừng chuyển động bạch tơ quấn trên người gãy đứt từng tắc rơi ra ngay khi vẫn còn choáng vắng quay cuồng ba gã vệ sĩ vẫn miễn cưỡng ổn định thân hình vẻ mặt xấu hổ thi lễ với kim diễm hậu đa tạ chủ nhân cứu giúp tiểu nhân vô năng, khiến cho chủ nhân hổ thẹn, người tới thần thông quảng đại, đến ta còn phải tránh hắn ba thước. Không trách được các ngươi, bây giờ hãy đem cấm chế tu phục lại đi. Kim Diễm hậu lắc đầu, bên ngoài thân Kim Diễm một trận xoay chuyển, cũng hóa thành một đạo kim quang bay về phía cung điện. Hàn tiểu Hữu người cũng vào đi, lão gia hỏa vừa đến này thật khó để hầu hạ, người nên chú ý một chút. Thanh nguyên tử thở dài một hơi, dưới chân kim quang chấp động, liền biến mất trong hư không. Hàn lập sờ cầm, sau khi suy nghĩ điều gì đó thân hình cũng phi độn đi một lát sau đám người hàn lập đã xuất hiện tại đại sảnh ban đầu phân chủ khách ngồi